bạn học ngày xưa bây giờ đến thăm nhà cũng không có gì quá mà. Hơn nữa công tác của Triệu Quốc cũng được Bí thư Dương quan tâm, không thể coi như không biết mà. Liễu Đạo Nguyên biết quan hệ của Lưu Triệu Quốc và Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Tử Minh. Mặc dù Lưu Triệu Quốc về An Đô công tác chủ yếu là do Liễu Đạo Nguyên giúp, nhưng nếu Phó Bí thư Dương không tự mình nói chuyện với Thị ủy An Đô thì cũng không nhanh như vậy đã có quyết định. Lưu Triệu Quốc và Dương Tử Minh mặc dù có mọi người sẽ không nói chuyện mấy, nhưng quan hệ của hai người rất thân thiết. Tôi tìm cơ hội thích hợp rồi nói. Lưu Triệu Quốc thản nhiên nói. Vừa nãy Tiểu Triệu nhắc đến cổ phiếu làm tôi hứng thú. Đúng như cậu ấy nói, nếu như có thể thành công thì đây cũng là cách kiếm tiền hợp pháp. Ha ha, ông còn thiếu tiền ư? Vừa nãy Tiểu Triệu nói cũng có lý, nhưng cậu ta cũng nói đầu tư có mạo hiểm giống đánh bạc vậy. Ông đặt cược nhưng có lẽ nó sẽ không được niêm yết, có lẽ ông sẽ mất tiền. Có cần như vậy không? Hùng Chính Lâm trêu chọc. Không, việc này đúng là có mạo hiểm một chút, nhưng tôi thấy cậu ta phân tích có lý. Bây giờ quốc gia đang tích cực cổ phần hóa các công ty, chỉ cần công ty đó không gặp khó khăn trong kinh doanh thì khả năng niêm yết lên thị trường chứng khoán là rất lớn, đúng là đáng để đầu tư. Lưu Triệu Quốc lắc đầu nói. Quyết định không có lệnh cấm, chỉ cần anh không dùng tiền công vào việc này thì giống như mua trái phiếu chính phủ vậy, đều là hành vi đầu tư bình thường. Không ngờ ông cũng có đầu óc kinh tế, tôi thấy nếu như trong tay có tiền rảnh rỗi thì cũng đáng để thử một phen. Đây cũng không phải việc phi pháp mà. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Ra khỏi nhà hàng, Triệu Quốc Đống thấy rất thoải mái. Mặc dù hắn có kiến thức trong mơ nhưng bản thân hắn lại thấy áp lực lớn từ mấy vị quan to kia mang tới. Vị Liễu ca kia nhất định không phải nhân vật bình thường. Y nói chuyện rất kiên quyết, rất có lý lẽ, hơn nữa y còn ngồi chính giữa thì nhất định là nhân vật lớn. Vị Thái ca kia cũng không đơn giản, y ít nhất là thường vụ huyện ủy huyện Hoa Dương, không chừng là Phan Bằng Trình. Với phán đoán của Triệu Quốc Đống hơn phân nửa là phó bí thư. Y ngồi đó tạo ra khí thế rất lớn, quen sai việc. Vị Hùng ca kia là ở ủy ban kỷ luật thị ủy nên có ánh mắt nhìn người rất sắc. Ở bữa rượu sôi nổi như vậy mà còn có vẻ lạnh nhạt. Ủy ban kỷ luật thành phố, không biết mình lúc nào có tư cách để người ta điều tra. Triệu Quốc Đống cười cười, Lưu ca đây là cố ý mở cửa cho mình, một cửa đi lên tầm cao hơn. Mặc dù cửa này thoạt nhìn còn xa không thể vỡ, nhưng cuối cùng có ngày hắn đi được vào trong. Có thêm bạn là thêm đường, mặc dù những người này chưa coi hắn là bạn, mặc dù Lưu Triệu Quốc mạnh mẽ giới thiệu nhưng quan niệm thân phận đã ăn sâu vào suy nghĩ bọn họ. Theo bọn họ thấy thanh niên mặc dù có tài nhưng vẫn còn cục bộ, chẳng qua hắn sẽ dùng thực tế để bọn họ có ấn tượng tốt. Quyển 1, chương 56, cuối năm. Lưu Triệu Quốc cuối cùng đã nhận đề nghị của Triệu Quốc Đống. Y đã quyết định chuyện gì thì khó thay đổi. Nếu tin vào phán đoán của Triệu Quốc Đống, y liền không hề do dự mà dồn hết hơn 60.000 tiền tiết kiệm sau 20 năm công tác vào mua cổ phiếu mà Triệu Quốc Đống nói. Chẳng qua giá của thép An Cương và công ty Quang Lộ đã bằng 2,4 giá gốc, gấp 2 khi Đức Sơn bắt đầu mua. Nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy thì từng này còn không đủ. Quang Lộ đến đỉnh cao sẽ bằng 16 lần giá gốc, thép An Cương cũng bằng 13 lần giá gốc thì mới bắt đầu giảm. Mùa đông lạnh lẽo và ướt làm người không quen khí hậu An Nguyên rất khó chịu. Thời tiết xấu này kéo dài đến tận tháng 2, thi thoảng còn có tuyết. Ngay cả đợt Tết cũng khó có thể thấy trời đẹp. So sánh với thời tiết xấu thì tâm trạng Triệu Quốc Đống rất tốt. Ngoài lãi từ bãi cát cứ đều tăng lên, quan trọng hơn là hắn đã thành lập được quan hệ tốt với Lưu Triệu Quốc. Đương nhiên nếu như cổ phiếu không thể niêm yết sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai người. Nhưng chuyện này không thể xảy ra, Triệu Quốc Đống không tin vào việc này. Triệu Trường Xuyên cứ hàng tháng liền đưa lãi tới cho Triệu Quốc Đống, hắn không do dự đưa cho Đức Sơn đầu tư vào cổ phiếu. Giá cổ phiếu mặc dù vẫn tăng lên, mặc dù thi thoảng có giảm một chút nhưng không ảnh hưởng đến xu thế. Xu thế này duy trì liên tục đến một tháng trước tế, các loại cổ phiếu cũng bắt đầu tăng mạnh. Triệu Quốc Đống biết cao trào cổ phiếu ở đây bắt đầu xuất hiện. Trong 2-3 tháng này giá cổ phiếu ở chợ đã tăng đến mức kinh người. Sau đó chính quyền liền đưa ra thông báo quy định việc chứng nhận giao dịch cổ phiếu. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng bắt đầu đưa ra lệnh cấm chợ cổ phiếu tự phát, thông báo nếu ai mua các cổ phiếu đen này thì tự chịu nguy hiểm, giao dịch tự phát thì pháp luật không bảo vệ, cấm các công ty phát hành cổ phiếu, cổ phần đến thị trường tự do. Cũng đưa ra chế độ quản lý việc chứng nhận quyền sở hữu cổ phiếu, cấm giao dịch lén lút. Mà theo các quy định đưa ra thì cao trào ở khu chợ mới giảm đi một chút. Gần hết năm cũng khiến việc ở đồn công an nhiều lên.
Cục Công an cũng đưa ra quyết định thưởng Tết. Thưởng Tết năm nay vượt xa năm trước khiến đồn công an gặp áp lực về kinh tế rất lớn. 8 cảnh sát cần 24.000, mà đám đội viên dự bị cũng có tiền thưởng, tiền chúc Tết, có lẽ cũng phải đến 30.000. Triệu Quốc Đống phát hiện thời gian này Khâu Nguyên Phong rất ít khi ở đồn, gần như cả tuần chỉ có 1-2 ngày ở trong đồn, hơn nữa cũng thường xuyên đến đảng ủy khu báo cáo công việc. Tài chính còn thiếu, Khâu Nguyên Phong yêu cầu Triệu Quốc Đống và Lưu Mãnh tìm cơ hội mà xuất kích. Ngoài ra Khâu Nguyên Phong cũng yêu cầu Triệu Quốc Đống cùng với Hạ Hồng Hải và La Minh Sơn đến đảng ủy chính quyền xã trong khu vực mình phụ trách quyên góp tiền. Quan hệ tốt với chính quyền xã đã giúp Triệu Quốc Đống khá nhiều. Xã Đại Quan Khẩu hỗ trợ 3.000 tệ, xã Thổ Lăng hỗ trợ cho đồn công an 2.000 tệ. Mà Hạ Hồng Hải đến xã Hắc Thạch và xã Bảo Long xin tiền lại không thuận lợi. Cuối cùng chỉ có xã Hắc Thạch hỗ trợ 1.500 tệ. Về phần thị trấn Giang Miếu thì trực tiếp từ chối đề nghị của La Minh Sơn. Điều này làm Khâu Nguyên Phong rất tức giận, chẳng những mắng cho La Minh Sơn một trận, hơn nữa trong hội nghị đảng ủy khu Giang Miếu tuyên bố muốn cho đảng ủy, chính quyền thị trấn Giang Miếu biết sức chiến đấu của đồn công an. Màn đêm buông xuống, Triệu Quốc Đống, Lưu Mãnh, Hứa Hàng Minh dẫn theo tất cả đội viên dự bị của đồn vào nhà phó chủ tịch thị trấn Giang Miếu bắt 4 tên cán bộ chính quyền đánh bạc. Chiều hôm sau cũng càn quét quán trà do em vợ phó bí thư thị trấn mở ra, bắt được hơn 10 tên tham gia đánh bạc. Hai hành động này khiến quan hệ của thị trấn Giang Miếu và đồn công an có chút căng thẳng. Nhất là Khâu Nguyên Phong rõ ràng yêu cầu nhốt 4 tên cán bộ đánh bạc lại đồn. Lúc này đảng ủy khu không thể không đứng ra hòa giải quan hệ. Từ đảng ủy khu trở về đồn công an, Khâu Nguyên Phong có vẻ rất bình tĩnh. Điều này làm Triệu Quốc Đống khó có thể phán đoán công tác hòa giải của đảng ủy khu có tác dụng không. Tiểu Triệu, cậu có phải cho rằng hành động lần này của đồn hơi quá không? Khâu Nguyên Phong thấy Triệu Quốc Đống đi vào liền ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Sếp Khâu, sắp cuối năm thì có nên làm căng thẳng với thị trấn như vậy không? Sang năm chúng ta còn phải triển khai công việc mà. Triệu Quốc Đống cũng không rõ Khâu Nguyên Phong nghĩ như thế nào. Ha ha, Tiểu Triệu. Cậu còn trẻ nên có một số việc không rõ. Đám người thị trấn Giang Miếu nghĩ rằng chúng ta ở trên địa bàn nên có thể chỉ trỏ này kia, vừa keo kiệt vừa khinh người. Tôi sớm muốn xử lý bọn họ, lần này chỉ là một mồi lửa mà thôi. Không việc gì phải lo lắng. Đám người kia cũng không ủng hộ chúng ta mấy trong công việc mà, từ trước đến giờ vẫn thế. Khâu Nguyên Phong xua tay nói. Nhưng mà, cậu không cần phải nói, tôi biết ý cậu. Khâu Nguyên Phong ngừng một chút rồi nói. Tiểu Triệu, không giấu gì cậu, sang năm tôi sẽ rời khỏi đồn. Hả, sếp Khâu sẽ đi đâu? Triệu Quốc Đống có chút giật mình mà nói. Có lẽ là phòng quản lý hộ tịch hoặc phòng trị an. Lãnh đạo bắt đầu lộ tin với tôi, chỉ chờ hội nghị đảng ủy sang năm. Khâu Nguyên Phong biết mình vốn không nên lộ việc này trước với Triệu Quốc Đống, nhưng Phó Cục trưởng Lưu Triệu Quốc lại tỏ vẻ quan tâm tới Triệu Quốc Đống. Y hiểu không thể coi Triệu Quốc Đống là một nhân viên bình thường. Vậy sếp Khâu lên chức rồi, phòng trị an và phòng quản lý hộ tịch tốt hơn đồn công an Giang Miếu nhiều mà. Triệu Quốc Đống thật lòng nói. Ừ, có lẽ cấp trên thấy tôi đã có tuổi nên cho tôi về huyện để chăm lo cho gia đình. Khâu Nguyên Phong đúng là hài lòng với bố trí của công an huyện. Tiểu Triệu, tôi đã đề cử cậu làm phó trưởng đồn với mấy sếp Loan, bí thư Ngưu, phó trưởng phòng Hà. Chẳng qua tôi chỉ có quyền đề cử, không có quyền quyết định. Sắp Tết rồi. Cậu nên đi lại một chút. Triệu Quốc Đống cũng hiểu ý của Khâu Nguyên Phong. Dù là Lưu Triệu Quốc hay Loan Trình Viễn nếu không đi thì mũ quan đâu có rơi vào đầu hắn, dù hắn có năng lực đến như thế nào. Quyền 1, chương 57, Cổ Tiểu Âu. Triệu Quốc Đống đạp xe như bay. Ánh đèn ban đêm khá tối, Triệu Quốc Đống vốn không định về nhà nhưng nghĩ mai là cuối tuần nên quyết định cả đêm về nhà và ngủ nướng. Một chiếc xe đột nhiên từ cửa nhà máy lao ra thiếu chút nữa đâm vào Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có chút tức giận phanh két xe lại, trừng mắt nhìn đối phương. Tên lái xe có vẻ đã uống rượu Rex ngang một bên và đâm vào cửa rồi phanh két lại. Ánh đèn xe chiếu thẳng vào Triệu Quốc Đống. Nhìn cái gì mà nhìn, chán sống hả? Muốn bị đánh hả? Cửa kính ô tô từ từ được hạ xuống, tiếng tên say truyền ra. Triệu Quốc Đống đúng là rất tức giận, ngay cả thằng Khanh Liệt Bưu cũng không dám nói với mình bằng giọng này, huống hồ đối phương không phải là Khanh Liệt Bưu. Phía sau xe vang lên tiếng lẩm bẩm thức tối, có lẽ trách tên lái xe không có việc gì đi gây chuyện, bảo lái xe mau chạy đi. Triệu Quốc Đống dừng xe ở bên rồi đi đến bên chiếc xe.
Đại nhân, hắn nghe thấy tiếng giãy giụa a a của một cô gái trên xe, Triệu Quốc Đống ngẩn ra một chút rồi lao tới đứng trước cửa xe và nhìn vào trong. Hắn thấy hai người đàn ông đang muốn cởi khuy áo ngoài của một cô gái này đang cố gắng ngẩng đầu tránh sang bên. Đi nhanh lên. Có lẽ nhận ra Triệu Quốc Đống là ai, hai thằng thanh niên vội vàng nói. Thằng lái xe định chạy đi. Triệu Quốc Đống lấy tay giựt cửa sau xe, tay kia lôi thằng thanh niên ngồi bên ngoài ném ra xa. Triệu Quốc Đống sau đó thuận tay kéo cô gái xuống. Đúng thế, cô gái này mặt đỏ ửng, mũi cao vút, da trắng hơn người bình thường, không phải Cổ Tiểu Âu là ai. Cổ Tiểu Âu uống nhiều rượu nên không biết tình hình của mình bây giờ, chỉ không ngừng lẩm bẩm hát bằng tiếng dân tộc. Triệu Quốc Đống nhíu mày, mấy thằng này hơn quen quen, đều là tay chân đi theo Khanh Liệt Bưu. Bình thường bọn chúng đều chạy theo Khanh Liệt Bưu làm loạn, không biết sao Cổ Tiểu Âu lại đi cùng chúng. Triệu ca, xin lỗi, vừa nãy em không thấy rõ. Thằng lái xe lắp bắp nói. Đừng nói nhảm, Tiểu Âu sao lại đi cùng bọn mày. Theo Triệu Quốc Đống biết thì bình thường Cổ Tiểu Âu không có quan hệ với bọn này. Mặc dù Cổ Tiểu Phong đi lại khá gần với Khanh Liệt Bưu, đám này khó tránh khỏi có ý với Cổ Tiểu Âu. Nhưng Cổ Chí Thường là phó giám đốc nhà máy, người bình thường sao dám dễ dàng ra tay với Cổ Tiểu Âu, trừ khi Cổ Tiểu Âu tình nguyện. Nhưng hôm nay rõ ràng là Cổ Tiểu Âu bị chuốc say, bọn này muốn gây chuyện. Ha ha, Triệu ca, cái này không trách bọn em được, là cô ta tự tới, Tiểu Phong ca cũng không ngăn được mà. Thằng vừa bị ném ra đang khập khễnh đi tới mà nói. Cổ Tiểu Phong đâu? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Ai biết đi đâu, hắn và Bưu ca uống nhiều, có lẽ bây giờ vào khách sạn rồi. Thằng lái xe vội vàng nói. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ nghe thấy khách sạn của nhà máy thành hang ổ của đám Khanh Liệt Bưu và Cổ Tiểu Phong. Một số nữ công nhân nhà máy đi vào đó, rốt cuộc làm gì thì không cần phải nghĩ. Đám Khanh Liệt Bưu và Cổ Tiểu Phong chưa kết hôn, đám nữ công nhân lại tình nguyện thì ai làm gì được. Được rồi, tao đưa Tiểu Âu về, bọn mày cút đi. Triệu Quốc Đống xua tay nói, nếu tối nay không gặp mình thì Cổ Tiểu Âu coi như xong. Hi hi, Triệu ca để ý đến con bé này hả? Hắc hắc, ngon đó, vú to giống gái người nước ngoài. Thằng lái xe có chút nuối tiếc nuốt nước bọt. Cút mẹ chúng mày đi. Triệu Quốc Đống không muốn giải thích, hắn dùng một tay đỡ Cổ Tiểu Âu đang say rồi rời đi. Ba thằng kia chỉ có thể thầm than mình đen rồi hậm hực rời đi. Triệu Quốc Đống không biết sao Cổ Tiểu Âu lại uống say như vậy. Hắn mặc dù không có ấn tượng tốt mấy về Cổ Tiểu Âu, cô ta thi đại học không đỗ. Nhưng Cổ Chí Thường đã chạy cho cô ta lên học đại học tư trên thành phố. Con bé này cũng biết điều, không đến mức như Cổ Tiểu Phong, sao hôm nay lại thành như thế này. Bây giờ đã gần một giờ đêm mà đưa Cổ Tiểu Âu về nhà là không ổn. Tiểu Âu, tỉnh lại đi, em phải về nhà. Triệu Quốc Đống vỗ vỗ mặt trắng nõn của Cổ Tiểu Âu. Em không về nhà. Cổ Tiểu Âu đột nhiên kêu lên và cố giãy giụa, chiếc váy rơi xuống đất. Cổ Tiểu Âu mặc áo lót mỏng manh lộ rõ hình hài cặp vú căng phồng. Bên dưới lúc này chỉ còn có chiếc quần lót làm tôn lên đôi chân thon dài của cô. Triệu Quốc Đống kéo váy lên cho cô. Bây giờ trời lạnh như vậy, không biết áo khoác ngoài của cô đi đâu rồi. Em không về, ở nhà cũng chê em. Cổ Tiểu Âu mắt mờ đi vì rượu, cô túm lấy Triệu Quốc Đống mà nói. Quốc Đống ca, là anh sao? Anh sao lại kéo em xuống? Em muốn đi theo bọn họ mà. Tiểu Âu, em uống say rồi. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Em không say, em biết bọn họ muốn làm gì. Không phải là muốn cởi quần áo của em sao? Em không để ý. Cổ Tiểu Âu có vẻ đã mất bình tĩnh. Cô khóc giống lên. Quốc Đống ca, em biết đám đó là như thế nào. Em biết như vậy còn theo bọn họ làm gì? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng và dìu cô bé đi tới trước. Anh đưa em đi đâu? Cổ Tiểu Âu khóc mà nói. Em không có chỗ đi. Quốc Đống ca, anh đuổi bọn họ đi thì em phải theo anh. Anh phải lo cho em cả đời. Triệu Quốc Đống chưa kịp có phản ứng thì Cổ Tiểu Âu đã kéo áo lót mình lên, đặt tay trái Triệu Quốc Đống vào ngực mình rồi nói. Quốc Đống ca, anh sờ xem có to không? Có thoải mái không? Bọn họ đều muốn sờ vú em đó, em chỉ cho anh sờ thôi. Anh muốn sờ thì em cho anh sờ. Triệu Quốc Đống vô thức bóp bóp vài cái. Ngực cô bé vừa nóng bỏng vừa mềm mại và đầy đặn, đúng là không phải ngực một cô bé 17, 18 tuổi, giống như vú của một cô gái trưởng thành, nhưng nó lại rất cứng rắn tạo cho Triệu Quốc Đống có cảm giác quen thuộc. Nó giống như khi Đường Cẩn chưa bị phá, cô
cùng với vú của Khổng Nguyệt vậy. Điều này làm bên dưới của Triệu Quốc Đống cứng lên. Quyển 1, chương 58, Hồ Ly Tinh. Triệu Quốc Đống vội vàng rụt tay lại như chạm vào than. Hắn nhìn quanh cũng may bây giờ đã tối đêm nên không có ai. Tiểu Âu, em làm gì thế? Có phải gặp chuyện gì không? Đi, về trước rồi nói. Cổ Tiểu Âu không chấp nhận về nhà làm Triệu Quốc Đống bất đắc dĩ. Hai người đứng đó mà tranh cãi. Cổ Tiểu Âu cởi váy ra nhào vào lòng Triệu Quốc Đống, điều này làm Triệu Quốc Đống đỡ không được, đẩy cũng không xong. Mùi hương trinh nữ và bộ ngực đầy đặn kia chạm vào lòng Triệu Quốc Đống. Hai cơ thể cọ sát làm Triệu Quốc Đống phát hiện mình khó có thể khống chế. Hắn tức giận đẩy Cổ Tiểu Âu một cái, tát mạnh vào cặp mông đầy đặn của cô. Tiếng tát vang vọng trong đêm, sau đó hắn khoác váy lên người cô rồi khiêng lên vai và đi về phía nhà mình. Cổ Tiểu Âu sợ hãi nên tỉnh rượu nhiều, chẳng qua cô lại kích thích và nóng lên vì động tác này của Triệu Quốc Đống. Cổ Tiểu Âu có dòng máu dân tộc nên bị Triệu Quốc Đống làm như vậy càng thêm sao động. Cô vừa không ngừng giãy giụa trên vai Triệu Quốc Đống, vừa cười hì hì. Vào tiểu khu, Triệu Quốc Đống ra hiệu Cổ Tiểu Âu không lên tiếng, cô bé cũng biết điều ngậm miệng lại. Anh đưa em về nhà. Triệu Quốc Đống cũng không ý thức được chỉ một khoảng cách ngắn như vậy đã làm Cổ Tiểu Âu suy nghĩ rất nhiều, nó giống như một hòn đá ném xuống khiến mặt nước gợn sóng. Em không về. Cổ Tiểu Âu rất kiên quyết nói. Vậy em đi đâu? Triệu Quốc Đống tức giận thả cô xuống. Hay là anh đưa em đến nhà khách, hoặc là anh đưa em về nhà anh. Mắt Cổ Tiểu Âu trong đêm rất sáng, cô bé đầy đúng là khác các cô gái bình thường. Nhà anh em không thể ở, em biết tình hình nhà anh đó. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Hừ, Đức Sơn không ở nhà máy, Triệu Trường Xuyên lại đang ở bãi cát mà. Vân Hải nhà anh cũng thường xuyên không ở nhà, lịch học ở Giang Khẩu rất kín mà. Cổ Tiểu Âu trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Ồ, em hiểu rõ tình hình nhà anh nhỉ? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Mặt Cổ Tiểu Âu đỏ lên. Sau khi Triệu Quốc Đống cứu cô liền có hứng thú với hắn. Nhất là Triệu Quốc Đống sau nhiều lần đến chơi đã có quan hệ thân thiết với bố cô liền cố ý chú ý tình hình nhà Triệu Quốc Đống. Là Quốc Đống phải không? Giọng ông bố ở phòng bên truyền tới. Vâng, mai con được nghỉ nên về sớm. Con đi ngủ đi. Triệu Quốc Đống và Cổ Tiểu Âu lén lút đi vào phòng, bật đèn. Lúc này Cổ Tiểu Âu liền lập tức lên giường và đắp chăn. Ồ, sao em lại lên giường của anh? Triệu Quốc Đống vừa rửa mặt vừa nói. Không lên giường anh thì lên giường ai? Lời này khá mập mờ mà Cổ Tiểu Âu cũng nói được. Hừ, một nam một nữ ở cạnh nhau, em không ngại danh tiếng của mình sao? Triệu Quốc Đống rửa mặt bằng nước lạnh rồi rửa chân. Sau đó mới hài lòng hít sâu một hơi và chuẩn bị lên giường Đức Sơn mà ngủ. Danh tiếng, hừ, anh nghĩ em còn có danh tiếng gì sao? Cổ Tiểu Âu hừ một tiếng. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, Trường Xuyên cũng nói Cổ Tiểu Âu không chơi thân với ai ở cấp 3 Giang Miếu. Nguyên nhân chủ yếu là do vẻ ngoài của cô, hơn nữa tính cách khá kiêu kỳ làm cô thành người bất thường trong mắt bạn học, vì thế đám bạn học liền cô lập cô. Ở trong nhà máy bởi vì anh cô là kẻ chơi bời, phá phách. Ông bố dù là phó giám đốc nhà máy cũng không cấm được miệng người. Vì thế Cổ Tiểu Âu cũng bị vạ lây, đủ người gọi cô là Hồ Ly Tinh. Tiểu Âu, đừng để ý lời bàn tán của kẻ khác, bọn họ nói như vậy là ghen ghét với vẻ đẹp của em, đây là kẻ chưa ăn nho nói nho chua đó. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình nói hơi nghiêm túc liền cười nói. Đi giày người khác, đi con đường của mình, để người ta đi chân đất. Cổ Tiểu Âu một lúc mới hiểu ra lời này của Triệu Quốc Đống. Cô liền cười hì hì thành tiếng. Triệu Quốc Đống vội vàng giơ tay lên bảo cô nhỏ giọng. Anh nói em có đẹp không? Không chỉ đẹp mà là rất đẹp. Triệu Quốc Đống đây là nói thật lòng. Có lẽ nhiều người không quen nhìn nhưng trong giấc mơ Triệu Quốc Đống cảm thấy Cổ Tiểu Âu cũng giống nhiều cô gái dân tộc thi hoa hậu, như vậy không gọi là đẹp thì gọi là gì? Thật sao? Cổ Tiểu Âu vui vẻ nói. Thật mà, người ở đây chưa tiếp xúc với bên ngoài thì sao biết cái đẹp chính thức? Như các phim của anh, Mỹ vậy, các cô gái trong đó không phải rất đẹp sao? Triệu Quốc Đống đã nói chúng suy nghĩ trong lòng Cổ Tiểu Âu. Cô vẫn buồn vì vẻ ngoài của mình, đây là trời sinh. Mẹ cô không lộ rõ dòng máu của tộc, nhưng lại lộ hết trên người cô. Từ bé Cổ Tiểu Âu đã bị bao người nhìn, điều này làm trong lòng cô có một bức tường tự bảo vệ mình. Anh cũng thích xem phim nước ngoài sao? Nhất là các phim Anh, Mỹ. Cổ Tiểu Âu vui vẻ nói. Ừ,
Các phim kinh điển thì dù là phim đen trắng cũng hơn mấy bộ phim linh tinh nhiều. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Vậy anh có thích phim của nước nào hơn? Cái này, Tiểu Âu, em có phải là muốn bàn với anh xem phim Âu, Mỹ cái nào thu hút hơn à? Anh không nhiều tâm trí như vậy đâu, buồn ngủ rồi. Triệu Quốc Đống kéo chăn chùm lên đầu, có cô bé này ở đây thì hắn sao có thể cởi áo quần ra? Anh thật sự muốn ngủ sao? Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ không thèm để ý tới mình và đi ngủ, cổ Tiểu Âu vội vàng nói. Hừ, nửa đêm rồi không ngủ thì làm gì? Triệu Quốc Đống tiện tay tắt đèn rồi nói. Em không buồn ngủ thì cứ ngủ ở đó đi. Không cho anh ngủ. Cổ Tiểu Âu nhảy dựng lên nói. Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến cô mà nằm nghiêng sang bên. Cổ Tiểu Âu không còn cách nào liền tức tối đấm gối. Hôm nay đúng là hơi lạnh, Triệu Quốc Đống nằm trên giường có chăn đơn nên đúng là không ấm là mấy. Triệu Quốc Đống đúng là hơi mệt, tối nay lúc trực ban gặp một tên điên làm hắn mất cả tối, mất bao sức mới tìm được người nhà mà đưa tên này về. Quyển 1, chương 59, giày vò. Quốc Đống ca, lạnh quá. Chăn này của anh sao không lạnh thế hả? Triệu Quốc Đống nằm trong chăn mà run lên. Bảo em về nhà thì không về, bây giờ còn trách ai? Chịu đi, còn có mấy tiếng nữa là sáng. Triệu Quốc Đống mệt mỏi nói. Anh ngủ trước đây. Thấy Triệu Quốc Đống ngủ thật, cổ Tiểu Âu thấy càng lạnh hơn. Cô đảo đảo mắt rồi chùm trong váy mà lén lút bò tới một góc giường Triệu Quốc Đống đang nằm, cô cũng lặng lẽ cho chân vào chăn của Triệu Quốc Đống. Mặc dù chân ấm nhưng trên người lại lạnh. Con sâu ngủ cũng kéo tới. Cổ Tiểu Âu ngáp một tiếng và không chịu được nữa. Cô nghiêng người và mơ mơ màng màng chỗ ấm áp. Chăn ở giường này tuy dài hơn các chăn khác nhưng chỉ đủ để Triệu Quốc Đống đắp. Hắn mơ màng cảm thấy có một cơ thể chui vào lòng mình, trong đầu còn chưa có phản ứng. Hắn nghĩ là Đường Cẩn nên đưa tay sờ sờ đối phương trong lòng, một bên mở áo lót một bên cũng đưa xuống kéo quần tất của đối phương xuống. Cổ Tiểu Âu cũng mơ ngủ chỉ thấy người Triệu Quốc Đống nóng lên. Rất thoải mái liền cuộn tròn và quay lưng chui vào lòng đối phương. Nhưng cô không ngờ tay đối phương lại thò vào áo lót mình, thoáng cái đã làm rơi áo lót của cô. Tay của hắn đang không ngừng sờ mó vú cô. Cổ Tiểu Âu giật mình và không còn buồn ngủ nữa, mình sao lại chui vào lòng Quốc Đống như vậy? Mà tay này là của Quốc Đống ca, bàn tay mạnh mẽ đang bóp vú mình, điều này như bóp nát trái tim Cổ Tiểu Âu. Một sự khoái cảm chưa bao giờ có truyền khắp người cô. Cổ Tiểu Âu không nhịn được run lên. Càng làm cô sợ không dám kêu thành tiếng là tay kia của đối phương đã kéo quần tất của cô xuống dưới đầu gối. Mặc dù còn cách quần lót nhưng như có một luồng lửa nóng xẹt qua chỗ đó. Cổ Tiểu Âu tình nguyện dâng hiến cho Triệu Quốc Đống, nhưng hành động lỗ mãng như thế nào vẫn làm cô sợ kêu thành tiếng. Triệu Quốc Đống trong nháy mắt đó cũng cảm thấy không đúng. Cơ thể Đường Cẩn hình như không cao như cơ thể trần nửa thân trên như vậy. Đường Cẩn có thân hình nhỏ bé, mà vú Đường Cẩn cũng không cao vút như người trong lòng, mặc dù to tương đương nhau. Triệu Quốc Đống rất quen với cơ thể của Đường Cẩn, trong nháy mắt đó hắn đã cảm nhận ra vấn đề. Tiểu Âu! Triệu Quốc Đống hoảng sợ kêu lên, cô bé này chui vào nằm với mình từ lúc nào, là mình tưởng là Đường Cẩn nên thiếu chút nữa mắc sai lầm. Chẳng qua bây giờ muốn ngừng cũng khó. Một tay hắn đặt ở ngực cô, quần tất đã kéo xuống đầu gối, dù là ai cũng nghi ngờ có vấn đề. Đen quá. Triệu Quốc Đống tỉnh lại rồi vội vàng kéo quần Cổ Tiểu Âu lên. Hắn định rút tay lại nhưng không ngờ cô bé đè lại tay hắn. Quốc Đống ca, em tình nguyện mà. Cổ Tiểu Âu nhỏ giọng nói. Tình nguyện cũng không được. Triệu Quốc Đống vội vàng dùng sức kéo tay về và đứng lên. Anh mà chạy thì em nói với bố em là anh cởi quần của em ra, còn sờ mó người em. Cổ Tiểu Âu xoay người ôm chặt lấy Triệu Quốc Đống. Tiểu Âu, em có ý gì? Triệu Quốc Đống tránh một chút nhưng không được, cô nhíu mày nói. Em biết anh có bạn gái, không phải là Khổng Nguyệt sao? Cổ Tiểu Âu cười cười như hồ ly tinh. Mới chỉ là bạn gái thôi mà, chưa lấy nhau, mà lấy cũng có thể ly hôn. Đừng có nói nhảm. Mùi hương trinh nữ truyền tới làm Triệu Quốc Đống nóng lên. Hừ, đừng nghĩ em không biết, đám Khanh Liệt Bưu đã sớm chú ý tới Khổng Nguyệt, nếu không phải có anh thì Khổng Nguyệt đã sớm bị Khanh Liệt Bưu chơi rồi. Cổ Tiểu Âu cười nói. Anh em nói với em vậy ư? Triệu Quốc Đống không ngờ còn có vấn đề này. Còn cần anh của em nói sao? Đám xấu xa Khanh Liệt Bưu có thể bỏ cô gái đẹp như vậy sao? Cổ Tiểu Âu nhíu nhíu mũi mà nói. Quốc Đống ca, anh nói em đẹp hay Khổng Nguyệt đẹp?
Ừ, đều đẹp cả. Triệu Quốc Đống đoán có lẽ quan hệ lạnh nhạt thời gian qua của mình và Khổng Nguyệt có nguyên nhân là như vậy. Em hỏi anh là anh đẹp hơn. Phải trả lời, không được tránh né. Nếu không em sẽ nói với bố em. Cổ Tiểu Âu nhíu mày nói. Em thấy anh thật sự sợ em sao? Triệu Quốc Đống có chút buồn bực, cô bé này như nghĩ mình sợ hay sao vậy, không dám làm gì cô ta. Ngửi mùi hương, nhìn cơ thể trắng nõn kia thì nghĩ mình là thánh sao? Anh sợ người em thì sao chứ? Làm anh giận thì em có tin là anh đè em ra không? Triệu Quốc Đống không biết sao mình lại xúc động như vậy. Có lẽ đó là do cảm giác ham muốn vẫn còn vì động tác vừa nãy. Tay hắn cho vào áo lót của Cổ Tiểu Âu, bộ ngực cao vút đầy đặn rơi vào tay hắn. Triệu Quốc Đống vừa nhẹ nhàng sờ mó vừa nói. Muốn cạnh tranh với Khổng Nguyệt sao? Được, cho em cơ hội. Cổ Tiểu Âu không ngờ Triệu Quốc Đống lại trở nên dữ dằn như vậy, sao như bị kích thích vậy, thoáng cái ôm cô vào lòng, hai tay lại sờ ngực cô. Cô vội vàng định há miệng kêu, Triệu Quốc Đống sao cho cô có cơ hội liền hôn môi cô. Miệng Cổ Tiểu Âu có hình khác so với Đường Cẩn và Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt và Đường Cẩn có bờ môi nhỏ và mềm mại, mà môi của Cổ Tiểu Âu lại đầy đặn. Nhưng lại làm cho Triệu Quốc Đống có cảm giác khác. Ngọn lửa dục phát ra, Triệu Quốc Đống phát hiện mình đã không thể khống chế được tâm trạng của mình. Hai tay hắn không ngừng sờ nắn cặp vú đầy đặn, cứng rắn của Cổ Tiểu Âu, người cũng không tự chủ dán sát vào cô bé. Những nụ hôn mãnh liệt đã hòa tan trái tim cô gái ngây thơ. Cổ Tiểu Âu mới đầu còn xấu hổ, từ chối thì bây giờ đã điên cuồng chào đón, thực tế chỉ là mấy chục giây mà thôi. Cổ Tiểu Âu hoàn toàn vứt bỏ sự xấu hổ và kiêu ngạo, cô nhiệt tình nghênh đón vuốt ve của Triệu Quốc Đống. Không biết lúc nào quần tất và quần lót của Cổ Tiểu Âu đã bị kéo tới đầu gối, bàn tay đầy ma lực của Triệu Quốc Đống hoạt động giữa hai chân cô. Làm Cổ Tiểu Âu vừa khẩn trương và mong chờ. Phụ nữ đều có thời điểm này, trong mấy tạp chí nói khá mập mờ, có thể là đau hoặc sướng. Có lẽ chỉ khi chính thức quan hệ thì người phụ nữ mới có cảm giác thật nhất. Chẳng qua Triệu Quốc Đống hình như không dám hoàn thành hành động biến cô gái thành đàn bà. Trên thực tế hắn cảm thấy mình nhìn đến mức tối đa, nếu cô gái này là Khổng Nguyệt, Hàn Đông hoặc thậm chí là Đồng Mạn thì hắn sẽ không do dự phá trinh các cô. Nhưng Cổ Tiểu Âu thì hắn không thể không suy nghĩ nhiều mới dám làm. Hắn thậm chí cảm giác mình không phải đàn ông, không có người đàn ông nào chịu đựng sự giày vò như vậy. Cuối cùng hắn cũng không dám dùng súng mà tiến vào, bởi vì hắn cảm thấy hôm nay chưa thích hợp, chơi một cô gái còn trinh, dù cô có tình nguyện cũng không nên đơn giản như vậy. Huống chi đây là Cổ Tiểu Âu uống rượu, hắn không muốn cô hối hận. Tay quyến luyến sờ một chút vú của Cổ Tiểu Âu rồi thu lại, sau đó hắn dịu dàng móc lại áo lót cho cô rồi kéo quần lót, quần tất lên. Hắn nhìn thẳng vào cô rồi nói. Nhớ, lần này anh cho em cơ hội hối hận. Lần sau anh sẽ không do dự lấy đi của em. Triệu Quốc Đống đặt tay lên môi ngăn Cổ Tiểu Âu trả lời. Không cần nói, chúng ta có cơ hội mà. Em còn nhỏ, anh muốn em suy nghĩ kỹ có vài thứ đã làm thì không quay đầu lại được. Được rồi, ngủ đi, sáng mai về nhà sớm một chút. Lần này Triệu Quốc Đống ngủ rất ngon. Khi hắn dậy thì Cổ Tiểu Âu đã sớm rời đi, cô chỉ để lại tờ giấy trên gối. Quốc Đống ca, cảm ơn anh cho em cơ hội suy nghĩ. Nhưng em muốn chúng ta sẽ có lần sau. Lời nói đầy mập mờ làm Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi vội vàng xé đi. Nếu bị người khác nhìn thì sẽ nghĩ như thế nào? Quyển 1, chương 60, luận thế. Tối 30, Triệu Quốc Đống cùng người nhà xem TV đến nửa đêm mới ngủ. Tết bây giờ đối với Triệu Quốc Đống đã không còn nhiều ý nghĩa, các món ăn Tết đều thấy bình thường. Hắn đi ngủ sớm nhưng mấy thằng em lại khá vui vì đến Tết. Sau vài tháng kinh doanh làm Đức Sơn trở nên chín chắn hơn nhiều. Triệu Trường Xuyên cũng trở nên chững chạc hơn, điều này làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Do Triệu Quốc Đống ép buộc nên Triệu Trường Xuyên bắt đầu học lại. Theo lời Triệu Quốc Đống nói thì không cần phải quá giỏi nhưng ít nhất phải có mục tiêu. Dù là tấm bằng tại chức thì cũng phải cố mà có. Mùng năm Tết, Triệu Quốc Đống lên An Đô. Hắn cũng không đến chỗ Đường Cẩn mà tới nhà Lưu Triệu Quốc. Ngoài mang ít đồ quê ra thì hắn không mang theo gì cả. Nói thật với thân phận của Lưu Triệu Quốc bây giờ thì không thiếu gì. Đương nhiên tiền lại khác, chẳng qua tiền phải sạch sẽ, mà thứ này Triệu Quốc Đống hoàn toàn có thể cho Lưu Triệu Quốc. Tiểu Triệu, đúng như chú đoán trước, thép An Cương mà anh mua đã tăng lên 8,9 lần, đám lão Liễu đang rất hối hận. Bây giờ muốn mua nhưng lại sợ lỗ. Lưu Triệu Quốc vui mừng ra mặt, ngay cả ủy ban kỷ luật cũng không ngăn cản việc mua bán cổ phiếu này.
ngoài việc không cho trong thời gian đi làm ra ngoài mua cổ phiếu thì không có yêu cầu cụ thể nào. Bây giờ quá cao, mặc dù vẫn còn tăng nữa nhưng không lãi được bao, hơn nữa rất nguy hiểm nên không cần tham gia vào. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đây là lần đầu hắn tới nhà Lưu Triệu Quốc, nhìn căn phòng đã được xây từ lâu và mới được sửa lại. Chẳng qua nhà này có diện tích hơn 130 m². Ý chú là bây giờ vẫn có thể mua. Lưu Triệu Quốc vốn đang làm bánh bao liền ngừng lại, y không giỏi việc này mấy, nhưng vợ là người Đông Bắc, sống hơn 20 năm ở phương Bắc nên quen với việc này. Không gấp mấy, thép An Cương nhất định sẽ tăng lên trên 12 lần, một khi qua 12 lần phải lập tức bán ngay, không được do dự. Em đoán đây chỉ mới là thời kỳ đầu, thị trường chứng khoán còn có thời kỳ phát triển hơn nữa. Đến lúc đó chính là lúc chúng ta ra tay. Triệu Quốc Đống cũng ngồi xuống làm bánh. Ừ, lát mấy ông kia cũng tới, đi ra ngoài ăn dịp Tết này cũng không hay. Tốt hơn hết là nếm thử món do chị dâu chú làm. Lưu Triệu Quốc gật đầu nói. Anh cũng không tham, vừa lên đến 12 lần là sẽ bán, mặc kệ nó tăng lên bao nhiêu cũng không ảnh hưởng tới anh. Lãi mấy trăm ngàn là đời này của anh không phải lo về tiền nữa. Ha ha, Lưu ca, vài trăm ngàn là mục tiêu của anh sao? Yêu cầu của anh có phải hơi thấp không? Nếu thịt tưng lên 10 tệ một cân, gạo tăng lên trên 1 tệ một cân, vậy vài trăm ngàn này của anh khác gì vài chục ngàn? Triệu Quốc Đống cười nói. Chú nói chính là nền kinh tế thị trường. Lưu Triệu Quốc dừng tay. Đúng thế, anh có thấy xu thế năm nay không? Mặc dù chính quyền không thừa nhận nền kinh tế thị trường, nhưng chỉ cần là người hiểu kinh tế là biết việc này có gì chứ. Dựa theo mức độ này mà tăng giá thì không đây 3 năm nữa thì vài trăm ngàn sẽ thành vài chục ngàn. Triệu Quốc Đống hừ một tiếng. Quốc gia sẽ không để hiện tượng này kéo dài đâu. Thái Chánh Dương vừa vặn đi vào nghe thấy liền nói. Tiểu Triệu, cậu có vẻ rất quan tâm tới kinh tế nhỉ? Đương nhiên là phải quan tâm rồi, nếu không thì dân chúng sẽ làm loạn. Triệu Quốc Đống xoay lại nói. Thái ca đến rồi à? Dân chúng không quan tâm điều này thì quan tâm gì? Dân chúng quan tâm nhất chính là giá cả đồ dùng hàng ngày, hơi có chút động đậy là sẽ làm bọn họ chú ý. Vậy cậu cảm thấy khi nào quốc gia sẽ can thiệp vào việc này? Thái Chánh Dương đúng là phải cẩn thận nhìn cậu cảnh sát trẻ tuổi này. Mặc dù y biết biểu hiện trong ngành của Triệu Quốc Đống rất xuất sắc, Lưu Triệu Quốc cũng nói cho y rằng Triệu Quốc Đống đã lên báo công an nhân dân. Không còn lâu nữa đâu, em đoán có lẽ chỉ trong vòng 4-5 tháng là Trung ương sẽ có chính sách. Mất khống chế tài chính là điều không thể chấp nhận, vật giá tăng cao khiến tiền trong dân mất giá trị, mà muốn giữ giá thì lãi tiết kiệm không bằng, vậy làm kinh doanh cá thể là hợp xu thế. Mà công ty tư nhân không được tài chính duy trì mà muốn phát triển thì không thể không đưa tay về phía dân chúng. Vì lấy được tài chính, bọn họ cũng chỉ có thể tăng lãi suất tiền vay. Nhưng cách làm này thiếu hệ thống giám sát thì sẽ có nguy hiểm. Công ty chính thức làm ăn thì lãi cao như vậy là không thể chịu nổi. Mà thoáng cái xuất hiện nhiều công ty có thể chấp nhận lãi trên 20%, em không biết bọn họ dựa vào cái gì. Nếu không phải cố ý lừa dân thì đó là mấy ngành một vốn 10 lời như buôn ma túy. Triệu Quốc Đống từ tốn mà nói, đây đều là những gì hắn nhớ được. Năm 93, 94 chính là giai đoạn cao trào xảy ra các vụ án lừa gạt. Một vụ án lừa tiền của dân làm cả Trung Quốc chấn động, cuối cùng khiến Trung ương đưa ra một loạt chính sách. Thái Chánh Dương một lần nữa bị những lời này của Triệu Quốc Đống làm cho chấn động. Đối phương không ngờ phân tích rõ ràng tình hình kinh tế Trung Quốc như vậy, tình hình này đang tồn tại ở huyện Hoa Dương. Là huyện có kinh tế phát triển nhất thành phố An Đô, các công ty xã, thị trấn của huyện Hoa Dương đang phát triển mạnh, kinh tế tư nhân cũng phát triển mạnh. Mà điều này chính là nguyên nhân chính để khiến Thái Chánh Dương có thể lên làm phó thị trưởng thành phố. Nhưng là một bí thư huyện ủy, y sớm nhận ra cơn sóng ngầm mãnh liệt sau đợt phát triển quá nóng này. Các công ty nhà nước và tư nhân không vay được tiền từ ngân hàng, bọn họ liền chuyển mục tiêu sang người dân. Cơn sóng huy động tiền này làm người ra run sợ, nhất là đám người có ý đồ xấu sẽ mang tới nguy hiểm quá lớn. Hùng Chính Lâm và vợ vào thì thấy Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống đang nói chuyện khá sôi nổi. Y không biết Triệu Quốc Đống có gì làm Thái Chánh Dương chú ý như vậy. Hùng Chính Lâm cũng rất khó hiểu về Triệu Quốc Đống. Y không thể tưởng nổi một thanh niên tốt nghiệp trường cảnh sát sao lại giỏi về phân tích kinh tế như vậy. Ngay cả Thái Chánh Dương cũng phải chú ý, đây là điều người ta không thể hiểu nổi. Ồ, quốc gia cũng đã đến lúc cần ra tay, nếu chậm thì vấn đề càng lúc càng khó giải quyết. Thái Chánh Dương gật đầu, Triệu Quốc Đống phân tích rất sâu.
Mặc dù y cũng loáng thoáng có cảm giác nhưng không thể phân tích rõ ràng như Triệu Quốc Đống. Quyển 1, chương 61, rượu mừng xuân. Thái ca, thực ra nhiều người thấy được điều này. Chẳng qua bây giờ Trung ương chưa có chính sách rõ ràng, dù sao vay tiền của dân cũng khiến các công ty giảm áp lực kinh tế hơn nhiều. Thái ca nếu có suy nghĩ khác thì hoàn toàn có thể thông qua một số con đường nói ra suy nghĩ của mình, nhắc những người đưa ra chính sách sớm có chủ ý. Nhắc nhở rõ ràng này của Triệu Quốc Đống làm cho Thái Chánh Dương động tâm. Với tình hình mình biết thì hoàn toàn có thể phân tích tình hình thực tế của huyện Hoa Dương, tìm ra vấn đề và đưa ra vài ý kiến. Điều này có lẽ sẽ có tác dụng tốt đối với mình. Tiểu Triệu, cậu cảm thấy nên giải quyết vấn đề này bằng cách nào? Thái Chánh Dương cũng muốn thử Triệu Quốc Đống xem sao. Giải quyết là tất nhiên, cách làm thực ra cũng không hề phức tạp. Chẳng qua nguyên nhân chính là do tài chính của các công ty không đủ, vấn đề trong đó rất phức tạp. Một phần là do hiệu quả đầu tư không cao, ngoài ra còn có việc quyết định chưa có thái độ rõ ràng với công ty nhà nước và tư nhân. Ngân hàng Cố Doanh cũng chưa biết sẽ có thái độ như thế nào. Nhất là Trung Quốc còn có tư tưởng khu vực khá nặng. Mặc dù chính sách của quốc gia đã có nhiều thay đổi nhưng khi đưa tới tỉnh thì cần có thời gian. Cơ cấu tài chính do nhà nước nắm giữ hết đúng là khó có thể khiến các công ty có đủ vốn. Những lời này của Triệu Quốc Đống làm Thái Chánh Dương chấn động. Ngay cả Hùng Chính Lâm ngồi đó không lên tiếng cũng mở to mắt nhìn. Hai người nhìn Triệu Quốc Đống như người ngoài hành tinh. Một lúc sau Thái Chánh Dương mới từ từ nói. Nếu như cậu ở công an huyện Hoa Dương thì tôi sẽ lập tức điều cậu tới huyện ủy công tác. Ha ha, anh đừng có bị vài câu của em lừa chứ. Em chẳng qua chỉ là đọc sách nhiều một chút mà thôi, nhất là xem ý kiến các chuyên gia kinh tế nước ngoài đối với việc cải cách của Trung Quốc. Triệu Quốc Đống gãi gãi đầu nói. Cậu đây là thấy tôi là bí thư huyện ủy bình thường không đọc sách, tư tưởng bảo thủ hả? Thái Chánh Dương trêu chọc một câu. Thái ca, anh nói vậy thì em sao dám nhận chứ? Chẳng qua đây là em cảm thấy nếu như cán bộ của chúng ta có thể đến Quảng Đông, Chiết Giang tham quan một chút thì quan niệm sẽ thay đổi nhiều. Em nói đây là để bọn họ đến huyện, xã, thậm chí là thôn chứ không phải là đi du lịch. Việc này Hùng ca có lẽ cần giám sát. Triệu Quốc Đống nói. Tiểu Triệu, đang nói chuyện gì thế? Xuống đây giúp anh. Lưu Triệu Quốc mặc tạp dề đi ra gọi Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cười ha hả đi xuống bếp, bên trên chỉ còn hai người Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm. Ông, cậu thanh niên này không đơn giản, chỉ riêng cái nhìn của cậu ta đã không phải người bình thường. Tôi dám nói Chánh văn phòng huyện ủy chỗ ông cũng chưa chắc có kiến thức như vậy. Ha ha, đừng nói Chánh văn phòng của tôi, ngay cả tôi cũng thua. Tôi chỉ là không rõ sao cậu ta nhìn rõ như vậy. Đó chỉ là một cảnh sát thôi mà, chẳng lẽ là thiên tài hay sao? Ông đừng tự chê mình, Tiểu Triệu có thể là đọc nhiều sách tiếp nhận quan điểm mới nhanh hơn nhưng chưa chắc đã chính xác. Không giống ông và tôi suốt ngày bị các việc đâu đâu trói buộc. Hùng Chính Lâm có chút buồn bực, hai cán bộ cấp thành phố không ngờ lại nghe một cảnh sát mới hơn 20 nói chuyện mà than thở, hơn nữa còn nghe thấy có lý. Không đơn giản như vậy đâu, cậu ta nhìn vấn đề rất chuẩn. Tôi nghe Triệu Quốc nói ông ấy lấy hết tiền tiết kiệm mua thép An Cương mà Tiểu Triệu đề nghị. Bây giờ đã gấp mấy lần, nếu như bán ra là lãi hơn 100.000. Thái Chánh Dương cười khổ nói. Sớm biết như vậy thì chúng ta cũng mua theo thì tốt biết mấy. Hả? Hùng Chính Lâm có chút giật mình. Bây giờ là cuối năm nên ủy ban kỷ luật nhiều việc, y không liên lạc mấy với Lưu Triệu Quốc. Lãi hơn 100.000, Triệu Quốc dồn hết tiền của nhà vào cổ phiếu sao? Đúng thế, Triệu Quốc này nhìn người đúng là chuẩn, lại dám tin Tiểu Triệu nói. Thái Chánh Dương có chút nuối tiếc mà nói, lúc ấy y mặc dù đồng ý quan điểm của Triệu Quốc Đống nhưng không có hành động gì. Y cảm thấy chơi cổ phiếu rất nguy hiểm, hơn nữa cũng không ngờ thị trường cổ phiếu lại tăng nhiều như vậy. Triệu Quốc sao không bán đi chứ? Hùng Chính Lâm khó hiểu hỏi. Tiểu Triệu nói còn có thể chờ thêm nữa, có lẽ chờ một đợt sóng sau Tết, đến lúc đó sẽ bán. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nếu chúng ta bây giờ mua vào thì có phải kiếm được chút ít không? Không nên như vậy, Thái ca, bây giờ cổ phiếu sẽ không tăng mấy, nếu anh muốn chơi cổ phiếu thì đợi tầm nửa năm nữa. Nửa năm nữa là có cơ hội. Triệu Quốc Đống cười nói. Chính quyền sẽ không chấp nhận cho thị trường cổ phiếu đen miếu Ngưu Vương hoạt động thêm nửa năm nữa đâu. Thái Chánh Dương lắc đầu nói. Ha ha, em cũng không nói là miếu Ngưu Vương, em nói là thị trường chứng khoán Thượng Hải. Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ,
cậu cảm thấy nửa năm nữa thì thị trường chứng khoán Thượng Hải có cơ hội sao? Mắt Thái Chánh Dương sáng lên mà nói. Bất cứ thị trường chứng khoán nào cũng có cơ hội, vấn đề là anh có thể nắm bắt cơ hội chuẩn xác không? Mà muốn làm được việc này ngoài ông trời thì em không nghĩ ra là ai khác. Triệu Quốc Đống trêu chọc nói. Chúng ta chỉ cần nắm bắt một hai cơ hội trong tầm mắt mình là đủ rồi. Thái Chánh Dương và Hùng Chính Lâm nhìn nhau, người này không ngờ lại nói đùa trước mặt mình được như vậy, hơn nữa nghe ra lại có lý lẽ. Thái ca và Hùng ca đừng giận, em đây là nói thật, bây giờ thị trường cổ phiếu và kinh tế đang cách xa nhau, mọi người nhìn vào như đám sương mù. Nhưng có lẽ vài tháng nữa sẽ rõ ràng. Triệu Quốc Đống thấy hai người khó hiểu liền vội vàng giải thích. Mấy người nói chuyện một lúc thì Liễu Đạo Nguyên cũng tới. Vợ chồng Lưu Triệu Quốc làm bánh ăn khá ngon, chẳng qua vị miền Bắc hơi chua khiến mấy người An Nguyên không quá quen, chẳng qua mấy món ăn khác lại hết sạch. Sau khi ăn xong bốn người liền đánh bài, Triệu Quốc Đống cũng không thích mấy trò này nên chủ động chào ra về. Lưu Triệu Quốc dặn hắn làm tốt công việc, đặt tâm tư vào công việc. Lời này của Lưu Triệu Quốc làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ nhiều. Kỳ nghỉ Tết rất nhanh đã hết, Đường Cẩn gần như không có thời gian liên lạc với Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống và Đường Cẩn vẫn lợi dụng kỳ nghỉ mà gặp nhau. Chẳng qua Đường Cẩn lại nói một tin khiến Triệu Quốc Đống bị đả kích mạnh mẽ. Đợt Tết vừa rồi bố mẹ cô không ngờ ăn cơm với bố mẹ Tương Vĩ Tài. Quyển 1, chương 62, chợ cổ phiếu. Anh, Quang Lộ An Nguyên tăng lên 11.5, Thiên Đỉnh cũng tăng lên 9.8, mấy hôm nay tăng liên tục. Đức Sơn nói với giọng khàn khàn đầy hưng phấn, Triệu Quốc Đống ở cách xa vài chục km cũng có thể nhận ra được. Ừ, tiếp tục bám trụ, chỉ cần Quang Lộ vượt trên 12 lần là bán ngay. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói, bây giờ thời cơ đã đến, chợ cổ phiếu này đúng là có nhiều người tham gia nên dù chấp nhận thiệt một chút thì cũng phải đảm bảo tiền về túi an toàn. Vậy còn Thiên Đỉnh thì sao anh? Đức Sơn ngẩn ra, mấy hôm nay giá tăng lên như thủy triều, có lẽ ngày mai là lên đến 12 lần. Xem ra một tuần nữa tăng lên 15 lần cũng rất đơn giản. Bây giờ đã bán ra có phải phí không? Không cần biết Thiên Đỉnh tăng bao nhiêu, chỉ cần Quang Lộ tăng lên 12 thì bán hết ra. Sau này tăng hay giảm cũng mặc. Triệu Quốc Đống không hề do dự nói. Anh, có nên xem thêm 2 ngày nữa không? Em thấy Quang Lộ còn có thể lên 15 lần. Đức Sơn do dự một chút rồi nói. Anh biết nhưng tăng càng cao càng nguy hiểm. Trên 16 lần cũng có khả năng, nhưng mục đích của chúng ta đã đạt được, không cần mạo hiểm. Triệu Quốc Đống lạnh lùng cắt ngang lời Đức Sơn. Anh nói Đức Sơn, chơi thứ này chỉ sợ một chữ là tham. Tham quá thì sẽ làm người ta điên cuồng. Mai giá tăng quá 12 lần thì bán hết cho anh. Không cần biết mày mua bao nhiêu, nhớ anh chỉ nói một lần. Qua 12 lần thì bán hết hai cổ phiếu này đi. Lời nói cứng rắn của Triệu Quốc Đống làm Đức Sơn thở dài một tiếng. Ở chuyện này hắn không dám phản đối ông anh trai. Mặc dù hắn tự nhận mình có thể mơ hồ nhận ra dòng lên xuống của cổ phiếu nhờ mấy tháng ở Miếu Ngưu Vương, nhưng giọng nói kiên quyết của Triệu Quốc Đống làm cho hắn vứt suy nghĩ lén giữ lại ra khỏi đầu. Khi Đức Sơn trơ mắt thấy người ta mua cổ phiếu của mình, vui vẻ cầm giấy chứng nhận mình tích góp được trong mấy tháng rời đi, Đức Sơn biết cuộc sống ở An Đô của mình đã kết thúc. Đức Sơn quen ở đây nên bây giờ không thích ứng cuộc sống nhàn hạ. Nhìn đám người vui vẻ ở đây, hắn phát hiện mình đã thành người ngoài cuộc. Hắn không cam tâm, đợi đến chiều thì Quang Lộ đã tăng lên 12,5 lần so với giá gốc, Thiên Đỉnh cũng tăng lên 10,3 lần. Chỉ có mấy tiếng mà mất vài ngàn. Mấy ngàn này mua được cả cặp Hồng Sơn để hút đó. Đức Sơn đúng là thấy rất đau lòng. Chẳng qua hắn cũng cố lấy dũng cảm gọi cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói như dội gáo nước lạnh vào đầu hắn. Mày không cần phải nói với anh mấy điều này, anh chỉ kiếm tiền mình có thể kiếm. Mày lập tức về cho anh, mang tiền về ngay. Sau đó nếu mày còn muốn đến Miếu Ngưu Vương thì mai có thể tới. Anh có thể cho mày thấy những người đó từ thiên đường rơi xuống địa ngục như thế nào. Đức Sơn có chút ấm ức về Giang Miếu, y không có vẻ gì là kiếm nhiều tiền mà mặt mày ủ rũ như thằng thua bạc. Nhìn Đức Sơn như vậy, Triệu Quốc Đống vừa tức vừa buồn cười. Chẳng qua hắn không thèm để ý tí Đức Sơn, hắn chỉ bảo Triệu Trường Xuyên và Đức Sơn tính tiền lãi. Anh, bây giờ trong tay chúng ta có tất cả 427.000. Ngoài vốn đầu tư ban đầu và hơn 3 tháng đưa thêm vào thì chúng ta lãi tổng cộng 374.000. Trường Xuyên tính mấy lần rồi nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt đỏ bừng.
Nó lắp bắp nói. Ngay cả Trường Xuyên và Đức Sơn đều có chút không dám tin lại lãi lớn như vậy. Bọn họ nghĩ mình như đang nằm mơ. Năm 93 thì thu nhập cả năm của công nhân nhà máy dệt chỉ là hơn 3.000, khoản tiền này gần như đủ để một nhà ngồi không ăn cả đời. Trường Xuyên vốn tự hào vì hơn nửa năm làm bãi cát, lúc này nó mới phát hiện chút tự hào của mình mà so sánh với ông anh thì không đáng gì. Ồ, 420.000 ư. Triệu Quốc Đống cũng có chút xúc động nhìn đống tiền trước mặt. Đức Sơn đúng là khá cẩn thận, ngoài lần cuối cùng giao dịch thì hắn chưa kịp gửi vào ngân hàng, còn đâu mấy khoản khác đều gửi hết vào ngân hàng, hơn nữa chia ra gửi vào 3 ngân hàng công thương, xây dựng, trung ương. Anh, chúng ta sau đây nên làm như thế nào? Đức Sơn liếm liếm môi mà nói. Đây là vốn để chúng ta tiến tới, chẳng qua mới bắt đầu mà thôi. Hiểu không Đức Sơn, Trường Xuyên? Triệu Quốc Đống nằm ngửa trên giường mà nói. Mấy tháng có thể kiếm được số tiền mà rất nhiều người cả đời không kiếm được, cho nên điều này làm người ta điên cuồng. Đức Sơn, mày muốn nghỉ một chút hay quay lại Miếu Ngưu Vương? Em! Đức Sơn có chút xấu hổ. Không sao, anh không ngăn mày. Nếu mày muốn thử thì anh thậm chí có thể đưa một phần cho mày đi thử, thỏa mãn tính hiếu kỳ của mày, lãi hay lỗ đều là của mày. Triệu Quốc Đống cười nói. Anh, thật vậy ư? Đức Sơn vui vẻ nhảy dựng lên. Ừ, như vậy anh cho mày 50.000, nếu như mày có thể biến thành 80.000 thì anh sẽ cho thêm mày 100.000. Nhưng nếu mày lỗ thì nhớ sau phải nghe anh. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Vâng, anh xem nhé, không đầy một tháng em sẽ biến nó thành 100.000. Đức Sơn rất tự tin mà nói. Nhìn Đức Sơn rất kích động rời đi, Triệu Quốc Đống lắc đầu. Nếu không phải hắn mơ thấy điều đó thì hắn đúng là rất tự tin như Đức Sơn. Những thứ trong mơ là kho báu vì đó là kinh nghiệm. Trường Xuyên, mày có cảm nhận gì? Triệu Quốc Đống nhìn thằng em mà nói. Anh, em đúng là không thể hình dung nổi. Trong 3 tháng mà từ 450.000 lại biến thành hơn 400.000, đây là biến đá thành vàng ư. Trường Xuyên nói. Không phải, chẳng qua đây là có người muốn nhét tiền vào túi chúng ta mà thôi. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói. Vậy cổ phiếu đó cứ tăng lên như vậy sao? Mọi người mua cổ phiếu có tác dụng gì? Trường Xuyên rất nghiêm túc hỏi. Đây là đồn đãi hiểu không? Cổ phiếu cũng như trò này vậy, ít nhất thị trường chứng khoán Trung Quốc là như vậy. Hơn nữa trong một thời gian dài nữa cũng là như thế. Ai giữ đến cuối cùng thì người đó sẽ xong đời. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy sao quốc gia còn phát hành cổ phiếu anh? Trường Xuyên hỏi lại một câu. Cổ phiếu vốn không có nghĩa như vậy. Đây vốn là cách gom góp tài chính nhưng ở thị trường chứng khoán Trung Quốc thì người nắm được tin tức không nhiều, chính sách không rõ ràng, hơn nữa nhiều người muốn đầu cơ kiếm tiền nên tạo ra hiện tượng này. Mọi người đều đi đồn đãi, nhưng người thành công là ít. Cho nên người thành công không bao giờ giữ cổ phiếu đến cuối cùng. Dù là không ai mua thì y cũng sẽ chặt đứt tay của mình để mình không xong đời. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn giải thích nhưng Trường Xuyên có nhiều điều không hiểu. Trường Xuyên, mày phải học nhiều vào. Kiến thức cấp 3 là cơ bản, nếu mày muốn thực sự vào xã hội thì còn nhiều thứ để học. Ngoài thực tế thì chỉ có tri thức thì mới nhanh chóng hiểu về thế giới này. Quyển 1, chương 63, Hội nghị Đảng ủy. Triệu Quốc Đống là một nhân tài hiếm có. Đề bạt cậu là làm phó trưởng đồn thì tôi không có ý kiến. Nhưng nếu lập tức chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu thì tôi thấy còn chưa đủ. Không khí trong hội nghị Đảng ủy công an huyện khá nặng nề. Không ai ngờ trong hội nghị lại có ý kiến khác nhau về người chủ trì công việc ở Giang Miếu. Mấy vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trưởng phòng trị an, trưởng phòng quản lý hộ tịch không có tranh kiến nhiều. Vậy mà hội nghị gần kết thúc đã thành như vậy. Đồn công an Giang Miếu năm trước được bầu thứ 2 trong toàn thành phố, điều này có liên hệ với kinh nghiệm công tác phong phú của đồng chí Khâu Nguyên Phong. Đồn công an Giang Miếu là đồn công an lớn nhất ở nông thôn của huyện nên cần một đồng chí có nhiều kinh nghiệm chủ trì công việc. Tôi đề nghị do bí thư đồn công an Kiều Quan, Vương Quý Nhân đảm nhiệm chức trưởng đồn Giang Miếu. Người nói là Chu Tinh Văn, mặc dù giọng khá hòa hoãn nhưng lại rất kiên quyết. Trong phòng hội nghị đầy khói thuốc, Ngưu Tử Kiến phẩy làn khói trước mặt rồi nói. Lão Đậu, Lão Mã, Lão Hứa có ý kiến gì không? Đậu Trung Khải được điều từ huyện Trường Tân tới. Cùng quê với Ngô Trường Khánh. Bình thường hai người này quan hệ khá thân, cũng loáng thoáng nghe thấy vài lời đồn. Y đương nhiên hiểu rõ Hà Phượng Tường muốn đẩy Triệu Quốc Đống lên chức là ý gì.
nhưng Chu Tinh Văn lúc này lại thay đổi thái độ không mấy khi lên tiếng như trước, không ngừng nói giúp Vương Nhân Quý làm Đậu Trung Khải có chút buồn bực. Nghe nói Loan Trinh Viễn sẽ được điều lên Cục Công an thành phố làm chức đội trưởng đội cảnh sát giao thông, còn nói là có thể tới huyện Mai làm bí thư đảng ủy công an huyện chuyên trách, cũng có người nói Loan Trinh Viễn sẽ đến quận Long Đàm làm bí thư đảng ủy kiêm trưởng phòng công an. Mặc dù có nhiều đồn đoán nhưng nhất định sẽ được điều đi, chẳng qua thời gian thì chưa rõ. Mà thời gian này Chu Tinh Văn hoạt động khá tích cực. Nghe nói bí thư huyện ủy Lô cũng có ấn tượng tốt đối với Chu Tinh Văn. Đậu Trung Khải thậm chí còn thấy có lần Chu Tinh Văn đi ra từ văn phòng của bí thư Lô. Vương Quý Nhân là cháu ruột của phó bí thư huyện ủy Vương Đức Hòa, đây không phải tin gì mới. Y đã làm bí thư đồn công an Kiều Quan 2 năm, nếu về tư cách và năng lực thì có đủ để đảm nhiệm trưởng đồn Giang Miếu. Từ cuối năm trước Vương Quý Nhân đã không ngừng đi hoạt động, tất nhiên là chuẩn bị cho cuộc họp này. Liên Chấn Quốc và Hà Phượng Tường không thể không hiểu. Bí thư đảng ủy thị trấn Giang Miếu thậm chí còn nói trong một bữa rượu hồi năm trước là nếu Vương Quý Nhân đến Giang Miếu làm trưởng đồn công an thì thị trấn Giang Miếu sẽ ủng hộ đồn công an Giang Miếu. Ý rõ ràng như vậy thì sao Loan Trinh Viễn không rõ? Triệu Quốc Đống này có lai lịch như thế nào vậy? Thậm chí để bạt phó trưởng đồn còn chưa đủ, còn muốn chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu. Mặc kệ hắn có năng lực đến đâu nhưng cơ quan công an yêu cầu đầu tiên là kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm sẽ không có uy tín. Cũng có nghĩa khó triển khai công việc. Phải biết thanh niên mà chủ trì công việc là rất hiếm. Lúc này mà tỏ thái độ sai sẽ phải trả giá đắt. Đậu Trung Khải thầm mắng Ngưu Tử Kiến sao không ám chỉ mình trước, còn đẩy mình ra nữa chứ. Sao không bắt Mã Bằng Tiên trả lời trước, Đậu Trung Khải quên mất việc sắp xếp các ủy viên đảng ủy là không được lộn xộn. Ồ, Triệu Quốc Đống rất được, từ đội cảnh sát hình sự xuống đồn công an Giang Miếu không làm mất truyền thống tốt đẹp của đội cảnh sát hình sự. Trong chiến dịch phá án năm ngoài còn phá vụ án trộm châu khiến công an huyện ta được vinh dự. Nhưng đồng chí này mới 22 tuổi, hơn nữa tham gia công tác chưa đầy 2 năm. Tôi thấy để đồng chí này rèn luyện thêm 2 năm nữa là hơn. Đồng chí Vương Quý Nhân đã công tác ở đội cảnh sát hình sự và đồn công an Kiều Quan, năm ngoài được đảng ủy khu Kiều Quan bầu làm nhân viên ưu tú. Dù về tố chất chính trị hay nghiệp vụ đều chín chắn, hoàn toàn có thể chủ trì công việc. Đậu Trung Khải hơi khôn khéo. Y chỉ nói để Triệu Quốc Đống rèn luyện 2 năm. Phó trưởng đồn chủ trì công việc cũng là rèn luyện, Vương Quý Nhân chủ trì công việc cũng không nhất định nên chủ trì công việc ở Giang Miếu. Ngưu Tử Kiến nhìn Loan Trinh Viễn ẩn sau làn khói rồi lại nhìn Đậu Trung Khải. Y thầm nghĩ Đậu Trung Khải này nghĩ nói vậy là qua cửa sao, tôi xem lát biểu quyết ông làm như thế nào. Lão Mã, anh thấy sao? Trưởng phòng Loan, bí thư Ngưu. Đồng chí Triệu Quốc Đống thì tôi không quen mấy nhưng có thể lên báo công an nhân dân, báo công an An Nguyên thì không dễ. Mai phục hơn 20 ngày để phá án đã nói rõ năng lực và tác phong công tác của đồng chí này. Năm trước đồng chí Triệu Quốc Đống còn được bầu làm đảng viên ưu tú của đảng ủy khu Giang Miếu. Bí thư đảng ủy Đại Quan Khẩu, Lý Vĩnh Thiện là bạn cùng lớp ở trường đảng với tôi. Mỗi lần đi học là anh ta không ngừng khen biểu hiện của Triệu Quốc Đống. Tôi đang suy nghĩ đồng chí Triệu Quốc Đống được đảng ủy khu Giang Miếu và đảng ủy xã phụ trách biểu dương như vậy thì không phải là chín chắn về chính trị sao? Tôi cho rằng đồng chí Triệu Quốc Đống hoàn toàn có năng lực chủ trì công việc của đồn công an Giang Miếu. Huống chi đồn công an Giang Miếu còn có đồng chí Liêu Sương Thịnh nữa cơ mà. Lão Hứa, anh thì sao? Ngưu Tử Kiến gật đầu nói. Tôi thấy hai người này đều được. Triệu Quốc Đống trẻ tuổi, có tính tiến thủ, năng lực xuất sắc. Vương Quý Nhân có kinh nghiệm, năng lực cũng mạnh, nếu phải chọn thì đúng là khó. Họ Hứa cười cười một tiếng, y sắp thành bí thư của đội cảnh sát giao thông nên bây giờ chỉ mong sống yên ổn vài năm. Sau khi bộ máy điều chỉnh xong thì đội trưởng đội cảnh sát giao thông sẽ được chọn, bây giờ y không muốn làm mất lòng ai. Ngưu Tử Kiến liền nhìn Loan Trinh Viễn và nói. Lão Loan thấy sao? Ừ, tôi nói mấy câu, chọn cán bộ đặc biệt là cán bộ trẻ tuổi làm lãnh đạo. Đây chính là một chế độ mà đảng ta vẫn nhấn mạnh. Chủ tịch Mao cũng từng nói với thế hệ thanh niên đó là thế giới là của chúng ta, cũng là của các cậu, nhưng xét đến cùng là của các cậu. Điều này nói rõ sự quan trọng của thanh niên. Chúng ta đề bạt cán bộ đầu tiên là xem tố chất chính trị của đồng chí này có mạnh không, năng lực nghiệp vụ có tốt không, có thể dẫn một tập thể tiến lên không. Bên hệ thống công an chúng ta thì đó chính là có thể đảm bảo an ninh trật tự của một phương hay không, có phá án giỏi không. Có thể làm dân chúng và chính quyền địa phương hài lòng không? Các điều khác thì tôi tin có thể để ở bên.
Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng khi thực tập đã công tác ở đồn công an trong thành phố, tốt nghiệp được phân công về đội cảnh sát hình sự huyện và biểu hiện rất xuất sắc. Mà sau khi đến đồn công an Giang Miếu lại càng phá được các vụ án lớn dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đồn. Đồng thời đồng chí Triệu Quốc Đống còn được dân chúng và chính quyền địa phương đánh giá cao, đồng chí như vậy tại sao không thể đề bạt làm lãnh đạo. Về phần có đồng chí lo lắng kinh nghiệm và uy tín không đủ, tôi thấy đây là lo nghĩ đâu đâu. Dù là ai cũng đều có một quá trình từ lạ đến quen, uy tín cũng cần thời gian mà thành lập. Ai cũng không thể một bước là tiến lên vị trí lãnh đạo. Chúng ta cũng đều đã trải qua giai đoạn đó. Chúng ta hy vọng đặt lên các đồng chí trẻ tuổi. Tôi hy vọng về sau thấy nhiều đồng chí trẻ tuổi xuất sắc như đồng chí Triệu Quốc Đống. Quyển 1, chương 64, bổ nhiệm. Tin tức Triệu Quốc Đống được bổ nhiệm làm phó trưởng đồn chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu đã được truyền khắp công an huyện Giang Khẩu. Việc này diễn ra chỉ sau khi hội nghị kết thúc có một tiếng. Triệu Quốc Đống, 22 tuổi, công tác chưa đầy 2 năm mà lại chủ trì công việc đồn công an lớn nhất ở nông thôn huyện Giang Khẩu. Khu vực quản lý gồm 4 xã, 1 thị trấn, dân cư hơn 100.000. Trọng trách này đặt trên vai một cảnh sát trẻ như vậy. Tin này làm mọi người phải bàn tán xôn xao. Sau khi biết được tin này, Triệu Quốc Đống liền gọi cho Lưu Triệu Quốc. Thực ra hắn đã sớm chuẩn bị tư tưởng mình sẽ được đề bạt thành phó trưởng đồn, nhưng thật không ngờ mình sẽ chủ trì công việc. Đây có khác gì trưởng đồn đâu, trong này ngoài thân phận chưa là trưởng đồn thì không khác gì cả. Lưu ca, em vừa nhận được tin là trong hội nghị đảng ủy của phòng đã quyết định bổ nhiệm em làm phó trưởng đồn Giang Miếu và chủ trì công việc. Ồ, tốt rồi, chú phải làm tốt công việc. Lưu Triệu Quốc nói rất bình tĩnh. Lưu ca, anh nói thật với em là có phải anh gọi điện cho trưởng phòng Loan không? Triệu Quốc Đống mặc dù biết câu này khá ngu nhưng hắn vẫn muốn hỏi. Trước Tết anh cùng ăn với lão Loan, anh chỉ nói với lão Loan rằng biểu hiện của chú ở vụ án trộm châu rất xuất sắc, thể hiện được uy phong của Cục Công an An Đô chúng ta, được dân chúng tán thành. Chỉ như vậy thôi, còn đâu anh không nói với ai? Lưu Triệu Quốc cười cười đầy quỷ dị. Nếu như anh không nói với trưởng phòng Loan vậy, chú không nên xem nhẹ đầu óc chính trị của trưởng phòng chú. Loan Trinh Viễn hoàn toàn có thể dựa vào phán đoán của mình mà có quyết định, tổ chức giao cho anh ta quyền này. Lưu Triệu Quốc cắt ngang lời Triệu Quốc Đống nói. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi thở dài một tiếng. Mình chưa gì đã thành người chủ trì công việc đồn công an, có phải tới quá nhanh không? Triệu Quốc Đống rất nhanh cảm nhận được ưu đãi do quyền lực mang tới. Khi Khâu Nguyên Phong hoàn thành việc bàn giao công việc rồi dẫn y đến đảng ủy khu gặp các lãnh đạo thì mọi người đi qua lại đều nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt hâm mộ. Đảng ủy khu cũng có chút giật mình vì tốc độ thăng chức của Triệu Quốc Đống, nhưng vẫn tỏ vẻ chúc mừng. Sau mấy tháng ngắn ngủi, Triệu Quốc Đống đã khiến tình hình an ninh trật tự của hai xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng cải thiện rõ rệt, được hai xã này đánh giá cao. Điều này rất hiếm có, điều này đối với đảng ủy khu phụ trách toàn khu vực sẽ rất tốt, cũng tăng cường uy tín của đảng ủy khu với chính quyền địa phương. Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ một chút nhưng lại rất chín chắn khiến người ta yên tâm. Chẳng những có quan hệ tốt với đảng ủy, chính quyền xã phụ trách, còn tôn trọng lãnh đạo đảng ủy khu. Điều này làm đảng ủy khu rất hài lòng. Khâu Nguyên Phong cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng vì Triệu Quốc Đống thăng chức nhanh như vậy. Ít nhất đồn công an Giang Miếu không bị người ngoài vào chiếm lấy, Triệu Quốc Đống cũng coi như trưởng thành dưới sự lãnh đạo của mình. Mà mình lên phòng trị an công tác cũng cần các đồn công an ủng hộ mới được. Triệu Quốc Đống phụ trách Giang Miếu thì y đương nhiên rất hài lòng. Cho nên y cũng cố gắng lái xe dẫn Triệu Quốc Đống đến các xã, thị trấn, các công ty, nhà máy lớn của khu vực. Điều này nhằm Triệu Quốc Đống nhanh chóng thích nghi công việc. Ngoài thị trấn Giang Miếu thì các xã, thị trấn khác đều tỏ vẻ chào đón Triệu Quốc Đống. Nhất là hai xã Triệu Quốc Đống vốn phụ trách thì bọn họ đều nói lần này công an huyện đã chọn nhân viên xuất sắc phụ trách đồn công an Giang Miếu. Ngay cả hai xã Hắc Thạch và xã Bảo Long cũng chào đón. Tiểu Triệu, cậu mặc dù là người của nhà máy dệt nhưng lần này là đại biểu đồn công an đến nhà máy dệt số 1 An Đô. Bí thư Hùng, anh có nhận ra không? Khâu Nguyên Phong có vẻ khá quen với Hùng Nhân Quý. Ha ha, Triệu Quốc Đống con lớn lão Triệu thì sao có thể không nhận ra? Ha ha, bây giờ không thể gọi là Tiểu Triệu rồi, phải gọi là trưởng đồn Triệu. Hùng Nhân Quý nói với giọng đặc biệt của Sơn Đông, y cao khoảng 1m7 nhưng rất nặng cân. Y mặc bộ quần áo khá sát người nên bảo sao có người gọi y là Hùng Cẩu. Bí thư Hùng, anh cứ gọi tôi là Tiểu Triệu sẽ thân thiết hơn mà. Tôi dù sao cũng là con của nhà máy.
Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, được, cậu cũng đừng gọi tôi như vậy, gọi tôi là Hùng ca như Lão Khâu đi. Được chứ? Hùng Nhân Quý vui mừng ra mặt mà nói. Nhà máy dệt chúng ta cuối cùng cũng có nhân tài. Tiểu Triệu, cậu bây giờ cũng coi như là quan phụ mẫu của nhà máy dệt rồi đó. Đây chính là làm nhà máy dệt nở mày nở mặt. Hùng ca, nếu Hùng Nhân Quý là người từ nhà máy dệt đi ra thì về sau nhà máy các anh phải ủng hộ đồn công an Giang Miếu và Tiểu Triệu chứ? Khâu Nguyên Phong đảo đảo mắt rồi nói. Ha ha, anh đừng có làm tôi mắc câu. Trong phạm vi năng lực của tôi thì tôi sẽ ủng hộ Tiểu Triệu như anh vậy. Hùng Nhân Quý khẽ đấm Khâu Nguyên Phong rồi nói. Mẹ nó chứ, Lão Khâu, anh thăng chức rồi mà không nói một câu. Tết ngồi ăn với nhau còn giấu tôi. Ha ha, Hùng ca, hội nghị đảng ủy chưa nghiên cứu thì chưa thể thành công. Thực ra cũng không tính là thăng chức, chỉ là điều tương đương mà thôi. Chẳng qua tôi được điều về gần nhà hơn một chút. Một bên đi vào phòng khách, Khâu Nguyên Phong nói. Hùng ca, ngày sau nếu ở Giang Khẩu có gì cần giúp thì cứ nói. Tôi sẽ không từ chối. Hừ, tôi cần lời này của anh. Nếu lần sau tôi bị bắt ở huyện thì phải cứu tôi đó. Hùng Nhân Quý không để ý mấy Triệu Quốc Đống đứng đây. Y cho rằng Khâu Nguyên Phong không ngừng nói giúp Triệu Quốc Đống thì Triệu Quốc Đống nhất định là tâm phúc của Khâu Nguyên Phong. Chuyện của Hùng ca là chuyện của tôi mà. Khâu Nguyên Phong vỗ ngực nói. Trong phòng khách có mấy người. Mấy người Mã Chánh Khuê vội vàng đứng lên đón. Lão Lỗ, Lão Mã, mấy anh gặp mặt trưởng đồn mới của đồn công an Giang Miếu chúng ta. Triệu Quốc Đống, trưởng đồn Triệu, trưởng đồn Khâu được điều lên làm trưởng phòng trị an công an huyện. Hôm nay trưởng đồn Khâu mang trưởng đồn Triệu đến làm quen với mọi người. Quyển 1, chương 65, Hoa Trà. Mấy người kia đều không thể tin nổi. Triệu Quốc Đống là trưởng đồn Triệu. Thằng này không phải mới được điều về đồn công an Giang Miếu sao? Không phải có người nói Triệu Quốc Đống gặp chuyện nên bị đày về Giang Miếu sao? Sao có vài tháng đã thành trưởng đồn rồi? Đừng ngẩn ra đó, không tin hả? Đây là vinh dự của nhà máy dệt chúng ta. Con cái trong nhà máy dệt có mấy người được như Triệu Quốc Đống? Hùng Nhân Quý trừng mắt nhìn mà nói. Các anh ngẩn ra đó làm gì? Mấy người ở đây thì Lỗ Cương là đội trưởng dân quân tự vệ nhà máy, Mã Chánh Khuê là trưởng phòng bảo vệ, mấy người khác đều là đội phó, phó trưởng phòng. Triệu Quốc Đống hầu hết đều nhận ra, chỉ có một người phụ nữ là hắn không nhận ra. Lại đây Tiểu Triệu, Lão Lỗ và Lão Mã thì cậu nhận ra phải không? Đây là từ Xuân Nhạn phòng bảo vệ, mới điều tới phòng bảo vệ năm ngoài. Cậu có thể không nhận ra. Hùng Nhân Quý giới thiệu mọi người với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống hơi động lòng, từ Xuân Nhạn, không phải là người phụ nữ mà lần trước hắn và Khổng Nguyệt nghe thấy nhắc đến sao, tình nhân của Hùng Nhân Quý. Triệu Quốc Đống không tự chủ mà nhìn Từ Xuân Nhạn. Triệu Quốc Đống đúng là không thể trách Hùng Nhân Quý, người phụ nữ này đúng là rất hấp dẫn. Tóc dài dài tận lưng được buộc lại bằng sợi dây, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tròn và có má lúm đồng tiền. Thêm vào đó là cặp mắt sáng rực. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ tới trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung nói nước Đại Lý có một loại hoa trà sao. Đây không phải là loài hoa trà trước mặt ư, nhưng đây chỉ là cảm giác khi nhìn lần đầu. Nếu cẩn thận nhìn Từ Xuân Nhạn thêm một chút thì thấy trong vẻ thanh xuân có vài phần trang trọng. Nếu chỉ nhìn một chút thì không sao. Nhưng khi Từ Xuân Nhạn mỉm cười chào hắn thì Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than tuyệt. Ngực nở, eo thon, mông to. Ngực cao vút lên, eo thon như được buộc dây lại, rất nhỏ. Mông nở nang rất tròn. Một chiếc áo cao cổ màu hồng, chiếc quần jean màu lam, đôi chân đẹp không thua bất cứ hoa hậu nào. Triệu Quốc Đống không khỏi nóng lên trong lòng và rất buồn bực. Cô gái đẹp như vậy sao lại để họ Hùng kia chơi chứ? Không ai chú ý thấy Triệu Quốc Đống đang ngẩn ra. Cũng may hắn cũng là người tiếp xúc nhiều gái đẹp nên tự hào về sự bình tĩnh của mình. Chỉ trong nháy mắt là hắn khôi phục bình thường. Chẳng qua hắn lại phát hiện được ý cười trong ánh mắt của Từ Xuân Nhạn, còn mang theo vẻ tự hào. Mọi người đã quen từ trước nên không khách sáo mấy. Khâu Nguyên Phong nói về phân công của Đảng ủy Công an huyện và bổ nhiệm Triệu Quốc Đống. Sau đó đề tài chuyển sang quan hệ giữa đồn công an và nhà máy dệt. Mặc dù Khâu Nguyên Phong và Hùng Nhân Quý có quan hệ cá nhân khá tốt nhưng quan hệ của hai cơ quan lại là bình thường. Nhất là nửa năm trước có đám côn đồ ở thị trấn Giang Miếu đến sàm sỡ nữ công nhân tan làm vẫn không được đồn công an phá. Mặc dù người gây án đã xác định nhưng kẻ tình nghi đã chạy và không bắt được. Điều này làm nhà máy có ý kiến với đồn công an. Thị trấn Giang Miếu do La Minh Sơn phụ trách.
hàng ngày La Minh Sơn cũng không làm được gì mấy. Hơn nữa hai vụ việc này chưa đến mức xử lý hình sự nên bắt người là khá khó. Ngay cả tạm giam cũng chưa chắc đã được cho nên vẫn cứ kéo dài. Lão Khâu, tôi nói trước đó, tôi nhất định ủng hộ Tiểu Triệu, nhưng anh cũng biết sự ủng hộ của tôi có hạn, chủ yếu phải do Lão Khanh tỏ thái độ. Nhưng anh cũng biết hai vụ án năm trước làm nhà máy có phản ứng không tốt. Bây giờ thi thoảng còn có người ở nhà máy đề cập tới việc này. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đồn công an tại nhà máy dệt. Lão Khanh cũng có ý kiến với việc này, tôi cũng bị liên lụy. Đã xác định được người thì sao không bắt, nói là chạy sang khu vực khác nhưng trong nhà máy chúng tôi cũng có người ở Giang Miếu và nói thường xuyên thấy đám gây án. Chẳng lẽ chuyện này cứ bỏ qua sao? Nhà máy chúng tôi có nhiều nữ công nhân như vậy chẳng lẽ luôn có cảm giác không an toàn sao? Đừng nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ nhưng khi nhắc tới công việc thì Hùng Nhân Quý nói rất rõ ràng. Trưởng đồn Tiểu Triệu, tôi nói trước nếu như hai chuyện này đồn công an có thể giải quyết thì mọi việc dễ nói. Cần gì thì chúng tôi đều ủng hộ, nhưng nếu cứ kéo như vậy thì tôi sợ rằng hơi khó. Bí thư Hùng đã nói như vậy thì tôi cũng xin nói luôn là trong vòng 3 tháng sẽ có câu trả lời thuyết phục với nhà máy. Được chứ? Triệu Quốc Đống thấy Khâu Nguyên Phong nhăn mặt nhưng lời này đã nói ra thì hắn cũng không để ý nhiều. Được, cậu rất có khí phách. Nếu như hai chuyện này giải quyết được thì nhà máy dệt sẽ tăng ủng hộ gấp đôi với đồn công an. Nếu Lão Khanh không đồng ý thì tôi cũng phải khiến lão ta đồng ý. Hùng Nhân Quý nói. Không khí cuộc gặp sau đó tốt hơn nhiều. Nhà máy chuẩn bị cơm để mời hai người. Khâu Nguyên Phong uống khá tốt, hơn nữa y sắp đi nên không băn khoăn gì nhiều cả, ai mời cũng không từ chối. Chẳng qua do người của nhà máy không ngừng đến mời khiến y nhanh chóng không chịu được. Triệu Quốc Đống còn tỏ vẻ phải lái xe nên từ chối. Đến khi Hùng Nhân Quý yêu cầu mãi thì hắn mới uống vài chén. Nào trưởng đồn Tiểu Triệu, vừa nãy bí thư Hùng đã nói anh là niềm vinh dự của nhà máy dệt chúng ta. Tiểu từ không dám đại biểu ai, chỉ đại biểu mình mời anh một chén. Anh nếu để mắt tới tiểu từ thì uống cạn, tôi uống trước. Từ Xuân Nhạn nhẹ nhàng đi tới mang theo cơn gió thoảng. Chẳng qua cơn gió này ngửi không nồng nặc như mùi nước hoa mà có mùi cơ thể. Bộ ngực không ngừng đong đưa trước mặt Triệu Quốc Đống, mặc dù áo lót bao khá chặt nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được rõ ràng. Triệu Quốc Đống thậm chí còn nghi ngờ có phải người phụ nữ này cố dùng áo lót nhỏ hay không. Khi hai bên chạm chén thì hắn thoáng đụng vào ngực Từ Xuân Nhạn, rất cứng. Triệu Quốc Đống không khỏi phục miệng lưỡi của Từ Xuân Nhạn. Sau mấy câu nói mà hắn toàn bị người phụ nữ này dẫn lối, không ngừng uống rượu và làm Triệu Quốc Đống khó có thể từ chối. Sau vài chén Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy chỉ sợ mình và Khâu Nguyên Phong sẽ ngục hết, không thể lái xe về được nhà. Triệu Quốc Đống liền giả vờ say hết ngã bên này ngã bên kia mong thoát nạn. Nhưng Mã Chánh Khuê đến làm Triệu Quốc Đống không thể chạy thoát. Cũng may Khâu Nguyên Phong phản công khiến mấy người này cũng đã bắt đầu say nên không có ai thừa cơ truy sát Triệu Quốc Đống. Quyển 1, chương 66, lời của rượu. Khi Khâu Nguyên Phong ngục xuống thì Triệu Quốc Đống cũng biết mình không duy trì được nữa. Hắn chỉ mơ màng nghe thấy Hùng Nhân Quý nói. Lần này coi như trả được mối thù lần trước với Lão Khâu. Lão Mã, các anh đưa Lão Khâu vào phòng khách phía sau nghỉ đi. Xem ra hai người bọn họ không đi được rồi. Ha ha. Triệu Quốc Đống sau khi uống rượu có vẻ mặt khác với Khâu Nguyên Phong. Mặt Khâu Nguyên Phong đỏ bừng mà mặt Triệu Quốc Đống lại trắng đi. Hắn chỉ mơ màng ngửi thấy mùi hương thơm ngát bay vào mũi và có người đưa mình lên giường. Giày cũng có người cởi ra. Triệu Quốc Đống muốn mở mắt mà không được. Không biết ngủ bao lâu, Triệu Quốc Đống cảm thấy có người đỡ mình lên rồi một cốc nước ấm đặt trên miệng. Hắn không tự chủ uống một ngụm. Canh đậu, Triệu Quốc Đống nằm trên giường nhai nhai. Hắn mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được trong phòng có người. Hắn khẽ mở mắt ra thì thấy một cặp mông tròn và đẹp hiện ngay trước mặt, hai bên cách nhau chỉ tầm 10 phân. Người áo hồng kia cố gắng lật người Triệu Quốc Đống lại. Chẳng qua dù như vậy cũng không làm Khâu Nguyên Phong đang ngáy như sấm bị đánh động. Đưa tay ra là có thể chạm được, Triệu Quốc Đống chỉ thấy máu trong người dồn vào một điểm. Hắn chỉ cần đưa tay ra là lột được chiếc quần jean đáng ghét kia xuống, để cho hắn có thể chạm vào cặp mông kia. Chẳng qua đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đầu tiên không nói Khâu Nguyên Phong ở trong phòng, dù Khâu Nguyên Phong không ở đây thì hành động này cũng sẽ bị điểm 193 của luật trừng trị. Triệu Quốc Đống phát hiện lửa dục dồn lên đầu mình, có lẽ là do hắn cảm thấy người phụ nữ này dễ bị người chơi, nhưng cẩn thận nghĩ thì mình dựa vào cái gì mà nghĩ như vậy.
Chẳng lẽ chỉ là lời đồn cô là tình nhân của Hùng Nhân Quý? Cho dù như vậy thì mình có thể muốn làm gì thì làm sao? Nực cười, Triệu Quốc Đống đúng là cảm thấy xấu hổ cho suy nghĩ kia của mình. Phòng trở lại yên tĩnh, Triệu Quốc Đống ngủ khá ngon đến khi có người gọi hắn dậy. Trưởng đồn Tiểu Triệu, ăn ít cháo chứ? Nụ cười của Từ Xuân Nhạn làm Triệu Quốc Đống si mê, quá đẹp mà sao lại làm như vậy? À, xếp Khâu đâu rồi chị? Bí thư Hùng cho lái xe đưa trưởng đồn Khâu lên huyện rồi. Nhà anh ở đây mà, anh ăn bát cháo rồi về nhà nghỉ. Từ Xuân Nhạn nhẹ nhàng nói, vẻ si mê hiện lên trong mắt Triệu Quốc Đống sáng nay không giấu được cô. Cô vẫn luôn rất tự tin vào sự quyến rũ của mình. Ai cũng nói Triệu Quốc Đống có bạn gái là Khổng Nguyệt, hoa hậu của nhà máy mà vẫn bị cô hấp dẫn. Không cần, tôi về thẳng nhà là được. Triệu Quốc Đống nghiêng người muốn ngồi dậy thì cảm thấy đầu choáng váng. 6-2, đám người nhà máy dệt này chơi không đẹp, dùng cách này để chuốc say hắn và Khâu Nguyên Phong đúng là không anh hùng. Trưởng đồn Tiểu Triệu, xem ra anh vẫn chưa hết men trong người, hay là tôi mang cháo đến phòng, lát anh ăn. Từ Xuân Nhạn xoay người bước đi, bóng lưng đẹp của cô biến mất trong tầm mắt của Triệu Quốc Đống. Nhìn Từ Xuân Nhạn bưng bát cháo lên, Triệu Quốc Đống liền ăn ngay. Một lúc sau là hết sạch bát cháo. Nhìn Từ Xuân Nhạn chống tay vào cằm nhìn mình ăn ngấu nghiến, Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ vì hành động của mình. Thấy Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ, Từ Xuân Nhạn phì cười, trong lòng lại thấy khá ấm áp. Người này nói chuyện không hề kiêu căng hay nịnh bợ, nói chuyện kiên quyết và có uy phong của một lãnh đạo. Nhưng lúc này lại như cậu nhóc mới lớn. Từ Xuân Nhạn cười làm mắt Triệu Quốc Đống mê đi, đôi má lúm bên sâu bên cạn khác nhau như đóa hoa chum nở, như giọt sương buổi sớm chạy thẳng vào lòng Triệu Quốc Đống. Người phụ nữ này có rất hấp dẫn làm người ta không thể chống lại. Cũng không phải là hấp dẫn muốn đè cô ra, mà đó là dục vọng muốn ôm cô vào lòng nâng niu, chiều chuộng. À, cô Từ Xuân Nhạn. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết nên gọi cô là như thế nào. Về tuổi thì hắn ít hơn Từ Xuân Nhạn vài tuổi. Nếu trưởng đồn Tiểu Triệu không chê thì gọi tôi một tiếng Từ tỷ vậy. Có lẽ đoán được do dự trong lòng Triệu Quốc Đống, Từ Xuân Nhạn cười nói. Từ tỷ không phải người giang khẩu phải không? Triệu Quốc Đống vuốt vuốt bụng và thở dài một hơi. Tôi là người bên Thiên Châu. Thiên Châu, bảo sao? Thiên Châu ở tận cùng phía đông của tỉnh, kinh tế chậm phát triển nhưng lại nổi tiếng về gái đẹp. Khó trách gì cơ? Từ Xuân Nhạn nhìn Triệu Quốc Đống, trong này đúng là có ý làm nũng. Ha ha, Từ tỷ biết rồi còn hỏi sao? Triệu Quốc Đống không khỏi rung động vì ánh mắt của cô. Đây đều là do đàn ông nói linh tinh. Từ Xuân Nhạn hừ một tiếng. Triệu Quốc Đống nằm trên giường và cười nói. Chuyện gì cũng có nguyên nhân, không có lửa sao có khói, phải có căn cứ mới nói như vậy mà. Đúng rồi, Từ tỷ đến đây mấy năm rồi, có bà con nào ở bên không? Tôi tới đây đã gần 10 năm, chỉ có một em gái ở bên. Từ Xuân Nhạn quay đầu lại nhìn cửa sổ. Hả, Từ tỷ đã đến đây được 10 năm sao? Vậy chồng chị có làm ở đây không? Triệu Quốc Đống cũng nghe nói hai chị em Từ Xuân Nhạn đều độc thân nhưng không rõ tình hình. Dù sao Từ Xuân Nhạn hơn hắn vài tuổi, lại không qua lại mấy nên không để ý. Tôi đã ly hôn. Từ Xuân Nhạn có chút buồn mà nói. Xin lỗi chị. Triệu Quốc Đống muốn đánh mình vì hỏi vấn đề này. Không cần, đây là do tôi quá nhạy cảm. Từ Xuân Nhạn nở nụ cười mà nói. Đời người có nhiều việc không theo ý mình mà. Mắt Triệu Quốc Đống sáng lên. Không ngờ Từ Xuân Nhạn lại nhìn mọi việc thoáng như vậy. Từ tỷ nhìn nhận việc rất thoáng, nhiều người không thể nhìn ra như vậy. Có đôi khi bị ép đến mức này thì không nghĩ thoáng cũng không được, chẳng lẽ cứ ôm trong lòng là làm mọi việc tốt lên sao? Từ Xuân Nhạn cũng không biết sao mình lại nói với Triệu Quốc Đống như vậy, nhưng cô đã nói ra thì sao thu lại được? Hoặc là nói cố nở nụ cười cũng không qua mà, ai không muốn hạnh phúc cơ chứ? Với sắc đẹp của Từ tỷ thì sao người chồng lại bỏ được chứ? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đối phương muốn tìm người thổ lộ tâm sự. Có lẽ men rượu bắt đầu phát tác nên mặt Từ Xuân Nhạn hơi ửng đỏ mà nói. Tôi và chồng không có con, không ai biết nguyên nhân. Anh ta lại không đi khám và cho rằng tôi không biết đẻ. Thì ra vì nguyên nhân này nên Từ Xuân Nhạn bị nói là gà mái không biết đẻ trứng. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng và nói. Mất đi Từ tỷ đó là do anh ta không có mắt, đối với Từ tỷ lại là chuyện hay. Sống với người đàn ông hẹp hòi, thiển cận như vậy thì sớm muộn gì cũng chia tay, tốt hơn hết là chia tay từ sớm.
Quyển 1, chương 67, cục diện khó khăn. Từ Xuân Nhạn có chút cảm kích nhìn Triệu Quốc Đống. Rất nhiều lời cô chưa bao giờ nói với ai mà hôm nay lại nói với một thanh niên mới quen như vậy, ngay cả Từ Xuân Nhạn cũng có chút giật mình. Cô cũng hiểu có lẽ hôm nay mình uống nhiều nên giờ rượu phát tác. Nhưng câu nói của Triệu Quốc Đống làm cô muốn nhào vào lòng hắn. Triệu Quốc Đống cũng thấy không khí của hai bên hơi là lạ, hòa hợp và có chút mập mờ, thân mật đến mức khó có thể giải thích. Hắn rất thích tình cảnh này. Mặc dù hắn cũng biết việc này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn rồi sẽ giảm đi hoặc tăng lên nữa. Có một số việc nhìn ra nhưng vẫn phải chấp nhận, cuộc sống vẫn tiếp diễn mà. Từ Xuân Nhạn thở dài một tiếng và nói. Thực tế mặc dù tàn khốc nhưng chúng ta không thể vì vậy mà mất đi tin tưởng, càng không thể cứ ngồi đó mà than trời trách đất. Triệu Quốc Đống nói. Có lẽ cảm nhận được ý trong lời Triệu Quốc Đống, Từ Xuân Nhạn đột nhiên cười cười. Nụ cười của cô rất đẹp từ từ thẩm thấu vào phòng tuyến vốn không vững chắc của Triệu Quốc Đống. Đàn ông luôn suy nghĩ xấu xa, luôn nhìn người ta và nghĩ người ta rất xấu. Từ Xuân Nhạn mở to mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Không có chuyện như mấy người nghĩ. Vậy ư, không có lửa sao lại có khói. Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm và không biết sao mình lại như vậy. Chút áp lực đè nén trong lòng đã bay biến, đây là do ham muốn chiếm giữ của đàn ông làm loạn. Chỉ thích thứ tốt, thứ đẹp thuộc về mình. Triệu Quốc Đống cũng hiểu được hình như mình cũng muốn chiếm lấy Từ Xuân Nhạn. Đâu có chuyện tốt như vậy chứ. Từ Xuân Nhạn hơi nghiêng người và nở nụ cười tự hào, đôi vú cao vút vừa lúc hiện ra trước mắt Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không thể không ca ngợi ông trời đột nhiên tạo ra một cơ thể hoàn mỹ như vậy. Cặt vú mặc dù dưới chiếc áo lót của Từ Xuân Nhạn mà vẫn cao vút như vậy. Bao sức chịu đựng của Triệu Quốc Đống gần như mất đi tác dụng. Triệu Quốc Đống đột nhiên có suy nghĩ Từ Xuân Nhạn này không đơn giản, hùng nhân quý muốn cưỡi lên cô ta cũng không dễ. Từ tỷ vẫn nên cẩn thận một chút, lòng người khó dò. Triệu Quốc Đống quan tâm mà nói. Có trưởng đồn Tiểu Triệu bảo vệ thì ai dám làm loạn. Từ Xuân Nhạn nói với giọng nửa đùa nửa thật. Từ Xuân Nhạn nói như vậy thì Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Chuyện trong nhà máy thì hắn không có quyền lên tiếng gì cả. Huống chi Từ Xuân Nhạn cũng không đơn giản. Chỉ là ở tình hình này thì Triệu Quốc Đống không có đường lui nên phải nói. Ha ha, Từ tỷ nếu cần thì tôi đương nhiên không từ chối. Thật không đó? Mắt Từ Xuân Nhạn sáng lên. Quân không nói đùa. Triệu Quốc Đống cười nói. Có lẽ nhận ra ẩn ý trong lời Triệu Quốc Đống, mặt Từ Xuân Nhạn hơi đỏ lên. Cô yêu kiều nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Làm trưởng đồn rồi mà còn lẻo mép như vậy ư? Câu này làm ngọn lửa dục trong lòng Triệu Quốc Đống bốc lên tận đầu. Nếu không phải lo nơi này không thích hợp thì hắn đã không thể khống chế bản thân. Đến khi trời tối Triệu Quốc Đống mới uể oải về nhà. Khi bí thư đảng ủy công an huyện Ngưu Tử Kiến đến tuyên bố quyết định bổ nhiệm thì đó là lúc Triệu Quốc Đống chính thức tiếp nhận chức vụ phó trưởng đồn. Lần này đồn công an tổ chức hội nghị có thể nói là long trọng nhất. Khâu Nguyên Phong đến phòng trị an làm trưởng phòng. Lưu Mãnh cũng được điều đến đồn công an Hoa Liên làm phó trưởng đồn. Có hai người được điều tới đồn công an Giang Miếu. Một người là Trần Quốc Cương mới tốt nghiệp trường cảnh sát thành phố An Đô chưa lâu, một người là Viên Trấn Dũng chuyển từ quân đội sang. Trong hội nghị, Khâu Nguyên Phong và Triệu Quốc Đống không nói gì nhiều mấy. Triệu Quốc Đống không tuyên bố hùng hồn, chỉ nói mời mọi người ủng hộ công việc của mình. Trên thực tế khi công văn điều chỉnh cán bộ của công an huyện gửi tới đồn công an Giang Miếu, Triệu Quốc Đống đã thấy tâm trạng các cảnh sát trong đồn có thay đổi. Lưu Mãnh đã không thấy đâu cả. Được điều tới đồn công an Hoa Liên làm phó trưởng đồn đối với y cũng là đề bạt, nhưng so sánh với Triệu Quốc Đống công tác chưa đầy 2 năm đã thành phó trưởng đồn chủ trì công việc thì đúng là khó có thể chấp nhận. Hạ Hồng Hải mặc dù không nghĩ mấy nhưng thấy Triệu Quốc Đống lên chức nhanh như vậy, trong lòng y cũng có chút phức tạp khó có thể nói rõ. La Minh Sơn lại không có phản ứng mấy và khá lạnh nhạt. Đây mới là thứ khiến Triệu Quốc Đống đau đầu. Không sợ người ta có suy nghĩ, chỉ sợ người ta không có suy nghĩ thì mới khó mở cục diện. Hai nữ đồng chí thì không có suy nghĩ gì. Bọn họ chỉ cần nhận đầy đủ tiền lương, trợ cấp là được. Còn Liêu Sương Thịnh cũng tỏ vẻ chúc mừng Triệu Quốc Đống lên chức. Y đã gần tới tuổi, có thể ngồi ở chức bí thư đồn công an 2 năm là nguyện vọng lớn nhất. Tiểu Triệu, cậu phải chú ý bên nhà máy dệt đó. Bọn họ là nhà tài trợ lớn nhất cho đồn công an chúng ta. Nói khó nghe một chút thì dù một sợi tóc cũng to hơn chân các công ty khác, chẳng qua việc kia có chút khó khăn. Khâu Nguyên Phong nhìn tấm biển đồn công an Giang Miếu rồi nói.
Sếp Khâu, tôi định hỏi sếp là hình như hôm đó trong nhà máy sếp hơi không đồng ý với câu tôi nói. Ừ, tôi cũng định nói với cậu về việc này. Thực ra muốn bắt mấy tên kia là quá đơn giản. Chẳng qua có hai yếu tố. Một là vụ án này khá đơn giản, cũng không phải đám xã hội đen, coi là vụ án dân sự mà xử lý không vấn đề gì, nhưng như vậy không thể làm nhà máy dệt hài lòng. Mà muốn xét xử mấy người này vài năm tù thì không đủ cho nên có chút phức tạp. Còn một yếu tố khác là chủ mưu việc này là cháu của Kính Hải, chủ tịch thị trấn Giang Miếu. Nếu chúng ta bắt người thì Kính Hải sẽ nói giúp, ở tình hình này thì chúng ta đúng là khó xử lý. Hơn nữa là Minh Sơn có chút mâu thuẫn với cán bộ thị trấn, nhiều chuyện xử lý không tốt. Tôi định điều chỉnh nhưng nếu tôi đi thì cậu phải tính xem nên làm như thế nào. Có lẽ đây là điểm đáng tiếc lớn nhất của tôi. Khâu Nguyên Phong thở dài một tiếng rồi nói. Việc này đúng là cần lo lắng. Nếu như nói bắt mà không khởi tố được thì nhốt vài hôm cũng không có tác dụng mấy, cũng khó làm nhà máy dệt hài lòng. Nhưng tình hình thực tế lại phức tạp như vậy. Triệu Quốc Đống liền hiểu tại sao Khâu Nguyên Phong lại chọn cách này. Ừ, chuyện này cậu phải tính toán xem. Ngoài ra chính là vấn đề của La Minh Sơn. Cậu là người thị trấn Giang Miếu, ở lại thị trấn Giang Miếu vốn là việc tốt. Nhưng cậu ta mâu thuẫn với cán bộ thị trấn Giang Miếu nên khó làm việc được. Cậu tính xem nên dùng người này như thế nào. Khâu Nguyên Phong nhìn đồn công an rồi nói. Tôi đi, có gì không rõ thì gọi tôi. Nhớ nếu muốn mở cục diện thì phải tập hợp được mọi người lại. Xe của phòng trị an từ từ rời đi, còn mình Triệu Quốc Đống đứng ở cửa đồn công an. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 2, chương 1, tính kế. Lão La, ông có ý kiến gì không? Triệu Quốc Đống cầm chai rượu rót cho La Minh Sơn. La Minh Sơn uống khá tốt nhưng một đấu một thì kém Triệu Quốc Đống. Hơn nữa y có chút cảm động vì Triệu Quốc Đống mời một mình uống rượu. Ở đồn, Khâu Nguyên Phong không hỏi gì đến y. Chỉ nói vài câu vì công việc là xong, mà mấy cảnh sát kia lại xa cách y. Cho nên y không thích không khí trong đồn, nếu không vì lý do thì y đã sớm xin công an huyện điều mình đi. Không có ý kiến gì cả, sếp Triệu, anh bố trí như thế nào thì tôi làm như vậy. La Minh Sơn uống cạn chén rồi nói. La Minh Sơn, tôi không phải người không biết điều, nếu không phải vì thằng Tiêu Tự Lập kia thì tôi đâu như thế này. Triệu Quốc Đống cũng thở dài một tiếng. Lời La Minh Sơn nói thì hắn về cơ bản đã biết. Tiêu Tự Lập là kẻ lật lọng làm cho La Minh Sơn thành kẻ ác cũng không phải việc lạ. Chẳng qua La Minh Sơn vốn là người Giang Miếu, hơn nữa người nhà cũng ở Giang Miếu. Y làm như vậy không thể nghi ngờ là bán đứng cả nhà La Minh Sơn, điều này làm người nhà La Minh Sơn sống sao ở Giang Miếu này. Chẳng qua việc La Minh Sơn đập bàn muốn đánh Tiêu Tự Lập cũng hơi quá. Dù sao chuyện này nếu nói ra thì y có thể làm bằng cách khác. Huống chi đây chỉ là một vụ án dân sự mà. Lão La, chuyện quá khứ là quá khứ, chúng ta vẫn phải tiếp tục làm việc mà. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng rồi nói. Tôi hứa với anh nếu anh có thể khiến chính quyền hai xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng hài lòng với đồn ta, tôi sẽ xin với đảng ủy công an huyện điều anh đến đồn công an khác, thậm chí là cục công an. Sếp Triệu, anh nói có thật không? La Minh Sơn nhìn Triệu Quốc Đống với mắt hơi đỏ mà nói. Nếu anh không làm được thì sao? Làm không được ư, không có chuyện gì Triệu Quốc Đống tôi không làm được. Triệu Quốc Đống tự tin nói. Ở tình hình này thì hắn phải tỏ vẻ tuyệt đối tự tin thì mới được đối phương tin tưởng. Được, tôi tin anh lần này. La Minh Sơn nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống gần phút rồi uống cạn chén. Triệu Quốc Đống có thể làm phó trưởng đồn chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu khi mới công tác chưa đầy 2 năm và khi 22 tuổi. Đẩy được Lưu Mãnh đi thì La Minh Sơn tin Triệu Quốc Đống này không chỉ có năng lực. Trên phòng có nhiều người có năng lực, đội cảnh sát hình sự, phòng trị an, đồn công an huyện thành, đưa ra một hai người là có thể lên làm lãnh đạo. Vậy mà Triệu Quốc Đống có thể vượt qua bọn họ để làm người chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu. Điều này nói rõ một vấn đề, đừng nhìn Triệu Quốc Đống này bình thường không thể hiện, nhưng lúc quan trọng mới ra chiêu. Sau khi xử lý xong việc của La Minh Sơn, Triệu Quốc Đống liền trao đổi với Lưu Sương Thịnh, sau đó hắn nhanh chóng tiến hành phân công công việc trong kế hoạch năm của đồn công an Giang Miếu. Hắn thay đổi chính sách phân công công việc trước đây của Khâu Nguyên Phong. Hắn dùng chính sách phụ trách vài xã lớn là chia khu vực thành hai nơi. Thị trấn Giang Miếu, xã Hắc Thạch, xã Bảo Long là một nơi do Hạ Hồng Hải và Viên Trấn Dũng phụ trách. Xã Đại Quan Khẩu và xã Thổ Lăng là một khu do La Minh Sơn và Trần Quốc Cương phụ trách bao cả về hình sự, dân sự.
cũng phân chia rõ ràng về số vụ án sẽ phá và số người sẽ bắt được. Đồng thời cũng mời lãnh đạo chính quyền địa phương cấp xã, thôn tiến hành việc bỏ phiếu không ghi tên. Đây cũng là một cơ sở để đồn công an đánh giá nhân viên của mình. Mà hoạt động quản lý hộ tịch và hậu cần căn cứ theo tình hình nghiệp vụ mà chia ra, sau đó do lãnh đạo các xã, thị trấn tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Chế độ này vừa đưa ra đã khiến đồn công an dậy sóng. Các cảnh sát cũng không phản đối việc phân công công việc phụ trách, nhưng bọn họ lại phản đối việc do lãnh đạo xã, thôn bỏ phiếu tín nhiệm. Bọn họ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới việc triển khai công việc của mình. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã nói rõ các việc lớn trong khu vực thì do lãnh đạo đồn quyết định và nhận trách nhiệm. Lúc này các cảnh sát mới miễn cưỡng đồng ý việc này. Sau khi được điều chỉnh, hai nơi bắt đầu tiến hành triển khai công việc. Trước đó Triệu Quốc Đống cũng đã trao đổi với Hạ Hồng Hải, yêu cầu Hạ Hồng Hải phải làm tốt công việc, để cho lãnh đạo công an huyện ấn tượng tốt. Dù là điều đi hay được đề bạt thì cũng cần có trụ cột. Hạ Hồng Hải cũng thấy được một tia hy vọng từ Triệu Quốc Đống. Nhất là Triệu Quốc Đống còn mơ hồ thể hiện có quan hệ với lãnh đạo Cục Công an thành phố, Hạ Hồng Hải liền nóng lên trong lòng. Triệu Quốc Đống lần đầu cảm thấy mệt về đầu óc, bảo sao ai làm lãnh đạo cũng kêu mệt. Tất cả mọi người đều chỉ thấy lãnh đạo suốt ngày ngồi trong văn phòng, nếu không là họp và tiếp khách. Nhưng ai ngờ một nơi phát triển tốt hay không có liên hệ với lãnh đạo. Làm thế nào để một cơ quan phát triển tốt thì sẽ hoàn thành công việc một cách thuận lợi. Phải đạt được thành tích, làm lãnh đạo cấp trên hài lòng, đây là điều lãnh đạo cơ quan cần suy nghĩ. Mà ở nhiều tình hình thì chỉ dựa vào quan hệ ngầm là không giải quyết được tất cả vấn đề. Lãnh đạo có thể cho anh một vị trí nhàn hạ để ngồi nhưng tuyệt đối không giao vị trí quan trọng cho người mình không tin. Chẳng qua đây chỉ là mới đầu nên Triệu Quốc Đống mới mệt, sau vài hôm hắn liền thích nghi với chức vụ của mình. Hắn cũng cố gắng vận dụng ký ức quý giá trong đầu hắn. Triệu Quốc Đống nhìn chiếc xe Jeep 212 ở bãi đỗ xe, đây là chiếc xe công vụ của đồn công an Giang Miếu và đã khá cũ. Gần như hàng năm đều cần sửa chữa, mặc dù còn có thể đi được nhưng không ổn mấy. Công tác nghiệp vụ đang tiến hành, Hạ Hồng Hải và La Minh Sơn đều rất nhiệt tình trong công việc. Ngay cả Tiết Bích Cầm và Lâm Tú Chi đều có chút kinh ngạc. Hai người này vốn rất lười, sao sau khi Khâu Nguyên Phong đi lại tích cực như vậy? Bây giờ phải dựa vào chính mình. Triệu Quốc Đống biết Liên Chấn Quốc lần này bổ nhiệm hắn chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu đã chịu áp lực không nhỏ. Nếu công tác Giang Miếu không tốt thì không chừng năm sau hắn sẽ được điều lên làm phó trưởng phòng nào đó trên công an huyện. Đây là không giảm chức nhưng về thực tế chính là tước quyền. Nhân viên lo công tác, lãnh đạo lo phát triển này phải thể hiện được bằng cách cải thiện điều kiện công việc của đơn vị, tăng chế độ đãi ngộ của cảnh sát, làm như thế nào thì hắn cần suy nghĩ. Đội cảnh sát hình sự mới mua 2 chiếc xe 12 chỗ Trường An. Đồn công an huyện thành và phòng trị an cũng nghe nói muốn mua sắm. Theo hắn mơ thấy thì xe con thời buổi này chính là công cụ giao thông làm người ta rất hâm mộ. Chiếc xe con vừa linh hoạt, vừa dễ điều khiển, bề ngoài đẹp mắt, tiếng còi cảnh sát uy nghiêm đúng là một ngôi sao bắt mắt ở huyện Giang Khẩu những năm 93. Một chiếc xe như vậy thì ít nhất phải hơn 50.000, làm hết thủ tục là trên 60.000. Đây là khoản tiền lớn đối với đồn công an Giang Miếu, hơn nữa còn không được ảnh hưởng tới lương thưởng của nhân viên trong đồn. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ rồi bỏ ý tưởng này. Nếu muốn mua một xe cảnh sát như vậy thì chi tiêu của đồn trong năm sẽ trên 100.000. 100.000 không phải con số nhỏ. Mặc dù hắn lãi hơn 300.000 từ chơi cổ phiếu nhưng không có nghĩa đồn công an sẽ dùng được tiền của cá nhân như vậy. Triệu Quốc Đống thầm tính toán. Tiền mua xe sợ rằng phải nhờ nhà máy dệt quyên góp mới được. Khâu Nguyên Phong nói với hắn là năm ngoài nhà máy dệt ủng hộ 10.000, nếu như tình hình không cải tiến thì năm nay tối đa là 10.000. Nhưng nếu giải quyết được hai việc kia thì muốn có 20, 30.000 là không khó. Nếu như có thể được các công ty, nhà máy khác ở khu vực Giang Miếu hỗ trợ thì có lẽ chỉ thiếu một chút. Phần không đủ thì Triệu Quốc Đống tin ngoài thị trấn Giang Miếu thì mấy xã kia cũng sẽ giúp. Vấn đề nằm ở chỗ làm như thế nào để nhà máy dệt đồng ý bỏ tiền. Câu trả lời chỉ có một là xử lý tốt hai chuyện kia. Nhưng làm như thế nào để bọn họ hài lòng mà không khiến quan hệ với thị trấn Giang Miếu xấu đi thêm nữa? Quyển 2, chương 2, mạnh tay. Sao rồi? Triệu Quốc Đống có chút thú vị nhìn Hạ Hồng Hải. Có chút tin tức, hai vụ án này có 6 người tham gia, hai tên là chủ mưu. Một là Tào Kiến, cháu của Kính Hải. Còn một người là của Trương Chi Bình, giám đốc nhà máy ni lông, Trương Bảo Lai.
Tào Kiến từng đánh nhau và ghi vào hồ sơ. Nghe nói Tào Kiến đã trêu gái ở xã Trúc Liên, chắc đều do Kính Hải A đè xuống. Vấn đề của Trương Bảo Lai thì không nhiều, không có ghi gì trong hồ sơ nhưng nghe nói lúc ở huyện Bình Xuyên thì bị xử phạt vì tàng trữ vũ khí trái phép. Nói như vậy thì chỉ có Tào Kiến là có chút điều kiện. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Bây giờ là như vậy nhưng chỉ bằng mấy điểm này mà muốn viện kiểm sát đồng ý thì hơi khó. Hạ Hồng Hải cũng hiểu vấn đề trong này. Kính Hải A có quan hệ rất rộng, chỉ sợ vụ án này vừa được đưa tới viện kiểm sát thì y đã chạy trọt. Vụ án này vừa lớn vừa nhỏ, viện kiểm sát vốn không muốn đồng ý bây giờ còn có người đứng ra nói thì nhất định sẽ bỏ qua. Không nên nản chí, bắt không được cũng không có nghĩa chúng ta không xử được y. Theo tôi biết Tào Kiến có vẻ muốn xưng hùng ở Giang Miếu, không xử lý y thì sẽ là mối họa với chúng ta. Chúng ta cần thu thập tình hình, nhất định phải tìm được chứng cứ xác thực, tìm chứng cứ bên xã Trúc Liên. Nếu không được thì đưa đi cải tạo. Triệu Quốc Đống nói. Cải tạo, phải được phòng phụ trách cải tạo ở cục thông qua mới được, có lẽ hơi khó. Hạ Hồng Hải hiểu rõ cả thành phố một năm chỉ phê duyệt vài người đi cải tạo. Quyền này nằm trong tay cục, nếu muốn đưa đám Tào Kiến đi cải tạo thì không dễ hơn việc đưa ra khởi tố. Cho nên chúng ta phải chú trọng thu thập chứng cứ, cố gắng thu càng nhiều về tội của Tào Kiến. Sau đó lấy danh nghĩa phạm pháp nhiều mà xử Tào Kiến. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Vậy còn Trương Bảo Lai? Trương Bảo Lai cũng không thể bỏ qua. Nếu không thể đưa đi cải tạo thì phải cho hắn vào trại tạm giam một thời gian. Nhà máy dệt có nhiều nữ công nhân như vậy, nếu chúng ta không xử lý cảnh cáo thì sẽ có vấn đề. Khi đó chúng ta khó mà ăn nói. Trên thực tế việc không phức tạp như Triệu Quốc Đống nghĩ. Sau khi chứng cứ thu thập được đầy đủ, Triệu Quốc Đống liền lặng lẽ thông báo với đội cảnh sát hình sự để Trương Bảo Lai in người phối hợp. Có lẽ vì Triệu Quốc Đống đột nhiên lên chức nên khiến lãnh đạo đội chú ý. Trương Đức Tài cũng hiểu Triệu Quốc Đống đã khác trước, y liền vội vàng đồng ý yêu cầu của Triệu Quốc Đống. Lúc này y đã lên làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. 8 cảnh sát từ đội điều tới, hơn nữa đồn công an cũng huy động hơn 10 người. Cả đêm đó đã lập tức bắt 6 tên tham gia vụ án mà bọn chúng không hề đề phòng, sau đó đưa vào trong đồn mà thẩm phấn. Triệu Quốc Đống lần đầu tiên phát hiện điện thoại đổ chuông nhiều như vậy. Trời chưa sáng mà hắn đã nhận được hơn 10 cuộc điện thoại, chẳng qua hắn đều đẩy sang bên. Chủ tịch Trấn, xin lỗi rồi. Đội cảnh sát hình sự đã xuống, đây là ý của phòng hình như là nhà máy dệt đã kiện lên tận cục công an thành phố, cục công an rất chú ý. Yêu cầu công an huyện phải xử lý trong vòng một tuần cho nên chúng tôi mới làm như vậy. Bây giờ sợ rằng khó có thể xử lý, sếp Loan cũng tự mình giám sát. Còn đến mức độ nào ư? Cái này khó nói, hiếp dâm và tụ tập xã hội đen đều có thể bị tử hình, căn cứ tình tiết mà quyết định. Đương nhiên điện không đến mức đó nhưng có lẽ cũng không nhẹ. Hiếp và hiếp không thành là hai vấn đề khác nhau. Nhận định điểm này phải do bên viện kiểm sát xác định, không phải tôi nói lập được. Còn có biện pháp gì thì phải xem chủ tịch Kính rồi. Thị trấn Giang Miếu không phải ngay gần sát nhà máy dệt sao? Tốt xấu cũng là quan phụ trách bọn họ. Nếu bọn họ ra mặt giảm bớt áp lực cho chúng tôi thì tôi nghĩ sẽ dễ làm hơn. Đương nhiên anh chắc có nhiều biện pháp hơn tôi. Thái độ của Triệu Quốc Đống rất nhẹ nhàng và thành khẩn. Hắn biết Kính Hải A đang rất khẩn trương. Giám đốc Trương sao, chào anh. Chuyện gì vậy, Trương Bảo Lai ư, hình như có người này, đã được thẩm vấn. Là cháu anh sao? Hả, tôi không biết, đội cảnh sát hình sự tới nên chúng tôi chỉ có thể phối hợp thôi. Biện pháp ư, bây giờ sợ rằng có chút khó khăn. Anh biết đội cảnh sát hình sự đã ra mặt thì việc này không hề nhỏ, muốn đưa Trương Bảo Lai ra sợ cũng không dễ. Mức độ nào ư, việc này khó nói, tội lưu manh xử 3 năm là nhẹ. Có thể không xét xử không ư? Ha ha, giám đốc Trương nói gì vậy? Xử hay không do tòa án quyết định, công an huyện đâu có quyền can thiệp. Chúng tôi chỉ phụ trách phá án mà thôi. Giám đốc Đồ, chào anh, đã lâu không gặp sao không tới đồn chơi. Hả, có việc cần nhờ tôi ư, chỉ cần tôi giúp được sẽ không vấn đề gì. Lý Liên Quân ư, có người này. Sao, có họ với anh? Ồ, chuyện này có chút khó khăn, bây giờ đang bị đưa vào đồn thẩm vấn. Bao giờ có thể về ư? Ha ha, lão Đồ, việc này khó có thể nói ra được, phải xem thái độ của phạm nhân mới được. Việc này cục công an thành phố rất quan tâm nên khó nói được. Được, tôi hỏi giúp anh một chút, nếu như không phải chủ mưu thì dễ làm hơn, cháu của anh thì tôi sẽ cố hết sức. Triệu Quốc Đống nhàn hạ ngồi trong văn phòng, trời còn chưa sáng hẳn mà nhiều người gọi như vậy,
hắn đoán hôm nay sẽ có nhiều người tới chào hỏi nên đã chuẩn bị về tư tưởng. Ha ha, có lẽ áp lực của lão Liêu còn lớn hơn cả mình. Ai bảo Liêu Xương Thịnh là người địa phương? Mình đã sớm nói với Liêu Xương Thịnh, vụ án này dù là ai cũng không giúp, muốn tìm thì đẩy hết sang mình. Triệu Quốc Đống nói. Xếp Triệu, trong số này có không ít người tai to mặt lớn ở thị trấn Giang Miếu. Anh không sợ về sau đồn công an chúng ta khó triển khai công việc sao? Hạ Hồng Hải có chút lo lắng mà nói. Tôi nói với anh thế này, anh phải dẫm cho người ta đau, người ta mới sợ anh, đương nhiên đó là người ngoài vòng pháp luật. Nếu như đồn công an chúng tôi không còn tính uy hiếp đối với mọi người thì nơi này chỉ coi là nơi giải trí. Triệu Quốc Đống nói. Hơn nữa tôi nhớ một câu châm ngôn đó là nếu dung túng kẻ ác gió là chà đạp lòng tốt. Mà cơ quan công an chúng ta cần phải sửa điểm này. Kính Hải A có chút sức ảnh hưởng ở Giang Miếu này, cũng có thể hướng lên trên. Xếp Triệu, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Hạ Hồng Hải ấp úng nói. Anh có gì nói đi, đừng giấu giếm như vậy. Triệu Quốc Đống ngửi thấy mùi gì đó nên ngẩng đầu hỏi. Hình như Kính Hải A có quan hệ thân thiết với bí thư huyện ủy. Hơn nữa tôi còn thấy Kính Hải A thường xuyên qua lại với phó trưởng phòng Hà ở công an huyện. Hạ Hồng Hải suy nghĩ một chút rồi nói. Dù Trương Chi Bình cũng không đơn giản, nghe nói y có quan hệ tốt với lãnh đạo huyện, tôi sợ trên phóng sớm muộn cũng xen vào việc này. Ha ha, không cần biết có quan hệ tới ai, vụ án phải tiến tới. Hôm nay chúng ta phải tận dụng thời gian mà nắm lấy khẩu cung, kết hợp chứng cứ chúng ta có từ trước thì không ai làm gì được, cùng lắm chỉ là nói sau lưng mà thôi. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ tài liệu thì bên trên dù thấy thế nào cũng phải hỏi ý của chúng ta. Trong phạm vi nguyên tắc có thể linh hoạt, ngoài nguyên tắc thì tôi sẽ không dám can thiệp. Được, xếp Triệu đã nói như vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ nhanh chóng lấy lời khai. Thấy Triệu Quốc Đống quyết tâm như vậy lại làm Hạ Hồng Hải tin lên nhiều. Sáng chúng ta đến chỗ thẩm vấn để mình bí thư Lưu phụ trách ngăn cản, không đổ vào đầu tôi là được. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói. Lão La không tham gia, gọi Tiểu Trần và Lão Viên vào đi. Quyển 2, chương 3, vũ khí. Kính Hải bực tức bỏ máy xuống. Trong văn phòng ngồi đầy người, hắn hút một hơi thuốc rồi nói. Tôi sớm bảo các anh nói nó đi đầu thú rồi còn không đi. Lần này biết rồi đến tìm tôi ư, lúc đầu tôi nói sao các người không nghe. Chú hai, nhà lão Tào có một thằng con trai. Ai cũng biết công an huyện không nên vào, vào có khi không ra được mà. Không phải chỉ hy vọng qua vài năm là chuyện nó nhạt đi sao? Ai biết thằng họ Triệu lại ra tay ác như vậy? Nói chuyện là anh rể của Kính Hải, một ông chủ nhỏ kinh doanh xe vận chuyển và máy móc nông nghiệp ở thị trấn Giang Miếu. Hừ, tôi hỏi rồi, không đơn giản như vậy đâu. Cục Công an cũng hỏi tới việc này. Kính Hải nghĩ đến Trương Đức Tài nói Cục Công an cũng quan tâm, hắn không khỏi run lên. Chẳng lẽ nhà máy dệt thật sự tố cáo lên tận thành phố sao? Vậy đúng là không dễ xử lý, thằng Tào Kiến này lại không muốn nói thật. Từ lời của Triệu Quốc Đống có thể thấy vấn đề của Tào Kiến rất nghiêm trọng, tội côn đồ vừa nặng vừa nhẹ. Hả, chú hai, vậy chú nhất định phải nghĩ cách giúp chúng tôi. Tào Kiến nếu bị tù 8 năm thì đời này của nó coi như xong. Chị Kính Hải sợ hãi vội vàng khóc giống lên. Được rồi, tôi biết rồi, anh chị về đi đừng ở đây làm tôi đau đầu. Kính Hải càng lúc càng bực bội và đuổi người nhà về. Mấy người đó làm ồn một lúc và không đưa ra được biện pháp gì hết. Thấy Kính Hải mặt xa sầm lại thì mới từ từ rời đi. Lần này sợ rằng có chút phiền phức. Công an viên của thị trấn, Hoắc Chí Vũ nói. Sao rồi? Kính Hải hít sâu một hơi mà hỏi. Đồn công an vốn có chút mâu thuẫn với chính quyền thị trấn ta, nhưng hành động lớn như vậy dù không nói mục tiêu thì cũng phải lấy người của phòng an ninh thị trấn. Nhưng lần này bọn họ không đề cập gì, đây là cố ý đẩy chúng tôi ra. Hoắc Chí Vũ nhíu mày, là cảnh sát viên, y đúng là có chút khó xử khi quan hệ giữa đồn công an và chính quyền thị trấn không hòa hợp. Lần này có lẽ thực sự là yêu cầu từ bên trên ư. Mặt Kính Hải khá khó coi, trên thực tế việc quan hệ không tốt với đồn công an chủ yếu là do hắn. Từ sau khi La Minh Sơn xảy ra chuyện kia thì hắn liền có ý kiến với đồn công an. Chủ tịch, sợ là chúng ta phải thực tế một chút mới được. Năm trước chúng ta làm căng với đồn công an. Khâu Nguyên Phong mặc dù đi nhưng coi như lên chức. Triệu Quốc Đống lại do Khâu Nguyên Phong đề bạt lên, chỉ sợ cũng khó chịu với thị trấn. Tuy nói có mệnh lệnh cấp trên nhưng đây có phải là đồn công an làm ra che mắt mọi người không?
Vừa rồi tôi đến đồn công an thì ngoài lão Liêu ra thì các cảnh sát khác không có đó, rõ ràng là lên giang khẩu. Bọn họ làm gì chứ? Không phải là mau chóng xử lý vụ án sao? Hoắc Chí Vũ mặc dù không biết tình hình thật nhưng nhiều năm kinh nghiệm nói cho y vụ án tăng đến mức này là do đồn công an cố ý đẩy lên cao. Cục công an và công an huyện bình thường sẽ không tham gia. Anh nói Triệu Quốc Đống cố ý muốn chơi tôi. Kính Hải có chút tức giận mà nói. Việc này không chắc, có lẽ bọn họ muốn nhân cơ hội xử lý hai việc kia. Hoắc Chí Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Muốn cởi chuông phải tìm người đeo chuông. Chủ tịch. Nếu muốn Tào Kiến Dễ một chút thì sợ rằng phải do người Triệu Quốc Đống, nói cụ thể một chút là Triệu Quốc Đống. Người này còn trẻ đã thành người chủ trì công việc đồn công an, không có chút bản lĩnh thì sao được. Cái này chẳng lẽ nói tôi đi xin xỏ nó. Kính Hải xa sầm mặt nói. Chủ tịch nếu không tiện ra mặt thì để tôi đến tìm Triệu Quốc Đống xem nó có ý như thế nào. Hoắc Chí Vũ biết Kính Hải không thể mất mặt nên chủ động nói. Như vậy làm phiền anh. Xem ra tôi cũng nên chú ý một chút. Kính Hải rất khó nói được câu như vậy, đây là do quan hệ với Hoắc Chí Vũ tốt nên y mới nói thế. Đúng, anh không phải nói bọn họ không ở đồn công an sao? Bọn họ về rồi, tôi sẽ lên đồn công an xem sao. Tôi không tin Triệu Quốc Đống vừa lên chức liền không coi thị trấn Giang Miếu chúng ta vào đâu, tốt xấu gì đồn công an cũng trên địa bàn thị trấn Giang Miếu mà. Hoắc Chí Vũ vừa đi ra vừa nói. Không nể mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, nếu muốn triển khai công việc thì tốt xấu gì cũng phải nể mặt chính quyền thị trấn mà. Đám người Triệu Quốc Đống bận đến 4 giờ chiều mới về Giang Miếu. Không ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, đám lưu manh này cũng có chút quan hệ và chỗ dựa, do không chuẩn bị tư tưởng nên bị bắt và lập tức mất tinh thần. Mấy tên đều khai ra hành vi vi phạm pháp luật của mình, thậm chí Triệu Quốc Đống còn hỏi ra được vài thứ mới. Tào Kiến thoáng cái lộ ra nhiều chứng cứ. Chẳng những người trong đám bạn khai hành vi vi phạm pháp luật của nó, hơn nữa chính là đám Trương Bảo Lai cũng khai về hắn. Do chứng cứ và cách thẩm vấn của cảnh sát, Tào Kiến không thể chống lại. Ngoài việc khai chặn đường sàm sỡ gái còn khai ra cả việc sau khi uống rượu say liền hiếp gái. Vụ án này không ngờ xảy ra trong nhà cũ của Kính Hải. Mặc dù Kính Hải không biết nhưng điều này làm Triệu Quốc Đống vui vẻ. Đây là vũ khí đối phó Kính Hải. Sau khi bố trí Hạ Hồng Hải lập tức về Giang Miếu xác minh vụ việc, Triệu Quốc Đống cũng cố ý ở lại Giang Khẩu để trì hoãn thời gian. Lúc này Triệu Quốc Đống mới thấy không có phương tiện liên lạc là rất không ổn. Nếu có máy nhắn tin thì Hạ Hồng Hải sau khi hoàn thành tài liệu có thể báo cáo cho hắn, mà bây giờ hắn phải đứng ở phòng trị an đợi Hạ Hồng Hải gọi lên. Cũng may Hạ Hồng Hải và Viên Trấn Dũng làm việc khá nhanh, trong thời gian ngắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ Triệu Quốc Đống đang ngồi trên xe jeep của phòng trị an mà về Giang Miếu. Sau khi đọc tài liệu, Triệu Quốc Đống cũng có ý tưởng. Bây giờ xử lý Tào Kiến đã không có vấn đề gì. Hiếp gái đã là một cái án lớn đối với nó, như vậy việc sàm sỡ nữ công nhân nhà máy dệt không đáng là bao. Nếu thực sự xử lý thì khiến Tào Kiến ở tù tầm 10 năm cũng không khó. Hồng Hải, anh chỉnh sửa tài liệu, chứng cứ về Tào Kiến về cơ bản đã đủ. Phải mau chóng báo cáo với phòng thẩm tra để đưa sang viện kiểm sát. Lần này thằng Tào Kiến khó thoát rồi. Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng trưởng đồn, hắn phát hiện mình càng lúc càng thích cảm giác sung sướng do quyền lực mang tới. Bảo sao ai cũng nói đàn ông thích nắm giữ quyền lực không kém gì được ôm một cô gái xinh đẹp. Nếu như thế này mà còn không đẩy nó vào tù thì đồn công an chúng ta đúng là chẳng có tác dụng gì. Hạ Hồng Hải cũng vui vẻ mà nói. Sếp Triệu. Chẳng qua vụ án hiếp dâm này nên giao cho đội cảnh sát hình sự làm mà. Không cần, đây là do chúng ta thẩm vấn Tào Kiến mà có, đội cảnh sát hình sự cũng không thể nói gì. Nếu trên phòng có ý kiến thì tôi phụ trách, anh chỉ cần mau chóng đưa vụ án ra khởi tố là được. Triệu Quốc Đống vung tay lên nói. Được. Hạ Hồng Hải gật đầu đứng lên. Đúng, Hoắc Chí Vũ ở đây cả buổi sáng, chiều cũng tới đây hai lần xem ra muốn gặp anh. Ừ tôi biết. Kính Hải không tiện ra mặt nên chỉ có thể phiền Hoắc Chí Vũ mà thôi. Bảo bí thư Lưu kéo dài thời gian, tôi phải xử lý xong việc đã. Triệu Quốc Đống cười nói. Quyển 2, chương 4, ra chiêu. Sau khi Triệu Quốc Đống báo cáo với Hà Phượng Tường về tình hình vụ án, Hà Phượng Tường đề nghị Triệu Quốc Đống tốt nhất tự mình báo cáo với Loan Trinh Viễn. Dù sao việc này liên quan tới lãnh đạo chủ yếu của thị trấn Giang Miếu. Triệu Quốc Đống do dự một chút rồi nghe theo. Trong điện thoại Loan Trinh Viễn rất nghiêm túc nghe Triệu Quốc Đống báo cáo, không nói nhiều.
y chỉ yêu cầu Triệu Quốc Đống nghiêm túc chấp hành theo pháp luật mà phá án, đồng thời chú ý cách làm việc, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, cố gắng giảm thiểu nhỏ nhất ảnh hưởng tới công tác của đồn. Triệu Quốc Đống cũng hiểu việc này. Khi Triệu Quốc Đống vào sân đảng ủy khu thì thấy một chiếc 505 Quảng Châu chưa đăng ký tiến vào, hắn nhìn thì thấy ngồi đằng trước là bí thư đảng ủy Khương Nhất Minh, ngồi sau là phó bí thư Cao Dương. Bí thư Khương, phó bí thư Cao. Ồ, tiểu Triệu à, có việc gì vậy? Khương Nhất Minh gật đầu nói. Có chút việc cần báo cáo với lãnh đạo. Triệu Quốc Đống liền đưa quyển sổ trong tay tới. Rất gấp sao, tôi và bí thư Khương chuẩn bị lên huyện họp. Cao Dương nói. Vâng, rất gấp và quan trọng, ý của công an huyện là muốn lập tức báo cáo với đảng ủy khu. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Ồ, Khương Nhất Minh nhìn Cao Dương rồi nhíu mày nói. Vậy lão Cao phụ trách một chút. Bí thư Khương, sợ ngài cũng phải nghe mới được, việc này rất quan trọng. Trong phòng hội nghị, sau khi nghe Triệu Quốc Đống báo cáo qua tình hình, Khương Nhất Minh và Cao Dương đều sa sầm mặt. Khương Nhất Minh nhíu mày, Cao Dương lại thoáng lộ ra một tia vui vẻ. Xử lý Tào Kiến như thế nào thì đảng ủy khu không xen vào, đây là việc bên cơ quan công an. Nhưng địa điểm gây án là nhà của Kính Hải có thật không? Kính Hải có biết không? Khương Nhất Minh có chút đau đầu. Kính Hải là cán bộ địa phương, quan hệ rất rộng, triển khai công việc cũng đắc lực nhưng người này có chút kiêu ngạo khó khống chế. Vì thế bí thư đảng ủy thị trấn không chèn ép được Kính Hải, có đôi khi còn không nể mặt đảng ủy khu. Khương Nhất Minh rất coi trọng năng lực công tác của người này nhưng cũng không hài lòng với tên này không biết đại cuộc. Chẳng qua đây không phải việc nhỏ, cháu của chủ tịch thị trấn hiếp gái trong chính nhà chủ tịch, Kính Hải không những không thoát được liên quan, đảng ủy khu cũng có trách nhiệm. Địa điểm gây án đúng là ở nhà chủ tịch Kính. Căn cứ tài liệu thì chủ tịch Kính không biết nhưng theo chúng tôi biết thì người nhà họ Tào thường xuyên lấy danh nghĩa chủ tịch Kính mà gây chuyện. Dân chúng có phản ứng lớn, ngay cả xã Trúc Liên cũng có phản ánh. Vì thế tôi lo vụ án hiếp dâm này sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt với đảng ủy khu. Triệu Quốc Đống rất chân thành nói. Cho nên sau khi báo cáo lên huyện, tôi lập tức đến báo cáo với hai vị bí thư. Dù Kính Hải không biết nhưng Tào Kiến là cháu của y gây nhiều việc như vậy, y là cậu mà không biết sao. Làm cán bộ lãnh đạo mà dạy con cháu như vậy sao? Lần này lại còn xảy ra chuyện ở chính nhà y, nếu truyền ra thì y giải thích như thế nào với dân chúng thị trấn Giang Miếu? Cao Dương lạnh lùng nói. Bí thư Khương, tôi thấy việc này Kính Hải không thể thoát được liên quan. Lão Cao, trước không nên kết luận vội. Khương Nhất Minh có chút không hài lòng nhìn Cao Dương. Y biết Cao Dương và Kính Hải có chút xa cách, Kính Hải cũng không nể mặt hai vị phó bí thư đảng ủy khu. Điều này thì Khương Nhất Minh hiểu rõ, nhưng bây giờ không phải việc của mình Kính Hải, nếu lộ ra thì sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của chính quyền thị trấn Giang Miếu cùng đảng ủy khu Giang Miếu. Đây là điều Khương Nhất Minh phải suy nghĩ. Tiểu Triệu, cơ quan công an phá án thì đảng ủy khu không thể can thiệp. Nhưng Kính Hải không biết việc này, vậy từ góc độ pháp luật y sẽ không vi phạm. Về phần họ Hàng phạm pháp là do y dạy dỗ không nghiêm, đây là việc do tổ chức điều tra xử lý. Khương Nhất Minh cố nói ra ý đồ của mình. Nhưng vụ án xảy ra ở nhà của y, tôi hy vọng đồn công an linh hoạt xử lý, cố gắng khống chế trong phạm vi nhỏ nhất, tránh cho quần chúng hiểu lầm. Theo tôi biết Kính Hải thường ở thị trấn, nhà ở xã nhiều năm không dùng tới, hầu hết cho họ Hàng ở. Các anh nếu muốn đến hiện trường thì nên chú ý ảnh hưởng. Vụ án này liên quan khá lớn nên tôi sợ. Triệu Quốc Đống ra vẻ có chút khó xử. Trưởng đồn Triệu, việc này mời anh phải hỗ trợ đảng ủy khu làm tốt công việc, giảm thiểu ảnh hưởng. Khương Nhất Minh cắt ngang lời Triệu Quốc Đống nói. Y cũng biết quan hệ giữa đồn công an Giang Miếu và chính quyền thị trấn không tốt mấy. Sau đây tôi sẽ tự phê bình đồng chí Kính Hải. Khi Kính Hải ra khỏi đảng ủy khu thì trong lòng y đã không còn vẻ kiêu căng như trước mà thay vào đó là rất lo lắng. Khương Nhất Minh lạnh lùng phê bình cùng với việc nhắc nhở làm y cảm thấy chức của mình gặp nguy hiểm. Mặc dù đảng ủy khu không có quyền sa thải bí thư và chủ tịch xã, thị trấn nhưng bọn họ có quyền đề nghị. Hơn nữa lần này có vụ án hiếp dâm, đó là chết người với một lãnh đạo. Mặc dù nhà cũ thì y sớm cho chị gái dùng nhưng ai cũng biết đó là nhà y, ở pháp luật và hàng xóm xung quanh thì đó đều là nhà y. Tào Kiến dám hiếp gái ở đó, đây chính là muốn đẩy y vào lò lửa. Lúc này y không còn có suy nghĩ muốn cứu Tào Kiến ra nữa. Làm thế nào thoát lò lửa mới là quan trọng nhất đối với y. Giờ phút này Kính Hải mới thấy địa vị của đồn công an trở nên quan trọng như vậy. Khương Nhất Minh nói đúng,
Chuyện nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Vấn đề nằm ở nếu có người muốn nhân cơ hội đánh mình, vậy đó sẽ là quả pháo rất lớn. Nhưng nếu chuyện này có thể nhanh chóng dẹp yên thì mấu chốt chính là đồn công an. Mình phải thay đổi thái độ ngay, nhưng cũng phải làm sao cho đồn công an nhanh chóng xử lý xong vụ này. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ chuyện lại kết thúc theo cách đó. 3 hôm sau Tào Kiến bị Viện Kiểm sát khởi tố vì tội hiếp dâm, còn có mấy người căn cứ về hành vi mà bị tạm giam vài chục ngày. Mà thái độ của chính quyền thị trấn Giang Miếu với đồn công an cũng thay đổi hẳn. Khi Phó Bí thư Đảng ủy khu Cao Dương nói đồn công an cần thay thế phương tiện giao thông và thông tin liên lạc, chính quyền thị trấn lập tức nói sẽ ủng hộ đồn công an 20.000, điều này làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Quyển 2, chương 5, chiến tới cùng. Khi Hùng Nhân Quý báo cáo với việc này với Bí thư Đảng ủy kiêm giám đốc nhà máy Khanh Quang Vinh về việc muốn mời đồn công an tham chiến ăn bữa cơm, cũng cả việc đồn công an xin tài trợ, Hùng Nhân Quý không ngờ Khanh Quang Vinh lại tỏ vẻ hứng thú và nói nếu có thời gian sẽ tham gia bữa tiệc ăn mừng này. Điều này làm Hùng Nhân Quý rất khó hiểu. Dù là phó chủ tịch huyện hay là trưởng phòng công an huyện Giang Khẩu tới thì Khanh Quang Vinh cũng chưa chắc đã tự mình tiếp đón. Triệu Quốc Đống tuy là con cái nhà máy nhưng chỉ là một trưởng đồn công an mà thôi. Mình ra mặt tiếp đã đủ mặt mũi, giám đốc nhà máy tham gia thì hơi thừa. Chẳng qua Khanh Quang Vinh tỏ thái độ như vậy thì Hùng Nhân Quý càng vui hơn. Như vậy thực hiện lời hứa với đồn công an cũng không vấn đề gì. Bữa tiệc được tổ chức trong nhà khách của nhà máy, chẳng qua bữa tiệc sang trọng hơn trước nhiều. Lần này uống là rượu Ngũ Lương Dịch, mà thuốc trên bàn cũng là Hồng Sơn. Triệu Quốc Đống lần này có chuẩn bị mà tới. Hắn mang theo 4 người La Minh Sơn, Hạ Hồng Hải, Viên Trấn Dũng và Trần Quốc Cương. Trong này chỉ có Hạ Hồng Hải hơi kém một chút, 3 người kia đều uống giỏi. Nhất là Viên Trấn Dũng trước khi chuyển ngành đã công tác ở Tây Tạng, uống cả lít rượu trắng cũng không sao. Bí thư Hùng, lần này theo ý của lãnh đạo mà làm tốt công việc, tôi cũng mới dám mang người ở đồn tới đây báo cáo với lãnh đạo. Nhìn Từ Xuân Nhạn nghiêng người rót rượu, mắt Triệu Quốc Đống sáng lên. Ha ha, Tiểu Triệu, xem ra hôm nay cậu muốn báo thù phải không? Ở trong nhà máy thì sợ rằng cậu không có cơ hội này đâu. Hùng Nhân Quý nhìn quanh thì mấy người Lão Lỗ, Lão Mã cũng không hề thua kém. Đúng thế, Bí thư Hùng, bọn họ tới một làm ngã một, tới hai làm ngã cả hai. Bí thư Hùng, cảnh sát chúng tôi không chỉ giỏi phá án mà dù bất cứ trường hợp nào cũng không sợ. Triệu Quốc Đống tự tin nói. Ha ha, Tiểu Triệu, lần này các cậu phá được án, bắt được người. Chuyện này chúng tôi cũng biết, lần này có lẽ đồn công an Giang Miếu làm mất lòng chủ tịch thị trấn rồi phải không? Chẳng qua phản ứng của đồn công an rất tốt, ai cũng nói Kính Hải kia đến đuôi cọp cũng dám sợ vậy mà đồn công an dám đụng, được. Hùng Nhân Quý giơ chén lên nói. Chén đầu mọi người cạn, coi như nhà máy dệt mời đồn công an Giang Miếu, cảm ơn các anh ủng hộ nhà máy dệt chúng tôi. Tôi nghĩ không ai dám có ý đồ với nữ công nhân nhà máy nữa. Bí thư Hùng, đây là chính khí. Đồn công an nếu không xử lý đám cặn bã của xã hội thì còn có tác dụng gì? Cạn. Triệu Quốc Đống cũng không khách khí giơ chén lên uống cạn. Bữa tiệc vừa bắt đầu thì dù là ai cũng không thể khống chế được. Từ Xuân Nhạn không ngừng rót rượu cho hai bên. Đám người không ngừng ngửa đầu so rượu. Một trận chém giết khiến dù là kim cương cũng phải lắc lư. Hạ Hồng Hải có vẻ không chịu được nữa, Triệu Quốc Đống nháy mắt với Viên Trấn Dũng, Viên Trấn Dũng liền khơi mà chiến tranh cạn 3 chén liên với Lão Lỗ của nhà máy. Lão Lỗ tuổi đã cao hơn nữa, lúc trước đã uống hơn chục chén nên bị tập kích bất ngờ đến độ không thể chống đỡ nổi, lập tức ngã ngựa. Mà một phó phụ trách đội tự vệ khác cũng bị Triệu Quốc Đống bị khiêu khích. Sau đó lại Triệu Quốc Đống và La Minh Sơn hợp sức đánh ngã. Mà Hạ Hồng Hải được Mã Chánh Khuê chăm sóc nên cũng cúi đầu ngã xuống. Mọi người đang náo nhiệt thì cửa phòng được mở ra. Giám đốc Khanh. Triệu Quốc Đống vội vàng đứng dậy. Hắn không ngờ Khanh Quang Vinh lại tới đây, bảo sao Hùng Nhân Quý lại để thừa một vị trí. Mình còn nghĩ đối phương tưởng Liêu Sương Thịnh sẽ tới, thì ra là để chỗ cho Khanh Quang Vinh. Ha ha, Tiểu Triệu. Cậu bây giờ làm quan lớn rồi quên Khang Thúc sao? Không đến chỗ chú chơi ư? Khanh Quang Vinh tỏ vẻ thân thiện dễ gần làm Triệu Quốc Đống giật mình, ngay cả Mã Chánh Khuê cùng với Từ Xuân Nhạn đều có chút ngạc nhiên. Khanh Thúc nói gì vậy, chú bận như vậy nên cháu đâu dám tới làm phiền. Huống chi Bí thư Hùng rất ủng hộ bọn cháu nên cháu không tới làm phiền chú. Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Hùng Nhân Quý đã sớm nhường vị trí cho Khanh Quang Vinh, Khanh Quang Vinh nói. Mọi người ngồi đi,
Lão Hùng cũng nói với chú lần này do đồn công an nên mới khiến các nữ công nhân của nhà máy yên tâm đi làm. Nào, tôi mời mọi người một chén. Khanh Quang Vinh vừa ra trận làm Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ. Người của đồn công an chỉ có thể cầm chén lên. Nếu Khanh Quang Vinh mời mấy người vài chén thì sợ trận này chỉ có mình và Viên Trấn Dũng còn sống mà về. Nào, ăn thôi, Tiểu Triệu, đừng khách khí, về nhà coi như về nhà mẹ. Có gì cần nhà máy ủng hộ thì cứ nói với Lão Hùng. Khanh Quang Vinh nói làm Triệu Quốc Đống có chút hưng phấn. Lần này ngoài đến đây báo thù thì còn mục đích quan trọng hơn đấy là muốn đối phương thực hiện lời hứa. Có Khanh Quang Vinh ở đây thì hiệu quả tốt hơn nhiều. Khanh Thúc, chú cũng biết tình trạng đồn công an đó. Tuy là cơ quan trực thuộc công an huyện nhưng căn bản không rót kinh phí xuống bao nhiêu. Mà đảng ủy khu Giang Miếu lại không có nguồn thu, cho nên đồn công an chỉ có thể mặt dày đi quyên góp, toàn bộ dựa vào các cơ quan trong khu vực ủng hộ. Năm nay cháu tới thì đúng là không khác gì tay trắng. Chiếc xe Jeep của đồn đã quá cũ và chạy hơn 10 năm. Cháu muốn đổi sang một xe con cho nên mong Khanh Thúc và Bí Thư Hùng ủng hộ. Triệu Quốc Đống nói rất thành khẩn nhưng không mất khí độ của hắn. Ừ, nhân quý, năm ngoái nhà máy ủng hộ đồn công an bao nhiêu? Khanh Quang Vinh nói. 10.000, trước đó tôi đã nói nếu đồn công an có thể giải quyết việc kia thì chúng ta sẽ ủng hộ 20.000. Hùng nhân quý nói. Ồ, 20.000 ư, ít quá. Như vậy đi, đồn công an làm nhà máy chúng ta được xả giận, chúng ta cũng không nên quá keo kiệt. Ủng hộ đồn công an 30.000 đi, anh đưa ra trong hội nghị đảng ủy. Khanh Quang Vinh vỗ bàn nói. Tiểu Triệu, bây giờ nhà máy cũng có chút khó khăn nên tạm thời chỉ được từng đó. Nếu cuối năm mà đồn công an có khó khăn thì cháu tới tìm nhân quý và chú. Triệu Quốc Đống rất vui vẻ. Khanh Quang Vinh nếu tỏ thái độ thì việc này đã xong, hơn nữa cuối năm còn có thể đến xin tiếp. Khanh Thúc, cháu thay mặt đồn công an Giang Miếu cảm ơn chú và Bí Thư Hùng đã ủng hộ chúng cháu. Về sau đồn công an sẽ càng làm tốt công việc để đáp lại. Triệu Quốc Đống đứng lên giơ chén mà nói. Cháu xin cạn chén này để cảm ơn nhà máy. Không khí sau đó rất sôi nổi. Chuyện đã xong thì Triệu Quốc Đống không hề băn khoăn nữa, ai mời thì hắn cũng không từ chối. Khanh Quang Vinh cũng uống với Triệu Quốc Đống hai chén rồi nói. Tiểu Triệu. Cháu rất quen với thị trưởng Thái. Quyển 2, chương 6, uy tín. Triệu Quốc Đống đang gắp miếng thịt nghe vậy thì ngẩn ra rồi cười nói. Chú nói là Thái ca. Cũng được ạ, cháu đã ngồi ăn với Thái ca vài lần. Ha ha, lần trước khi chú tham gia hội nghị công nghiệp thành phố thì vừa vặn gặp thị trưởng Thái nhắc tới cháu. Xem ra thị trưởng Thái rất coi trọng cháu. Khanh Thúc nói gì thế, đây là Thái ca trêu mà thôi. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ bảo sao Khanh Quang Vinh đến đây uống rượu, thì ra là như vậy. Ha ha, có thể được thị trưởng Thái chú ý là rất hiếm. Khanh Quang Vinh vẫn có chút khó hiểu sao phó thị trưởng An Đô lại biết một cảnh sát. Sợ là trưởng phòng công an Giang Khẩu cũng không được Thái Chánh Dương này chú ý tới. Khanh Quang Vinh đã tìm hiểu thì biết Thái Chánh Dương không phải người An Đô, trước đó là bí thư huyện ủy huyện Hoa Dương, trước đó làm ở ban tổ chức cán bộ thị ủy An Đô. Cũng chưa từng công tác ở Giang Khẩu, cũng không nghe nói có họ hàng gì với Triệu gia. Nếu không nhà họ Triệu cũng không phải ở mãi nhà máy dệt. Nhưng Thái Chánh Dương lại nhắc tới Triệu Quốc Đống làm Khanh Quang Vinh chú ý. Vì thế y cũng muốn nhân cơ hội mà thử hỏi Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống lại không lộ gì cả. Chẳng qua nghe cách gọi thì quan hệ với Thái Chánh Dương không kém. Có thể thường xuyên ngồi ăn với nhau thì sợ là trưởng phòng công an Giang Khẩu cũng không có bản lĩnh này. Khi nào Khanh Thúc rảnh thì cháu mời Thái ca, để Thái ca tới nếm thử món ăn thôn quê. Triệu Quốc Đống thấy được ý của Khanh Quang Vinh. Vừa nãy đối phương đã nói ủng hộ 30.000 như vậy coi như giải quyết được hơn phân nửa tiền mua xe ô tô. Hắn không tiện giấu đối phương, dù sao chỉ là ăn một bữa thôi mà. Được, chú lúc nào cũng rảnh, cháu cứ gọi cho chú. Khanh Quang Vinh vui vẻ nói, y mặc dù giỏi khống chế nhưng vẫn không giấu được vẻ vui mừng ở trong lòng. Vâng. Không vấn đề gì ạ, cháu hẹn xong sẽ gọi cho chú. Triệu Quốc Đống thấy được tia vui mừng trong mắt đối phương thì nghĩ có phải mình nói ra sớm quá không? Không chừng kéo một chút thì sẽ thêm được tầm 10.000 nữa. Chẳng qua đã nói rồi thì sao có thể đổi được. Trên bàn rượu vẫn không ngừng chúc nhau, nhưng mấy người kia đều đang chú ý đến Triệu Quốc Đống và Khanh Quang Vinh. Hai người nói chuyện tuy nhỏ nhưng Hùng Nhân Quý ngồi bên có thể mơ hồ nghe được vài câu. Cái gì mà thị trưởng Thái? Cái gì mà hẹn,
điều này làm Hùng Nhân Quý càng sợ hơn. Nhìn thái độ của Khanh Quang Vinh đối với Triệu Quốc Đống giống bạn bè lâu năm mà. Từ Xuân Nhạn nhìn Triệu Quốc Đống với vẻ vừa sợ vừa kính phục. Khanh Quang Vinh là người như thế nào? Đây là vua của nhà máy dệt. Dù là mấy người Hùng Nhân Quý, Cổ Chí Thường, Đinh Đại Tường cũng phải cúi đầu. Vậy mà Triệu Quốc Đống lại nói chuyện vui vẻ như vậy, hơn nữa Khanh Quang Vinh thậm chí còn có vẻ muốn nhờ vả. Điều này làm Từ Xuân Nhạn liên hệ Triệu Quốc Đống bây giờ với chàng trai hôm trước. Có lẽ chuyện của em gái mình có thể nhờ cậu ta. Trong lòng Từ Xuân Nhạn đột nhiên dấy lên một tia hy vọng. Viên Chấn Dũng ngồi đằng trước lái xe, chiếc xe Jeep chạy trên đường phát ra tiếng to như sấm. Triệu Quốc Đống ngồi ghế bên, hơi men không ngừng bốc lên. Vừa nãy khi Từ Xuân Nhạn đưa hắn ra xe, nhân lúc không ai chú ý thì Triệu Quốc Đống đã cố ý cả vào vú đối phương làm cho Từ Xuân Nhạn trừng mắt nhìn đầy oán trách. Trong lòng hắn không khỏi nóng lên. Viên ca lái xe rất ổn. Triệu Quốc Đống ươn ươn người rồi nói. Chị dâu làm việc ở đâu vậy? Bệnh viện huyện. Viên Chấn Dũng khi uống rượu cũng không nói nhiều, điều này làm Triệu Quốc Đống khá hài lòng. Một cơ quan tốt, chị làm bác sĩ hay y tá vậy? Y tá, cơ quan tốt gì chứ, chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi. Viên Chấn Dũng cười nói, y rất hài lòng về vợ mình. Ha ha, y tá sẽ chăm sóc tốt cho anh. Triệu Quốc Đống cười nói. Gió từ khe hở tiến vào vù vù, Triệu Quốc Đống nói. Vụ án này đã giúp chúng ta giải quyết vấn đề lớn, thu hoạch không ít. Đồn dự định mua một xe cảnh sát Trường An, ngoài ra còn định trang bị cho mỗi cảnh sát một máy nhắn tin. Hả? Ba người ngồi sau đều kêu lên. Máy nhắn tin là đồ đắt tiền, bây giờ nhiều cán bộ tầm trung ở trên công an huyện còn chưa được trang bị. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm đám người Hạ Hồng Hải rất vui. Sếp Triệu, có hơi nổi không? Hạ Hồng Hải sau khi nôn thì cũng đã tỉnh hơn nhiều. Ừ, nhất định sẽ có người nói này nói kia nhưng không sao mà. Tôi sẽ báo cáo với sếp Loan và sếp Nghiêu. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Đây là những thứ cần thiết cho công việc, không phải chế độ phúc lợi. Bọn họ dù muốn nói cũng không nói được gì. Nghe nói đồn công an nội thành và phòng trị an cũng muốn mua xe. La Minh Sơn nói một câu. Ừ, cho nên tôi muốn tranh thủ cùng báo cáo lên công an huyện với bọn họ, sau khi được phê duyệt thì lập tức lên sở công an lấy xe. Triệu Quốc Đống tự tin nói. Có xe mới thì mọi người ra ngoài phá án cũng có tinh thần hơn. Trần Quốc Cương nhìn Triệu Quốc Đống đầy hâm mộ. Người này chỉ hơn mình có 2 tuổi mà được chủ trì công việc đồn công an Giang Miếu, hơn nữa chỉ trong 1 tháng đã tạo thanh thế lớn như vậy. Bảo sao khi mình từ cục công an xuống có người nói Triệu Quốc Đống không đơn giản, tương lai rất lớn. Mọi người cũng nhau làm tốt công việc, đến cuối năm tôi còn định tới đảng ủy khu tranh thủ chút chính sách, để đảng ủy khu cấp tiền thưởng cho chúng ta nhiều hơn. Chúng ta ở nông thôn thì phải được thưởng nhiều mới được, nếu không ai muốn xuống xã chứ. Sếp Triệu, anh nói đúng suy nghĩ trong lòng chúng tôi. Dựa vào điều gì mà chế độ đãi ngộ ở đồn công an nội thành và chỗ chúng ta khác nhau? Bọn họ bước một bước là có thể về nhà. Chúng ta đi xe gần tiếng mới có thể về nhà, tiền xe còn phải tự trả. Hạ Hồng Hải rất buồn bực mà nói. Ừ, khác nhau giữa xã và nội thành không phải trong thời gian ngắn xóa được, chúng ta chỉ có thể cố gắng giải quyết chuyện của mình mà thôi. Triệu Quốc Đống thở ra một hơi rượu mà nói. Muốn để con ngựa chạy thì phải cho nó ăn no cỏ. Yên tâm, tôi không để mọi người vất vả vô ích. Triệu Quốc Đống nói làm mọi người trên xe cảm động. Ai cũng cảm thấy Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, đồng thời còn biết lo cho người khác. Bảo sao Triệu Quốc Đống này có thể lên làm phó trưởng đồn. Ngay cả hai người La Minh Sơn và Hạ Hồng Hải đều cảm thấy Triệu Quốc Đống bây giờ mới thật sự như trưởng đồn. Quyển 2, chương 7, Người yêu. Xe Jeep đưa mọi người về đồn. Triệu Quốc Đống thấy mình hơi nhiều hơi rượu nên bảo Bỉ Chí Kiên lái xe đưa mình về nhà. Triệu Quốc Đống về nhà đổi quần áo mà thấy hơi buồn chán. Hắn nhớ hôm nay là thứ 6, câu lạc bộ nhảy của nhà máy có mở cửa. Hắn đang chuẩn bị đi xem thì thấy Phòng Tử Toàn tìm tới. Ồ, hôm nay mặc đẹp trai quá nhỉ. Phòng Tử Toàn mặc bộ đồ mới, quần jean, giày da. Định đi đến sàn nhảy à? Ồ, Quốc Đống, hôm nay ông uống rượu à? Phòng Tử Toàn vừa nhìn thì biết hôm nay Triệu Quốc Đống uống không ít. Biết sao được, đấu rượu với Hùng Nhân Quý, hơn nữa Khanh Quang Vinh cũng tới nên phải uống tới cùng. Triệu Quốc Đống khát nên cầm cả ấm nước mà ngửa cổ uống. Hả, Hùng Nhân Quý,
Khanh Quang Vinh. Phòng Tử Toàn lắp bắp nhắc lại rồi tỉnh ra mà nói. Ồ, là đồn công an ông phá được hai vụ án lưu manh sàm sỡ nữ công nhân hả? Ừ, không nói linh tinh nữa. Đi sàn nhảy thôi, hôm nay tôi muốn tìm người nhảy. Triệu Quốc Đống nói. Sàn nhảy vẫn náo nhiệt như trước. Triệu Quốc Đống đi vào thì mới thấy thân phận của mình bây giờ không thích hợp xuất hiện ở đây. Mặc dù hầu hết nữ công nhân không nhận ra hắn, nhưng nhiều con cái nhà máy biết thân phận của hắn. Ánh mắt mọi người nhìn hắn có chút kỳ quái, cũng có nhiều người bàn tán. Xem ra tôi không đến đây được nữa rồi. Triệu Quốc Đống có chút nuối tiếc chui vào một góc nhưng vẫn có người nhìn tới. Ai nói không được, nhà máy ta có không ít người làm ăn ở Giang Miếu, sự tích của ông đã sớm truyền khắp nhà máy. Phòng Tử Toàn có chút đắc ý mà nói. Ngay cả bọn tôi cũng thơm lây. Vậy sau này tôi sao làm ăn gì được ở nhà máy này? Triệu Quốc Đống nói. Làm ăn, Quốc Đống, ông định làm gì ở nhà máy? Muốn gái thì tôi dám nói chỉ cần ông thả ra thì cửa nhà ông chắc bị tranh nhau đến vỡ ra, sợ ông không dám thôi. Phòng Tử Toàn trêu chọc. Ông đừng nói tôi thành kẻ háo sắc như vậy chứ. Tôi đến bây giờ còn chưa cầm tay Khổng Nguyệt đó. Triệu Quốc Đống mượn men rượu mà nói dối. Đúng, chuyện của ông và Khổng Nguyệt là như thế nào? Đến mức nào rồi? Phòng Tử Toàn rất chú ý tới việc này. Sao Tết mà không thấy ông và Khổng Nguyệt ở bên nhau? Không biết. Tôi cũng không biết quan hệ của mình và cô ấy là như thế nào. Triệu Quốc Đống nói tránh đi. Bây giờ quan hệ của hắn và Khổng Nguyệt không nóng cũng không lạnh. Nhất là sau Tết càng thêm xa cách, Triệu Quốc Đống phát hiện mình đã nghĩ ra, càng theo mạnh thì Khổng Nguyệt càng cẩn thận. Nếu hắn tỉnh táo một chút có lẽ còn có hiệu quả. Khổng Nguyệt tới kia, chỉ có mình cô ấy. Mắt Phòng Tử Toàn rất tinh, vừa nói vừa vẫy vẫy Khổng Nguyệt. Khổng Nguyệt cũng phát hiện ra hai người liền đi tới. Khổng Nguyệt, nhảy một điệu chứ. Triệu Quốc Đống không hề do dự đưa tay cầm tay Khổng Nguyệt. Bị Triệu Quốc Đống kéo đi, Khổng Nguyệt đi theo Triệu Quốc Đống mà nhảy. Hai người đã lâu không tiếp xúc gần như vậy, có lẽ sau chuyện lần đó thì hai người vào giai đoạn chiến tranh lạnh. Triệu Quốc Đống cố không đi tìm Khổng Nguyệt, Khổng Nguyệt cũng cố giữ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống hôm nay uống nhiều nên bắt đầu làm loạn, điều này làm Khổng Nguyệt có chút khẩn trương và lo lắng. Khổng Nguyệt có thể ngửi ra mùi rượu từ người Triệu Quốc Đống truyền tới, mà tay của hắn sau lưng cũng đang vuốt ve cơ thể cô, từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Nhất là nó còn dừng ở chỗ dây áo lót của cô, thi thoảng còn khẽ kéo nó lên qua chiếc áo nghe tách một tiếng. Trò này giống như hồi còn học cấp 2 Triệu Quốc Đống đã trêu cô, điều này làm Khổng Nguyệt rất xấu hổ. Chân khẽ di chuyển đến nơi tối, đây là thiên đường của các đôi yêu nhau. Hơn 10 đôi yêu nhau đang dựa sát vào nhau, bước theo điệu nhảy. Triệu Quốc Đống thậm chí có thể thấy có người đưa tay vào áo bạn gái, chẳng qua cũng làm khá kín đáo. Khổng Nguyệt không nhịn được không khí này muốn rời đi nhưng hai tay của Triệu Quốc Đống đã khống chế được tiết tấu điệu nhảy. Không khí mập mờ xung quanh như thuốc mê tiến vào tim Khổng Nguyệt, bàn tay phải đáng ghét của Triệu Quốc Đống cũng hoạt động làm cho Khổng Nguyệt nóng lên. Hai cơ thể cũng dán vào nhau gần hơn, ở đây khá tốt nên không ai chú ý anh là ai. Mọi người đều đặt sự chú ý vào đối tượng của mình. Điệu nhạc này khá dài mà du dương, đây chính là thứ thuốc kích thích đối với các đôi yêu nhau. Khổng Nguyệt không biết từ lúc nào đã dựa đầu lên vai Khổng Nguyệt. Có lẽ mùi rượu đã làm cô say làm cho lý trí của cô mơ hồ. Tay trái đang giữ tay phải của Triệu Quốc Đống không biết từ lúc nào đã được cô đưa lên cổ hắn. Mà Triệu Quốc Đống cũng đã đặt tay lên eo cô. Bước chậm là điệu nhảy mà đôi yêu nhau thích nhất, ôm bạn gái nhảy và cho hai cơ thể tiếp xúc nhau, tiếng nhạc du dương làm các đôi khó có thể kiềm chế. Khổng Nguyệt dựa vào lòng Triệu Quốc Đống, Khổng Nguyệt có thể cảm nhận vú cô cả cạ vào ngực làm hắn rất thích thú. Nếu không phải do hoàn cảnh ở đây thì Triệu Quốc Đống đã hôn lên tai Khổng Nguyệt. Điệu nhạc kết thúc, các đôi nam nữ về chỗ cũ. Khổng Nguyệt không nhịn được vỗ vỗ mặt mình một chút, mình vừa nãy sao vậy, sao lại không biết xấu hổ ôm lấy hắn như thế, không biết có ai thấy không. Triệu Quốc Đống cảm thấy trong phòng khá oi. Trời tháng 3 mặc dù hơi lạnh nhưng sàn nhảy nhiều người nên khiến nhiệt độ không thấp. Khổng Nguyệt, hay chúng ta ra ngoài đi dạo một chút? Mặc dù là hỏi ý nhưng Triệu Quốc Đống không cho Khổng Nguyệt trả lời mà trực tiếp đi ra. Khổng Nguyệt do dự một chút rồi cuối cùng vẫn đi theo hắn. Vừa ra ngoài, một cơn gió đêm thổi tới làm chút lửa dục trong lòng Triệu Quốc Đống giảm đi. Nhìn Khổng Nguyệt lặng lẽ đi sau lưng mình, Triệu Quốc Đống cũng không nói gì.
hắn đi vào một con đường nhỏ vắng vẻ, sau đó hắn cầm tay dắt Khổng Nguyệt đi. Khổng Nguyệt hoảng hốt vội vàng dẫy nhưng không được, cô nhìn quanh thấy không có ai, bóng tôi làm cô sợ nhưng cuối cùng phải để mặc Triệu Quốc Đống cầm tay cô đi tới. Quyển 2, chương 8, lại bị phá đám. Mùi không khí tươi mát làm người ta thoải mái, cũng khiến lửa dục vốn nguội đi của Triệu Quốc Đống lại nóng lên. Khổng Nguyệt nghe theo làm cho hắn càng thêm phóng túng. Lâu như vậy ư, tại sao? Một câu hỏi không đầu không cuối nhưng có người nghe hiểu. Tự hiểu mà. Khổng Nguyệt lẩm bẩm một tiếng. Ồ, không hiểu. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, chẳng lẽ đối phương biết chuyện của mình và Đường Cẩn? Không thể nào, ngoài Đức Sơn ra thì nhà máy không ai biết mình đã có bạn gái. Dù là đám phòng tử toàn cũng chỉ mơ hồ nghe nói. Chẳng qua hắn không nhận. Hừ, không rõ, anh không sợ người ta hiểu lầm ư. Trong mắt Triệu Quốc Đống lộ rõ vẻ ghen. Khổng Nguyệt biết ghen ư. Triệu Quốc Đống rất mẫn cảm nhìn ra. Hàn Đông, đây chính là câu trả lời cho tại sao hôm nay cô đến đây một mình. Em nói Hàn Đông ư. Ha ha, hình như không thể đâu. Triệu Quốc Đống cười nói, không phải không có khả năng mà là bây giờ không có. Hàn Đông rất thông minh và biết cách tự bảo vệ mình. Hừ, miệng nói khác lòng. Sao lại nói như vậy? Cô ấy không phải bạn tốt của em sao? Có đôi khi tới tìm anh cũng là bình thường. Thanh niên có nhiều bạn cũng không xấu mà. Triệu Quốc Đống rất thản nhiên nói. Mà em hình như chưa từng tới đồn công an tìm anh. Khổng Nguyệt xoay đầu sang bên, chiếc khăn trên cổ bay trong gió. Ánh đèn lờ mờ phía xa xa khiến hai người đứng ở đây thấy an toàn. Triệu Quốc Đống tiến lên, Khổng Nguyệt đã bị kéo vào lòng hắn, một tay vuốt ve lưng cô. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào mắt cô mà nói. Cái đầu bé như vậy mà nghĩ nhiều quá đó. Có lẽ không nhìn được ánh mắt của Triệu Quốc Đống, Khổng Nguyệt nhắm mắt lại, mà đây lại là ám chỉ để Triệu Quốc Đống tiến lên. Triệu Quốc Đống dịu dàng mà mạnh mẽ mở răng cô ra, hắn nhẹ nhàng nhấm nháp chiến lợi phẩm. Khổng Nguyệt khẽ run lên làm Triệu Quốc Đống cảm thấy rất tự hào. Đây là nơi chưa ai chinh phục ngoài mình. Gió lạnh đầu xuân làm Khổng Nguyệt vô thức chui vào trong áo khoác ngoài của Triệu Quốc Đống. Bên trong Triệu Quốc Đống chỉ mặc áo phông mà thôi. Bây giờ cô gái xinh nhất nhà máy chui vào lòng, tâm trạng phức tạp làm cô không khống chế được cơ thể và không biết nên làm như thế nào. Triệu Quốc Đống không cho Khổng Nguyệt bao thời gian suy nghĩ. Tình cảm nếu dùng lý trí mà suy xét tức là không có tình cảm. Triệu Quốc Đống luôn xác định như vậy. Khổng Nguyệt thở hổn hển cùng với khuôn mặt nóng lên đã thiêu đốt ngọn lửa của Triệu Quốc Đống, hai tay hắn vô thức vuốt ve. Bên dưới áo lông là chiếc áo trong, bên dưới là chiếc quần jean. Triệu Quốc Đống cố sức kéo áo ngoài ra, hai tay lúc này mới cảm nhận được cơ thể thanh xuân đầy sức sống của cô. Khổng Nguyệt nhận ra ý đồ của Triệu Quốc Đống mà khẽ giãy giụa nhưng sao có thể thoát được đôi tay quái ác của hắn. Áo lót đã bị hắn cởi móc, bộ ngực bị bao lập tức hở ra. Chuyện sau đó đến rất tự nhiên, dù cho Khổng Nguyệt cố giãy giụa như thế nào thì hai tay Triệu Quốc Đống đã rất thành thạo nắm được hai bên vú đầy đặn của cô. Triệu Quốc Đống thích người đẹp, càng thích cơ thể gái đẹp. Theo hắn thấy người đàn ông nào chẳng thích cái đẹp như mình. Mà cơ thể con người chính là tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất. Vú Khổng Nguyệt rất đẹp, hơn nữa còn đầy đặn. Mặc dù không to như Đường Cẩn hoặc Cổ Tiểu Âu, cũng không thể so với Từ Xuân Nhạn nhưng hơn ở chỗ rất trơn mát, núm vú cao vút, cầm vào rất thích. Tách một tiếng khiến hai người đang mê dại lập tức tỉnh lại. Nhạy cảm nghề nghiệp làm Triệu Quốc Đống kéo Khổng Nguyệt ngồi xổm xuống. Sau đó hắn cẩn thận nhìn về phía phát ra âm thanh. Con đường này ít người qua lại, hầu hết chỉ đi sang mấy khu ruộng gần nhà máy mới đi qua. Nơi này đến tối thì có ai đi chứ? Mà phía trong bức tường kia là nhà máy, xưởng máy cách đó không xa. Theo Triệu Quốc Đống biết thì linh kiện cũ hầu hết đều để ngoài và được căng bạt che mưa những thứ còn có tác dụng. Nếu không có tác dụng gì thì cứ vứt ngay ngoài trời. Em chờ chút, anh ra xem. Triệu Quốc Đống rất to gan. Hắn vỗ vỗ vai Khổng Nguyệt rồi nói. Quốc Đống, đừng đi, em sợ. Khổng Nguyệt nói với giọng như muốn khóc, trời tối như vậy, Triệu Quốc Đống nếu đi mà cô xảy ra chuyện thì sao? Triệu Quốc Đống cũng hiểu mình đúng là không nghĩ ra, nếu để mình Khổng Nguyệt ở đây rồi xảy ra chuyện thì cả đời hắn sẽ rất ân hận. Hắn có chút nuối tiếc thở dài một tiếng, trực giác nói cho hắn biết người kia có lẽ đi trộm phế liệu của nhà máy. Ở đây nhà máy không trông ngặt mấy. Trong ngoài cấu kết ném ra vài thứ là rất dễ. Hai người liền đi về. Khổng Nguyệt cũng đã chỉnh lại áo bông của mình.
một lần nữa bị Triệu Quốc Đống sờ vú làm cô cảm thấy ngọt ngào và bớt giận hơn. Chẳng qua ngay cả cô cũng không biết quan hệ giữa mình và Triệu Quốc Đống là như thế nào. Bạn bè bình thường, không phải rồi, yêu nhau, hình như chưa tới bước đó. Nó khá kỳ diệu, trong lòng Khổng Nguyệt có chút lo lắng là mình không thể nắm được người đàn ông này. Mà nếu để cô trao tất cả cho hắn thì cô lại không cam tâm. Lúc này phòng Tử Toàn đang quanh quẩn trước cửa đợi Triệu Quốc Đống. Thấy hai người Triệu Quốc Đống và Khổng Nguyệt đi tới, phòng Tử Toàn cười cười thần bí làm Khổng Nguyệt xấu hổ. Cô chào hai người rồi vội vàng rời đi. Được rồi chứ ông. Phòng Tử Toàn nói mà mặt trông khá bị ổi. Ông hỏi gì? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Ha ha, được đó, Quốc Đống, ông coi như đã xử lý xong. Tôi vẫn lo thằng danh Khanh Liệt Bưu làm gì được Khổng Nguyệt thì nguy. Bây giờ thì yên tâm rồi. Trong mắt phòng Tử Toàn lộ ra một tia nuối tiếc. Đúng rồi, ông bây giờ đã bán cổ phiếu đi, tiền đó ông định làm gì? Triệu Quốc Đống nói. Sớm biết như vậy thì tôi dù bán máu cũng phải kiếm thêm vài ngàn. Chỉ vài tháng đã tăng nhiều như vậy, việc đó tìm đâu ra? Ông nói còn cơ hội như vậy nữa không? Nhắc đến cổ phiếu là mắt phòng Tử Toàn sáng rực lên. Bây giờ sợ rằng không có việc tốt như vậy, nửa năm nữa rồi tính tiếp. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Mẹ nó chứ, nghĩ đến kiếm tiền dễ như vậy thì tôi cũng chán việc bây giờ. Cả ngày làm mệt chết mà chỉ được có hơn 200 tệ một tháng, có nghĩa gì đâu. Phòng Tử Toàn thở dài một tiếng mà nói. Ông cũng không nên cần công việc này làm gì, bên ngoài có rất nhiều cơ hội. Sao cứ phải chịu khổ buộc mình ở đây? Triệu Quốc Đống nghĩ đến điều gì đó rồi nói. Tôi đề nghị ông ra ngoài đến Quảng Đông, Thượng Hải để mở rộng tầm mắt. Ông bảo tôi bỏ việc ư? Nếu thật sự làm như vậy thì phòng Tử Toàn có chút do dự. Ông lãi được hơn 40.000 tương đương ông vất vả làm hơn 10 năm ở nhà máy, chẳng lẽ không dám ra ngoài thử một lần? Triệu Quốc Đống rất buồn bực mà nói. Bây giờ làm gì chẳng kiếm được tiền, ông không đi thì sao biết được? Cũng đúng, tôi suy nghĩ một chút rồi bàn với nhà xem sao. Chẳng qua đến Quảng Đông Thượng Hải để tìm hiểu còn được, nếu muốn kiếm tiền thì có lẽ vẫn ở khu vực này mà thôi. Triệu Quốc Đống gật đầu, hắn muốn là để phòng Tử Toàn ra ngoài xem cho biết, cũng không phải bảo phòng Tử Toàn ra ngoài mà làm ăn. Với tình hình của phòng Tử Toàn bây giờ thì kỹ thuật không có, muốn kiếm ăn thì chỉ có thể tìm mấy cơ hội thật tốt. Quyển 2, chương 9, giấy lụa. Ừ, tôi nghe nói bên Thổ Lăng có một nhà máy gạch không kinh doanh nữa. Bên nhà giam số 2 của tỉnh đang muốn chọn làm điểm cải tạo lao động, chuẩn bị để bên ngoài nhận thầu, nếu ông dám thử thì tôi có thể làm trung gian cho. Triệu Quốc Đống nói, nhà máy gạch, tôi có lẽ là chưa từng tiếp xúc bao giờ. Hai mắt phòng Tử Toàn sáng lên phút chốc rồi lại u ám. Có ai biết tất cả từ nhỏ không? Thường xuyên giờ không phải đang xuôi chèo mát mái ở bãi cát sao? Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng. Chỉ cần kinh doanh hợp pháp thì không sợ làm tốt hay không tốt, vấn đề chủ yếu chỉ có một, đó là nguồn tiêu thụ. Tôi có thể liên hệ giúp ông một hai nơi nhưng sau này thì tự ông phải mở rộng thị trường. Phí nhận thầu phải nộp là bao nhiêu? Phòng Tử Toàn cắn răng hỏi. Cụ thể thì cũng không rõ ràng lắm nhưng ước chừng có thể là từ 30 đến 50 ngàn. Nhưng nếu nhà máy gạch kinh doanh tốt thì một năm kiếm 8 đến 100 ngàn cũng không có vấn đề lớn, khấu trừ đi phí nhận thầu thì cũng có thể đút túi vài chục ngàn. Triệu Quốc Đống lo nghĩ nói. Đây là một cơ hội nhảy rời khỏi nhà máy. Vốn tôi định để Đức Sơn đi thử một lần nhưng tính tình nó quá bộc chộp, còn phải cọ sát một thời gian nữa, không bằng ông đi thử xem. Đây cũng là một tin tức mà Triệu Quốc Đống mới nhận được, vốn nhà máy gạch này là điểm cải tạo lao động của nhà giam số 2 tỉnh nhưng ngày trước trong quá trình lao động đã để một phạm nhân chạy trốn. Bên quản lý trại giam tỉnh truy cứu trách nhiệm nên lãnh đạo trại giam bị ảnh hưởng. Vì thế không cho phép phạm nhân ra ngoài lao động nữa, do đó nhà máy gạch này bị bỏ hoang. Ở khu vực cũng có vài người muốn nhận thầu nhưng trại giam lại không quá tin tưởng nông dân bản địa, cho nên chuyện này cứ bỏ xuống như vậy. Sau một hồi trầm mặc, phòng Tử Toàn mới nói đầy dứt khoát. Được, lần này bất cứ giá nào thì ông đây cũng sẽ ra ngoài vật lộn một phen, cùng lắm thì chịu lỗ một lần, mai sau thằng này sẽ tự mình ra ngoài lăn lộn, Quốc Đống, nếu không thì ông cùng tới tham gia với tôi. Không có sự gia nhập của ông thì trong lòng tôi không nỡ. Ông tin tôi như vậy sao? Triệu Quốc Đống cười nhẹ một tiếng. Đến lúc đó rồi nói sau. Ừ, quyết định như vậy đi, lần này mà vượt qua thì chưa biết chừng tôi cũng có thể trở thành triệu phú, ha ha ha.
Phòng Tử Toàn nhe răng nhếch miệng nói, trong giây lát nhìn có chút dữ tợn. Hay, Tử Toàn, có đôi khi cơ hội là do chúng ta sáng tạo ra. Triệu Quốc Đống vỗ vai Phòng Tử Toàn bồm bộp. Tôi thấy năng suất nhà máy dệt hiện nay cũng không còn như vài năm trước, cứ theo đà này thì không đến vài năm nữa e là nhà máy sẽ đi vào ngõ cụt. Đâu có dễ như thế được, tốt xấu gì thì nhà máy của chúng ta cũng là một nhà máy lớn của thành phố Ando, chính quyền thành phố có thể bỏ mặc kệ được sao? Phòng Tử Toàn không cho là đúng. Hừ, chính quyền có thể trông nom tất cả mọi chuyện không? Thời đại đang thay đổi, chức năng của chính quyền cũng sẽ dần dần biến đổi, tất cả đều sẽ phát triển theo hướng thị trường làm chuẩn. Triệu Quốc Đống lắc lắc đầu, trong ngành công nghiệp nhẹ thì quốc thối dân tiến là một đại xu thế nhưng hiện giờ thì còn chưa rõ ràng. Tuy vậy theo sự mở cửa cải cách càng ngày càng lớn thì loại sản phẩm của kinh tế có kế hoạch này đã không còn thích ứng được với tình thế, đương nhiên bây giờ nói điều này thì còn hơi sớm. Không nói tới việc này nữa, cứ suy xét chuyện của mình là được. Triệu Quốc Đống biết có một số việc cần phải rèn sắt từ khi còn nóng, sáng sớm ngày hôm sau liền dẫn Thiết Bích Cầm đến thẳng nhà máy dệt. Mọi chuyện làm hết sức thuận lợi, sau một tiếng đã lấy được phiếu chi tiền mặt từ phòng tài vụ nhà máy, sau khi cảm ơn Hùng Quý Nhân xong Triệu Quốc Đống liền mừng khấp khởi quay về đồn công an. Bên Trấn Giang Miếu kia cũng đã đàm phán xong rồi, số tiền 20.000 bất cứ lúc nào cũng có thể có. Bên đại quan khẩu thì cũng đã kết nối xong với Lý Vĩnh Thiện và Tào Vận Toàn rồi, 15.000 là một con số mà xã đại quan khẩu cũng có thể chấp nhận, chỗ còn lại thì dành cho ba xã có kinh tế tương đối lạc hậu. Bên Thổ Lăng thì Triệu Quốc Đống tự tin không có vấn đề gì, nhiều thì không dám nói nhưng 8.000 đồng không phải là một vấn đề lớn, duy chỉ có Hắc Thạch và Bảo Long là hai xã mà hắn không nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao kinh tế hai xã này còn kém xa Giang Miếu và đại quan khẩu. Cũng may xã Hắc Thạch còn có chút giao tình nhưng bên xã Bảo Long thì lại chưa qua lại nhiều. Lô Tiểu Dũng, tới phòng làm việc của tôi ngay. Triệu Quốc Đống nghĩ một lúc rồi gọi Lô Tiểu Dũng bên nhóm dự bị có nhà ở xã Bảo Long tới. Sếp Triệu có chuyện gì vậy? Triệu Quốc Đống vừa nhậm mệnh thì cách xưng hô của đám dự bị cũng đổi từ Triệu Ca sang sếp Triệu. Ừ, bên Bảo Long kia tôi không quen thuộc mấy, cậu có quen Bí Thư Ngô và Chủ tịch Vưu hay không? Triệu Quốc Đống cũng không nói lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, tôi là người Bảo Long mà sếp Triệu, sao lại không quen chứ? Lô Tiểu Dũng là dự bị trẻ tuổi nhất nhưng cũng đã có vài năm phục vụ trong quân ngũ trở về. Ồ, vậy cậu giới thiệu về bọn họ một chút, cậu cũng biết giờ đồn đang muốn mua xe nên muốn tìm sự ủng hộ của các xã, chấn một chút. Triệu Quốc Đống biết ngay cả Hạ Hồng Hải vốn là cảnh sát nhân dân trú tại xã nhưng không có nhiều cơ hội giao tiếp với lãnh đạo chủ yếu trên xã, nhất là khi nói đến tiền mà không được lãnh đạo chủ yếu đảng, chính quyền tỏ thái độ thì đúng là mơ tưởng. Sếp Triệu, Chủ tịch Vưu là người mới lên, lại là nữ nên lời nói không quan trọng, còn Bí Thư Ngô mặc dù là người đại quan khẩu nhưng đã công tác mười mấy năm ở Bảo Long. Từ một chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình đến phó chủ tịch xã rồi lên đến chủ tịch xã. Bí thư đảng ủy, xã Bảo Long do một mình người này định đoạt. Lô Tiểu Dũng nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Ồ, ý cậu là muốn tiền thì chỉ cần một mình Bí thư Ngô nói là được sao? Triệu Quốc Đống biết thông thường trong một xã, trấn thì chủ tịch là người quản tài chính cùng các sự vụ hành chính bên trong, còn quyền nhân sự và các sự vụ trọng đại thì bí thư đảng ủy có quyền quyết định. Đúng thế, hiện giờ chủ tịch Vưu còn không dám bật Bí thư Ngô. Lô Tiểu Dũng mỉm cười thần bí. Chẳng qua nghe nói chủ tịch Vưu có người ở bên trên, chờ một hai năm nữa thì sẽ rất khó nói. Bên trên có người, đối với một nữ cán bộ mà nói thì bên trên có người mang hàm nghĩa phong phú, lăn lộn ở xã, trấn hơn nửa năm trời nên Triệu Quốc Đống đã không còn là chim non rời tổ nữa. Huống chi những hoạt cảnh cùng ẩn ngữ trong giấc mơ đã khiến tư tưởng của hắn sinh ra thay đổi rất lớn. Người phụ nữ Vưu Huệ Hương này nghe nói tuổi không lớn, mới hơn 30. Có thể leo lên chức chủ tịch xã cũng đủ khiến người khác nghĩ ngợi miên man, chẳng qua đây không phải là điều Triệu Quốc Đống muốn suy xét lúc này. Ít nói linh tinh đi, nói chính sự, tôi và Bí Thư Ngô không quen, nếu muốn hắn bán tí máu thì cậu thấy nên làm thế nào mới thích hợp. Triệu Quốc Đống cũng muốn xem có thể đi được con đường tắt nào không, muốn nhanh chóng tạo lập uy tín ở từng xã, chấn không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu có cơ hội thì phải xử lý giống như bên đại quan khẩu và Giang Miếu mới được. Triệu Quốc Đống cũng không để lời của Lô Tiểu Dũng trong lòng, một nữ cán bộ thì bao giờ cũng bị tin đồn quấn quanh, sau mỗi lần lên chức, sau khi đi bái phỏng các lãnh đạo đảng ủy, chính quyền các xã thì chủ tịch Vưu đều vắng mặt ở xã, đến bây giờ hắn cũng chưa từng thấy xung quanh xã trấn vị nữ chủ tịch này có thanh danh gì.
thích, tính cách Bí thư Ngô khá bảo thủ, cũng không có ham thích gì, không đánh bài, không hút thuốc lá, không uống rượu, không dễ tiếp xúc. Lô Tiểu Dũng gãi gãi đầu nói. Ồ, vậy người này không có sở thích nào sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày. Thực sự chưa từng nghe nói người này có ham thích gì, à, ngoại trừ chơi cờ. Lô Tiểu Dũng mỉm cười nói. Nếu để tính thì đây cũng coi là sở thích. Chơi cờ. Triệu Quốc Đống không biết nên khóc hay cười, mình tuy rằng cũng ham chơi cờ nhưng cũng không thể vì muốn đối phương ủng hộ tài chính cho đồn công an mà phải đi bồi tiếp đối phương mấy ván cờ đó chứ. Nếu mà có thể dùng thì mình cũng không ngại. Vâng, chẳng còn gì khác, chẳng qua dường như người này và Bí thư Long bên đại quan khẩu khá thân thiết. Lô Tiểu Dũng đột nhiên nhớ tới gì đó. Long Hoa Bình. Triệu Quốc Đống vui mừng, hiện nay quan hệ giữa mình với Long Hoa Bình khá tốt. Sau khi sự kiện Trịnh Nhị lại được giải quyết thì mỗi lần Triệu Quốc Đống tới đại quan khẩu đều tới văn phòng của hắn ngồi một chút, quan hệ giữa hai người cũng nhanh chóng trở nên thân quen. Triệu Quốc Đống nhanh chóng gọi điện thoại cho Long Hoa Bình, trước sau Tết âm lịch thứ đồ này đã bắt đầu trở thành cơn sốt của các lãnh đạo xã, trấn, đầu tiên là các bí thư, chủ tịch xã đều tìm kiếm điện thoại Panasonic đời mới nhất, sau đó đám phó cũng rất phối hợp tìm loại máy của Motorola. Long Hoa Bình nhanh chóng nghe điện thoại. Triệu Quốc Đống nói ý đồ của mình một cách ngắn gọn, Long Hoa Bình lập tức đáp ứng giúp Triệu Quốc Đống tạo quan hệ với Ngô Thiên Thành. Nghĩ tới chuyện này, Triệu Quốc Đống mới lại nhớ rằng mình đã hứa hẹn với Khanh Quang Vinh nên liền gọi điện thoại cho Thái Chính Dương. Quyển 2, chương 10, thị trưởng. Khi Triệu Quốc Đống gọi điện thoại đến thì Thái Chính Dương đang sửa sang quần áo ngồi nghe hai lãnh đạo cục giao thông tới báo cáo đầu năm về tổng kết kế hoạch kiến thiết giao thông thành phố An Đô cùng với quy mô đại khái lượng vốn cần đầu tư. Trong khoảng thời gian này tâm trạng của Thái Chính Dương rất tốt, trên hội nghị đại hội đại biểu nhân dân được tổ chức thường xuyên đầu năm, theo như lời đồn thì trợ lý thị trưởng trở thành phó thị trưởng, thay đổi bất ngờ này khiến hắn vui sướng ngất ngây. Tuy rằng tự tin rằng sang năm mình có thể từ trợ lý thị trưởng trở thành phó thị trưởng, nhưng dù sao cũng cần có thời gian một năm nữa, mà thời gian này cực kỳ trọng yếu đối với việc leo lên vị trí này của hắn. Lúc trước hắn vẫn không biết vì sao vị trí của mình đột nhiên phát sinh biến hóa, mà ngay cả Liễu Đạo Nguyên cũng không rõ nguyên do bên trong. Trước đó không lâu trong một dịp ngẫu nhiên, khi lãnh đạo chủ yếu trên tỉnh phát biểu trong hội nghị công tác kinh tế toàn tỉnh, đề xuất phân công lãnh đạo xí nghiệp công nghiệp và tài chính cần phải điều tra nhiều, học tập nhiều, phân tích nhiều, nghiên cứu nhiều, phải phân tích rõ được các vấn đề còn tồn tại trong sự phát triển kinh tế, cũng căn cứ tình hình thực tế các nơi để đề xuất các ý kiến giải quyết thiết thực, khả thi. Trong lời phát biểu lãnh đạo tỉnh còn chỉ đích danh mình để khen ngợi. Lúc đó Thái Chính Dương mới loáng thoáng biết được toàn cục câu chuyện trọng đó. Trong dịp Tết âm lịch hắn có viết một bài kinh tế hiện nay tồn tại hiện tượng đầu tư mù quáng và kinh tế quá nóng cùng một bài khác cảnh giác thể chế lĩnh vực tài chính xuất hiện vấn đề mới, cả hai bài được chia ra đăng tải trên Nhật báo Kinh tế và Thời báo Tài chính. Hai bài này đều nhận được sự chú ý của lãnh đạo quốc gia chủ quản kinh tế, còn phái một tổ điều tra đi tới các nơi trước để tiến hành điều tra nghiên cứu. Hai bài báo này đều là nhờ có Triệu Quốc Đống gợi ý nên Thái Chính Dương mới thu thập được tài liệu mang tính tiêu điểm để viết thành, số liệu và tài liệu liệt kê tuy rằng không nhất định chính xác hoàn toàn, nhưng nếu nhìn giới hạn lại hay nhìn thoáng qua thì một bí thư huyện ủy có thể có khứu giác chính trị nhạy cảm và sáng suốt như thế thì khó trách lãnh đạo quốc gia hữu quan khen ngợi. Vì thế trợ lý thị trưởng vốn được xác định trở thành phó thị trưởng để trợ giúp thị trưởng nắm giữ một vài công tác chuyên biệt thì nay biến thành phân công quản lý công nghiệp. Công tác giao thông, sự chênh lệch này có thể thấy rõ ràng. Thái Chính Dương rất cảm kích Triệu Quốc Đống và càng lúc càng thấy hứng thú với tên này. Hắn càng ngày càng cảm thấy Triệu Quốc Đống nhún mình làm một phó trưởng đồn công an thật sự là quá khó tin, mà cái vị trí này lại cũng mới được đề bạt chưa đầy 2 tháng. Triệu Quốc Đống điện thoại đến vừa khéo để Thái Chính Dương có cơ hội bỏ dở báo cáo lãnh đạo cục giao thông. Chờ đã. Sau khi nghe thấy giọng của Triệu Quốc Đống, Thái Chính Dương đứng lên nói. Như vậy đi, lão Đường, 2 ngày nữa tôi sẽ đến chỗ các anh tiến hành điều tra nghiên cứu, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng tham khảo kế hoạch kiến thiết giao thông thành phố An Đô năm nay. Bí thư thị ủy và thị trưởng Nguyên Thịnh rất chú ý tới việc kiến thiết giao thông của thành phố chúng ta, tôi hy vọng các anh có thể nhanh chóng đưa ra được một kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ và khả thi. Vâng, đại khái thì khi nào phó thị trưởng Thái đến cục giao thông chúng tôi điều tra nghiên cứu? Đường Hiên Đình. Cục trưởng Cục Giao thông thành phố An Đô nghe thấy vị phó thị trưởng mới nhậm chức này có vẻ không hài lòng về bài báo cáo của mình thì trong lòng có phần khẩn trương. Nghe nói vị phó thị trưởng mới này được lãnh đạo cao tầng coi trọng, lần đầu tiên tới báo cáo không đạt được mục đích như mong muốn,
xem ra cửa ải đầu tiên này khó mà qua rồi. Tôi sẽ bảo trưởng ban thư ký Trần thông chi cho các anh trước. Thái Chính Dương gật gật đầu. Bước ra ngoài cửa văn phòng Thái Chính Dương, Đường Hiên Đình liền nói với Lão Hà trợ thủ của mình. Lão Hà, chúng ta phải về họp ngay lập tức, xem ra Phó Thị trưởng Thái không hài lòng lắm về bản quy hoạch năm nay của Cục Giao thông chúng ta phải cân nhắc mấy lời Phó Thị trưởng Thái vừa mới nói, tranh thủ đưa ra phương án sửa chữa nhanh chóng. Ừ, vị Phó Thị trưởng Thái này không phải là người dễ lừa gạt, kiến thiết giao thông huyện Hoa Dương trong 2 năm nay đã dẫn trước các huyện khác khá xa. Lúc ấy vị phó thị trưởng Thái này cũng là người tích cực thúc đẩy. Cục giao thông chúng ta phải tổ chức hội nghị ngay tại Hoa Dương, giờ dường như vị phó thị trưởng Thái này muốn chúng ta đem sức mạnh của Hoa Dương tới thành phố, sắp tới chúng ta lại bận rộn rồi. Phó cục trưởng cục giao thông chủ quản kiến thiết nghiệp vụ Hà Tùng Bách cũng đã làm giao thông nhiều năm nên cũng không xa lạ Thái Chính Dương. Vậy cũng tốt, chỉ cần thành phố có thể xuất đủ tài chính là được, chúng ta đương nhiên sẵn lòng làm nhanh chóng. Có ai mà không muốn giao thông an đô của chúng ta nên một nấc thang mới chứ? Đường Hiên Đình nói. Xếp đường, Thái Chính Dương rất tinh, nếu trông cậy vào thành phố trích máu thì bên thị trưởng Nguyên Thịnh và phó thị trưởng Kiều Ba sẽ không thông qua đâu. Hà Tùng Bách lắc lắc đầu. Chắc chắn hắn có ý khác. Hoàng Nguyên Thịnh là thị trưởng thành phố an đô, còn Kiều Ba là phó thị trưởng thường trực. Thị trưởng quản lý toàn diện, phó thị trưởng thường trực quản lý tài chính và những chuyện liên quan tới tài chính. Tài chính thành phố An Đô cũng không dư giả gì cho nên Hà Tùng Bách mới nói là không thông qua được hai người Hoàng, Kiều. Thái Chính Dương tiễn hai người đường, Hà xong thì mới tiếp cuộc điện thoại của Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, rốt cuộc cậu cũng chịu gọi điện thoại cho tôi. Ha ha, Thái ca, không phải anh mới lên phó thị trưởng thì rất bận sao? Sao em dám quấy rầy anh được? Triệu Quốc Đống cười nói trong điện thoại. Sau vài lần tiếp xúc, Triệu Quốc Đống phát hiện mấy chiến hữu của Lưu Triệu Quốc đều rất cởi mở, ngay thẳng, ít nhất là hắn cảm giác được như vậy. Ngay cả mấy lão già như Hùng Chính Lâm cũng thỉnh thoảng nói mấy lời hài hước khiến Triệu Quốc Đống thay đổi hẳn cách nhìn. Ngay cả mấy người đó cũng dần dần không để ý tới sự chênh lệch địa vị và tuổi tác của bọn họ với Triệu Quốc Đống nữa mà để Triệu Quốc Đống gia nhập vào đám người này, nhất là Thái Chính Dương thì lại càng liên tục tán thưởng Triệu Quốc Đống. Hừ, vậy giờ cậu không sợ quấy rầy tôi sao? Thái Chính Dương cười mắng. Đang ở Giang Miếu hay thành phố thế? Đang ở đồn, sao, có phải Thái ca muốn mời em đi ăn cơm hả? Triệu Quốc Đống nói với vẻ cợt nhả. Cấp bậc em kém quá nên không đi đâu, giờ anh đã là phó thị trưởng rồi chứ không còn là bí thư huyện ủy nữa. Bỏ đi, bớt mồm mép với tôi đi, thực sự muốn mời cậu dùng cơm nhưng sợ cậu lại ra sức khước từ. Thái Chính Dương thấy thư ký đi vào liền ra hiệu bảo chờ một chút. Cậu mà không có việc gì thì sẽ không gọi điện thoại cho tôi, nói đi, chuyện gì? Ha ha, vẫn là Thái ca hiểu em, biết con người của tôi theo chủ nghĩa công lợi công danh và lợi lộc. Triệu Quốc Đống cười đáp. Có một chuyện phải phiền Triệu ca, anh chắc biết thành phố An Đô có một nhà máy dệt, nhờ phúc của anh nên năm nay nhà máy dệt ủng hộ đồn công an em 30.000, xem ra chúng ta có hy vọng đổi xe con rồi. Ừ, thiếu tiền sao? Có muốn tôi gọi điện thoại cho bên Giang Khẩu không? Biết rõ mình vừa mới lên chức nên gọi cuộc điện thoại này thì không thích hợp cho lắm nhưng Thái Chính Dương vẫn phải nói ra. Đừng, đừng, tiền thì em có thể gom góp, chỉ có điều giám đốc Khanh của nhà máy dệt có nhắc tới anh với em thì giả bộ rất quen thuộc với anh. Ai biết Khanh Quang Vinh kia lại như con lừa xuống núi kéo em lên, em cũng đành kiên trì đáp ứng giúp hắn hẹn anh cùng ăn một bữa cơm, Thái ca, ý anh thế nào? Triệu Quốc Đống trơ mặt nói. Thằng danh này... Đã đáp ứng người khác rồi thì giờ còn hỏi tôi cái gì? Thái Chính Dương cười, ăn một bữa cơm cũng chẳng tính là cái gì, huống chi nhà máy dệt An Đô cũng thuộc phạm vi mình quản lý. Chẳng qua sắp tới tôi không có thời gian. Không sao cả, chỉ cần Thái ca đáp ứng là tốt rồi, khi nào anh có thời gian thì đi. Triệu Quốc Đống đồng ý. Ừ, được rồi, khi nào có thời gian tôi mời cậu ăn cơm được không? Thái Chính Dương cười trêu ghẹo qua điện thoại. Ha ha, Thái ca mà mời thì em sao dám không đến chứ? Bất cứ lúc nào em cũng chờ Thái ca gọi. Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Triệu Quốc Đống. Thằng danh này miệng trơn như mỡ, được rồi, tôi còn có việc, khi nào lên thành phố mà rảnh thì tới chỗ tôi ngồi nhé. Điều đó thì đương nhiên, còn chưa được chứng kiến văn phòng của anh mà, hôm nào lên thành phố làm việc thì nhất định em sẽ đến. Triệu Quốc Đống liên tục đáp ứng. Hơn nữa cũng muốn nhờ Thái ca một chút.
Thư ký của Thái Chính Dương ngồi trên ghế salon nghe Thái Chính Dương gọi điện thoại, hắn nghĩ mãi mà không ra là ai có thể nói với Phó Thị trưởng Thái bằng giọng điệu như thế, cấp dưới. Dường như rất thân thiết, họ hàng, hình như không giống, bạn bè, nghe có vẻ người này tuổi không lớn, hắn rất tò mò về người bên đầu kia điện thoại. Phó Thị trưởng Thái, vừa rồi trưởng ban thư ký Trần gọi điện thoại tới thông báo chiều nay mời ngài tham gia hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân thành phố, địa điểm là phòng hội nghị thứ 2 tầng 4. Thấy Thái Chính Dương đặt điện thoại xuống, thư ký vội vàng đứng dậy. Biết rồi. Thái Chính Dương ngồi tại chỗ hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống, nhờ một chút, nhờ cái gì. Hắn rất mong chờ cuộc gặp này với Triệu Quốc Đống. Quyển 2, chương 11, tâm lạnh như băng. Triệu Quốc Đống để ý thấy cảm xúc của Được không bình thường, hoa hồng mình tặng không thu được hiệu quả xứng đáng mà ngược lại nỗi sầu lo từ ánh mắt khiến lòng Triệu Quốc Đống không khỏi trầm xuống. Làm sao vậy, Tiểu Cần? Có chuyện gì xảy ra thế? Triệu Quốc Đống hít một hơi để bình ổn cảm xúc rồi nói. Quốc Đống, bố mẹ em đã biết chuyện của chúng ta. Đường Cần nói với vẻ miễn cưỡng. Không phải đã biết từ lâu rồi sao? Triệu Quốc Đống hỏi lại. Hắn biết nàng không phải muốn biểu đạt ý này. Em đã đáp ứng với bố mẹ rằng sẽ cắt đứt qua lại với anh, nhưng bọn họ đã phát hiện. Đường Cần cúi đầu xuống. Làm sao bọn họ lại phát hiện? Phát hiện thì sao? Triệu Quốc Đống nói lạnh lùng. Ngày hôm qua em nói dối không về được, bọn họ liền tới phân cục và phát hiện chúng ta. Giọng Đường Cần lý nhí lại đầy buồn bã. Hôm nay Triệu Quốc Đống muốn tới văn phòng tỉnh để nhắc chuyện xe mới vì thế đã tới An Đô trước một ngày, theo thường lệ sẽ ở lại trong ký túc xá của phân cục chờ Đường Cần về, một đêm xuân sắc không cần phải nói, vậy mà không ngờ lại bị người rình trộm. Ồ! Triệu Quốc Đống ngẩn ra, vốn định đêm nay ở lại thêm một đêm rồi mai trở về, giờ xem ra không được rồi. Bố mẹ em nói sao? Mẹ em lại bị cao huyết áp, giờ đang nằm trong bệnh viện, bố em cũng đang rất tức giận. Ngay cả bác em, cậu em cũng đều tới. Đường Cần khẽ nức nở. Tâm trạng Triệu Quốc Đống nặng trĩu nhưng vẫn ôm Đường Cần, từ từ nâng khuôn mặt đang đầy nước mắt của cô lên. Bọn họ muốn tách chúng ta ra sao? Vâng, bố em nói nếu không muốn mẹ em tức chết thì phải chia tay ngay lập tức, nếu còn nhìn thấy em và anh ở cùng một chỗ thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Đường Cần nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế mà ứa ra. Em định như thế nào? Lúc này Triệu Quốc Đống phát hiện mình quá mức bình tĩnh, hắn biết bố mẹ Đường Cần phản đối mình không phải chỉ vì công tác tại huyện ngoại thành mà trong suy nghĩ của bọn họ thì có lẽ một kẻ xuất thân từ một gia đình công nhân bình thường trong nhà máy dệt thuộc huyện ngoại thành như hắn thì không xứng với một cô gái xinh đẹp với công việc và điều kiện gia đình tốt như Đường Cần. Hắn rất muốn nói cho Đường Cần biết rằng mình muốn điều tới thành phố An Đô thì dễ như trở bàn tay, thậm chí muốn vào chính quyền thành phố cũng không phải không thể, nhưng mà hắn không nói ra bởi vì thấy không cần thiết. Em nghĩ chúng ta hãy tạm thời tách ra, chờ sau khi bệnh mẹ em ổn định thì em sẽ từ từ đả thông tư tưởng mọi người trong gia đình em. Đường Cần lấy khăn tay của mình lau lau ngấn lệ, cắn môi run run nói. Bọn họ đang ở bên đó. Triệu Quốc Đống vừa quay đầu lại thì thấy bốn người nam nữ trung niên đang đi về phía mình, trong lúc nhất thời hắn thấy tâm lạnh như băng. Xem ra mọi chuyện đã không còn cách nào thay đổi, cái gì mà tạm thời tách ra, cái gì mà đả thông tư tưởng. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ tới mấy câu nói, phụ nữ là một người biểu diễn nghệ thuật trời sinh, phụ nữ dễ thay lòng còn hơn tắc kè hoa, Đường Cần cũng như thế này sao? Từ vẻ mặt kiêu căng của hai người trong số bốn người này thì Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được bọn họ là loại người quen đứng từ trên cao nhìn xuống, tuy rằng trong mắt Triệu Quốc Đống thì bọn họ chẳng đáng nhắc tới. Quốc Đống, đây là bác cả, bác hai của em, còn đây là cô và chồng cô em. Đường Cần cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại rồi giới thiệu. Đây chính là Quốc Đống. Tiểu Triệu, chúng ta có thể nói chuyện không? Một người đàn ông nho nhã, đeo một gọng kính vàng hỏi đầy lễ độ. Bác cả. Đường Cần còn chưa nói hết thì người phụ nữ trung niên đã cắt lời nàng. Tiểu Cần, cháu hãy đi trước đi, mẹ cháu còn đang ở trong bệnh viện chờ cháu đó. Chúng ta chỉ nói chuyện với Tiểu Triệu một cách bình tĩnh. Chẳng lẽ ban ngày ban mặt mà cháu còn lo chúng ta sẽ làm gì đó sao? Triệu Quốc Đống liếc nhìn người phụ nữ trung niên vênh váo hung hăng này, trông cũng khá xinh đẹp, quần áo cũng rất thời thượng, tướng mạo có vài phần giống Đường Cần. Tiểu Cần, nghe lời đi. Người đàn ông ít tuổi hơn một chút nhíu mày. Chẳng lẽ cháu thật sự muốn mẹ cháu tức chết phải không? Triệu Quốc Đống thở dài một hơi, đây là đang nói mình mà, xem ra mọi chuyện đều đã sắp đặt từ trước rồi.
mình cần gì phải làm ác nhân chứ? Ánh mắt mơ hồ của Đường Cẩn dường như biến thành né tránh, Triệu Quốc Đống cũng không biết là do mình mẫn cảm quá mức hay là thực sự như thế. Nhớ tới đêm điên cuồng hôm qua, Triệu Quốc Đống cười khổ, ngu ngốc thật, mình thật sự không cảm nhận được gì cả, không ngờ vẫn nghĩ tới chuyện đó. Hoặc là do mình suy nghĩ quá nhiều, được vẫn yêu mình, chẳng qua là do áp lực gia đình bức bách. Tiểu Cẩn, em đi đi, anh sẽ nói chuyện với các cô chú của em một cách bình tĩnh. Triệu Quốc Đống thể hiện hết sức bình tĩnh, sự phẫn nộ và hậm hực lúc trước lập tức được thu lại. Đúng vậy, Tiểu Cẩn, nhìn qua cũng biết Tiểu Triệu là người thông tình đạt lý, chúng ta sẽ nói chuyện một cách êm đẹp. Người đàn ông trung niên nho nhã liếc nhìn Đường Cẩn. Đường Cẩn khó nhọc xoay người, nàng định nói gì đó, môi mấp máy nhưng cuối cùng lại không thốt ra được, rốt cuộc từ từ bước chân đi. Lại thở dài thêm một lần nữa, Triệu Quốc Đống nhìn ra được nội tâm của Đường Cẩn cũng rất thống khổ, nhưng một bước ra đi này liệu có thể trở về được hay không, nàng có hiểu không Đường Cẩn? Nói đi, cháu xin rửa tai lắng nghe. Sắc mặt Triệu Quốc Đống lập tức trở nên u ám. Tiểu Triệu, tôi là bác cả của Đường Cẩn, đang công tác tại Cục Kinh doanh Thuốc lá Độc quyền của thành phố. Tuy lời nói đã hết sức khiêm tốn nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được cảm giác kiêu ngạo từ giọng nói của đối phương. Cục Kinh doanh Thuốc lá Độc quyền. Ôi, một ngành quản lý theo chiều dọc, một anh cả lũng đoạn ngành sản xuất đời sau, khó trách lại kiêu căng như vậy. Hân hạnh được gặp. Triệu Quốc Đống nói một cách thản nhiên tựa như không cần phải cúi mình khúm núm nữa. Trên mặt người đàn ông trung niên thoáng hiện vẻ giận dỗi nhưng rồi nhanh chóng giấu trong nụ cười. Tiểu Triệu, chắc vừa rồi Tiểu Cẩn cũng đã nói với cậu. Nói gì cơ? Triệu Quốc Đống ra vẻ kinh ngạc. Nét mặt của người đàn ông trung niên như cứng lại, có phần miễn cưỡng nói. Chúng ta đều là người trưởng thành, cũng không cần phải tranh chấp vô vị. Mẹ của Tiểu Cẩn cũng là chị gái của tôi, giờ vì chuyện của hai đứa mà bệnh cao huyết áp lại phát tác khiến phải vào viện. Tôi nghĩ vãn bối như cậu chắc chắn không muốn thấy chuyện như này phát sinh, cho nên tôi hy vọng cậu có thể suy xét thận trọng ý nguyện của người làm cha mẹ. Triệu Quốc Đống cười lạnh lùng. Nếu Đường Cẩn nói chia tay thẳng với cháu thì cháu sẽ không làm phiền nữa và lập tức đi ngay. Về phần những người khác thì cháu nghĩ không có quyền can thiệp vào chuyện của chúng cháu. Cậu! Người đàn ông trung niên sầm mặt lại, cơn tức giận lập tức bùng lên. Anh nói nhảm với loại người này làm gì? Người đàn ông ít tuổi hơn tức giận nói. Thằng kia, tao là bác hai của Đường Cẩn, đang làm ở viện kiểm sát thành phố, nhà của chúng tao không chào đón loại người như mày, do đó mày đừng có mơ tưởng nữa. Tiểu Cẩn chỉ là không muốn mày mất mặt thôi, không ngờ mày còn không biết điều như vậy, mày không chịu nghĩ lại xem mày dựa vào cái gì mà đòi thành bạn trai của Đường Cẩn. Viện kiểm sát, ha ha, lại là một đơn vị rất giỏi ư, nhất phủ, lưỡng viện cơ đấy, có quyền thế ngang với chính quyền, chính phủ. Sâu trong nội tâm Triệu Quốc Đống lại càng khinh miệt thêm. Viện kiểm sát, quá tốt, nhìn xem tôi là bạn trai của Đường Cẩn thì có vi phạm pháp luật hay không. Tôi có xứng hay không xứng với Đường Cẩn thì chỉ có cô ấy mới có quyền nhận xét, không tới phiên người ngoài xen mồm vào. Andy, nhất phủ, lưỡng viện, chính phủ hoặc chính quyền địa phương, tòa án, viện kiểm sát. Quyển 2, chương 12, ngẫu đoạn. Andy. Hai từ này được trích từ câu ngẫu đoạn ti liên tức là cành sen bị bẻ gãy nhưng sợi tơ vẫn dính. Đây là một hình ảnh khá đẹp thời xuân thu. Đồng Kỳ là một chàng trai văn võ song toàn và người yêu là nàng Nhược Liên. Cả hai từ nhỏ đã lớn lên bên nhau và yêu thương thắm thiết. Cả hai gia đình đều rất nghèo nên năm đó chàng đôi tám quyết định lên kinh thành tìm kiếm tước hầu nhờ tài văn võ của mình. Khi chia tay, Nhược Liên khóc sướt mướt và hỏi người yêu lên kinh đô biết bao giờ mới trở về. Đồng Kỳ liền ngắt một cành sen bẻ gãy rồi nói với người yêu, hai chúng ta chia tay hôm nay như cành sen bẻ gãy đây nhưng lòng ta như sợi tơ này. Hẹn nàng 3 năm ta sẽ trở về cưới nàng làm vợ. Quả nhiên sau 3 năm Đồng Kỳ áo mũ trở về cưới người yêu như lời nguyện ước cành sen kia. Từ đó có câu thành ngữ ngẫu đoạn ti liên. Hai câu nói lạnh lùng khiến đối phương trợn trừng mắt. Ôi, cái thằng này tại sao dám nói như thế? Có cái kiểu nói chuyện với trưởng bối như ngươi sao? Thật không? Tôi là người đức hạnh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, thật sự là áy náy, có hơi chói tai sao? Triệu Quốc Đống mỉm cười. Thế nào, vị này cũng muốn giáo huấn nại tôi hả? Chớ có cợt nhả trước mặt tôi. Trên gương mặt trắng nõn của người phụ nữ tràn đầy vẻ khinh thường. Tôi nói cho cậu biết, tôi là cô của Đường Cẩn, làm bên ban tổ chức cán bộ thị ủy,
bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gọi điện thoại tới trưởng ban Quách bên Giang Khẩu các cậu. Ôi sợ quá, trưởng ban Quách có thể khai trừ tôi khỏi đảng hay không? Tôi phạm vào tội lớn chống đối lãnh đạo ban tổ chức cán bộ thị ủy, làm sao bây giờ? Làm không tốt thì trưởng ban Quách cũng sẽ bị liên lụy mất chức, nên làm gì bây giờ đây? Triệu Quốc Đống ra vẻ đầy lo lắng và bất an, hai tay theo bản năng cứ xoắn cả lại với nhau, giống như tường lâm tẩu líu lo liên tục. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Andy, tường lâm tẩu là một nhân vật trong tiểu thuyết chúc phúc của Lỗ Tấn. Sau khi ngẩn ra một lúc, người phụ nữ kia tức giận đến đỏ bừng mặt, người cứ run run lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Triệu Quốc Đống mà mãi không biết nên nói gì, không ai ngờ rằng bạn trai của Đường Cẩn lại là kẻ bại hoại như thế, không phải nói hắn là một phó trưởng đồn công an của một xã sao? Tại sao lại như vậy? Chàng trai, dù gì thì chúng tôi cũng là cô, bác của Đường Cẩn, cậu làm như vậy không sợ quá đáng sao? Người đàn ông đứng ở bên cạnh chưa từng mở miệng nói chuyện, đồng thời trừng mắt nhìn vợ của mình. Tôi là Cao Chí Minh, là chồng cô của Đường Cẩn. Xin hỏi chú ở đơn vị nào? Triệu Quốc Đống liếc nhìn đối phương một cái rồi nói khá ôn hòa. Người này thoạt nhìn khá sắc sảo, không giống kiểu bao rơm bị thịt như ba người kia. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Cao Chí Minh nói một cách đúng mực, hắn cảm giác chàng thanh niên này rất không tầm thường, cho dù hắn có thể không cần để ý hai người bác của Đường Cẩn nhưng là một phó trưởng đồn vừa mới được đề bạt thì hắn chắc hiểu rõ sức nặng ban tổ chức thị ủy. Vợ của mình tuy cũng chỉ là một cán bộ bình thường của ban tổ chức thị ủy nhưng đối với một cảnh sát nhỏ ở xã, huyện thì hẳn là phải có sức uy hiếp lớn mới đúng, nhưng tên này lại giống như không sợ chút nào mà ngược lại còn châm chọc khiêu khích, sỉ nhục vợ mình. Đây là do có chỗ dựa chắc hay là thật sự không để ý đến mọi chuyện? Ôi, ban tổ chức thị ủy, ban tổ chức tỉnh ủy, xem ra việc điều động cán bộ nhân sự ở cái tỉnh An Nguyên này đều do vợ chồng các vị định đoạt nhỉ? Triệu Quốc Đống liếc xéo đối phương nói. Lần lên tỉnh này tôi đúng là được mở rộng tầm mắt. Cao Chí Minh có phần nổi giận, mình đã đủ khách khí mà không ngờ cái tên này cứng mềm cũng không ăn, lại còn nói hết sức khiêu khích. Hắn cố gắng ngăn chặn cơn tức giận sắp sửa bùng nổ, phất tay ngăn người vợ như sắp nhảy dựng lên. Tiểu Triệu, chúng ta đều là những công dân trưởng thành có đủ lý trí, nói chuyện nghiêm chỉnh được không? Được, đương nhiên được. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Tôi đang nóng lòng muốn nghe trưởng ban Cao dạy bảo đây. Nghe thấy Triệu Quốc Đống gọi trưởng ban Cao thì Cao Chí Minh xấu hổ vô cùng, ngay cả vị trí phó trưởng phòng mà mình còn hết sức phấn đấu. Mày tưởng là trưởng ban tổ chức huyện ủy Giang Khẩu chúng mày à? Tiểu Triệu, cậu cũng có bố mẹ nên chắc cũng hiểu sự quan tâm và chờ mong của bậc làm cha làm mẹ với con cái. Có ai mà chẳng hy vọng con gái của mình có thể có một tương lai hạnh phúc mỹ mãn, làm bố mẹ thì ai cũng muốn tốt cho con mình, điều này tôi nghĩ chúng ta đều hiểu được. Triệu Quốc Đống vẫn ung dung thản nhiên, mặc cho đối phương phát huy. Đường Cẩn hiện đang ở phân cục Thiên Hà, cậu lại ở đồn công an huyện Giang Khẩu, hai nơi cách nhau gần trăm cây, hơn nữa đồn công an Giang Miếu các cậu hình như còn cách huyện thành Giang Khẩu hơn 40 cây, khoảng cách xa xôi như vậy có thể đối với những người yêu nhau tha thiết như cậu thì không phải chướng ngại, nhưng sau thì sao? Nếu hai đứa kết hôn sinh con thì sao? Sự thật tàn khốc sẽ đánh nát tất cả ảo tưởng tốt đẹp lúc trước của hai đứa. Tình yêu cũng sẽ bị những việc nhỏ vụn vặt của cuộc sống đục khoét chỉ còn lại dấu vết loang lổ, tôi không hy vọng đến lúc đó cả hai lại phải tới cục dân chính. Mong cậu hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, hy vọng cậu có thể hiểu được ý của tôi. Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận người này có tài ăn nói, nhất là khi miêu tả hiện thực tàn khốc thì rất sinh động, đổi là người khác có lẽ cũng sẽ bị những lời này dao động, hừ hừ, chỉ tiếc là lại gặp phải mình. Trưởng ban Cao, những lời của ngài thì tôi có thể hiểu được. Nhà thơ và những bậc hiền triết đều nói sinh mệnh càng đáng quý thì tình yêu càng cao cả, chẳng lẽ nói khoảng cách xa xôi thì tàn khốc hơn so với mất đi sinh mệnh sao, nếu vậy các cuộc quân hôn đều nên ly hôn sao? Quân hôn, cuộc hôn nhân giữa các nhân viên quân sự và dân thường hoặc trong quân đội. Triệu Quốc Đống lại nhe răng cười nói. Tỉnh lại đi, trưởng ban Cao, nếu Đường Cẩn thật sự không muốn tiếp tục nữa thì tôi sẽ rời đi mà không níu kéo. Các vị đều là những người ngoài cuộc hà tất phải phí thời gian giải thích. Tôi nghĩ không cần đâu. Tiểu Triệu, Đường Cẩn là không đành lòng làm tổn thương cậu, chẳng lẽ cậu cảm thấy nó có thể vì cậu mà vứt bỏ bậc sinh thành của nó sao? Mà dù nó có thật sự làm như vậy thì cậu có nỡ lòng không? Đường Cẩn có thể an tâm ở bên cậu không? Cao Chí Minh nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống.
đều nói sức mạnh tình yêu có thể vượt qua hết thảy, nhưng cậu cảm thấy tình yêu của cậu và Đường Cẩn liệu có thể vượt qua được tất cả hay không? Nếu không thể thì đây có thể coi là tình yêu không? Mấy lời của Cao Chí Minh đánh trúng chỗ hiểm của Triệu Quốc Đống, ưu thế tâm lý của hắn rốt cuộc đã xuất hiện một vết nứt. Đúng vậy, thái độ của Đường Cẩn mới là quan trọng nhất. Nếu nàng không lùi bước thì mọi việc không cần nhiều lời, mà bây giờ nàng rút lui. Nàng vốn hoàn toàn có thể không quan hệ công khai thì bí mật, thông tin phát triển như thế, chỉ một giây là có thể kết nối qua điện thoại, nhưng nàng không làm vậy mà dứt khoát nói mình tạm thời không thể liên hệ. Tạm thời này là bao lâu, một năm hay 10 năm, hay là đến khi nàng yêu người khác thì mới thôi? Hay là đây chỉ là một cách trốn tránh lấy lệ, thậm chí là ám chỉ, để mình biết rõ trong lòng rồi tự rời đi? Triệu Quốc Đống từ từ ngẩng lên nhìn thẳng đối phương, bộ mặt bởi vì vặn vẹo mà trở nên có hơi dữ tợn. Hồi lâu sau hắn em mờ nói. Không cần nhiều lời, nếu Đường Cẩn thật sự không muốn mối tình này, vậy thì coi như không có gì. Nói xong, Triệu Quốc Đống liền xoay người rời đi, chỉ còn lại mấy người đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Anh à, anh thật là lợi hại, chỉ nói mấy câu mà có thể đuổi cái thằng không biết lớn bé này đi. Người phụ nữ kích động nói. Biến đi, cô thì biết cái gì. Cao Chí Minh cũng không rõ tại sao nội tâm mình đột nhiên lại tức giận như vậy. Nhìn Triệu Quốc Đống rời đi buồn bã thì y lại có một dự cảm khó hiểu, đây không phải là một kẻ trong ao, Đường Cẩn mất đi mối tình này nhất định sẽ hối hận cả đời. Người phụ nữ và hai người kia cũng không biết vì sao Cao Chí Minh lại như vậy, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không thèm nói một tiếng mà đã phẩy tay áo bỏ đi, mấy người chỉ thầm mắng trong lòng rằng Cao Chí Minh bị thần kinh. Ngẫu đoạn ti liên, thượng ức tương phùng phủ, dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng, liệu còn có thể tương phùng không? Quyển 2, chương 13, ngôi cao. Triệu Quốc Đống lái xe một cách điên cuồng trong nội thành thành phố Ando mà không có mục đích, cứ ngây ngây dại dại, tuy rằng lý trí nhắc nhở sau này con đường của mình sẽ càng ngày càng sáng lạn, căn bản không cần vì một người phụ nữ mà buồn như vậy, nhưng cảm tình không phải là thứ mà lý trí có thể khống chế. Nhớ lại khi ở bên Đường Cẩn dưới ánh trăng trong trường học, nhớ tới lần đầu tiên dắt tay Đường Cẩn, nụ hôn đầu tiên, những lần đầu tiên này khiến ngực hắn đau đớn giống như không thở nổi. Có đôi khi hắn lại tự giễu, đây có phải là sự trừng phạt dành cho mình vì đã quan hệ mập mờ với Khổng Nguyệt hay không? Tuy rằng Đường Cẩn cũng không biết chuyện của mình với Khổng Nguyệt, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới cảnh sau khi mình mất Đường Cẩn thì mình sẽ làm gì. Đủ loại mộng mơ hy vọng lúc trước thì hôm nay đã biến thành cho tàn. Đường Cẩn sẽ không quay lại, mặc dù là quay lại thì mình cũng vĩnh viễn không tìm lại được tình yêu đã từng có. Tình yêu đã ra đi mãi mãi. Sự mất mát không phải là tình yêu với Đường Cẩn mà là lòng tin về tình yêu. Triệu Quốc Đống cũng không biết sau này mình còn có thể tin tưởng một tình yêu chân chính có thể vượt qua được hết thảy sự thật hay không. Với hắn lúc này thì mộng đẹp trước kia đã tan biến, mình đã lại ngã xuống trước hiện thực. Nếu như mình nói cho bọn họ biết mình có quan hệ mật thiết với phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, có mối quan hệ thân thiết với phó thị trưởng thành phố Ando, là anh em với phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố Ando thì không biết bọn họ có thể đồng ý cho mình qua lại với Đường Cẩn hay không? Đường Cẩn có cùng nắm tay mình tới già hay không? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nghĩ, sẽ, trước thì chắc chắn sẽ có, nói không chừng có khi lại vội vàng vun vén cho mình và Đường Cẩn, nhưng vậy thì có nghĩa lý gì? Sau này thì lại chưa chắc, nhớ khi gặp phong ba bão táp thì có thể chống cự không? Ngọc đẹp còn có tỉ vết, sự trong sáng đã xuất hiện một vài bóng ma. Vậy cưỡng cầu thì có ý nghĩa gì đâu. Ngay Triệu Quốc Đống cũng không biết mình đang đi đến đâu và được bao lâu thì máy nhắn tin trên người kêu tít tít. Âm thanh này khiến cho Triệu Quốc Đống giật mình tỉnh lại. Tìm một điện thoại công cộng gọi lại, là phòng vật tư của công an huyện gọi tới hỏi xem tình hình nhận xe cảnh sát như thế nào. Triệu Quốc Đống lấy bình tĩnh rồi trả lời đối phương, sau đó tìm một vòi nước lạnh rửa mặt để tỉnh táo lại. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Đường Cẩn đã ăn sâu vào ký ức của mình. Đó là chuyện không thể nào xóa được. Triệu Quốc Đống theo bản năng không nói cho nàng biết quan hệ của mình với Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố Lưu Triệu Quốc chính là ôm một loại ảo tưởng, hy vọng quan hệ giữa mình với Đường Cẩn không bị nhân tố bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng rất rõ ràng là ý nghĩ của mình đã bị sự thật tàn khốc phá hủy. Khi trở lại Giang Miếu thì sắc trời đã tối đen, chẳng qua các cảnh sát thì vẫn còn ở lại trụ sở vì đều quan tâm đến diện mạo của xe cảnh sát. Sau khi thay nhau thử xe một phen, toàn bộ cán bộ cảnh sát đều rất thích thú. Chiếc xe cảnh sát này so với xe Jeep cổ thì quả thực không thể so sánh nổi, tay lái nhẹ nhàng linh hoạt, chân ga ly hợp thoải mái, tăng tốc nhanh, phanh ăn chắc,
khiến cho cả Hạ Hồng Hải và Viên Chấn Dũng ham lái đến không muốn buông tay. Không ai chú ý tới một mình Triệu Quốc Đống đang ngồi trong phòng trực ban hút thuốc, mọi ngày hắn không hút thuốc lá mà hôm nay lại lặng lẽ rút một điếu thuốc của Hồ Minh Quý, điều này làm cho đám dự bị lập tức hiểu được phó trưởng đồn đang có tâm trạng. Sếp Triệu, có phải là có chuyện gì hay không? Bọn Hạ Hồng Hải cuối cùng cũng cảm thấy được biểu hiện kỳ quái của lãnh đạo, trang thiết bị của đồn đã được cải thiện lớn, xe cảnh sát mới cũng đã được mua, tất cả cảnh sát đều được phân phát máy nhắn tin, mà ngay cả cảnh sát nội vụ và hộ tịch cũng không bị bỏ sót. Điều này làm cho hai người Tiết Bích Cầm và Lâm Tú Chi đang vui mừng lại thấy khó hiểu, hiện tại tình hình trong đồn đang tốt mà cảm xúc của lãnh đạo lại không tốt, điều này không thể không làm cho bọn họ cảm thấy khó hiểu. Không có chuyện gì, đây chỉ là vấn đề cá nhân, không có quan hệ gì tới đồn cả. Triệu Quốc Đống rất thản nhiên, hiện nay quan hệ của hắn với các nhân viên trong đồn rất hòa hợp nên không muốn giấu giếm cái gì, cũng không muốn làm cho bọn họ lo lắng. Bọn Hạ Hồng Hải đều là người từng trải nên lập tức ý thức được tình hình, thế nhưng chuyện tình cảm thì ngoại trừ đương sự thì không ai chen vào được, thậm chí ngay cả lời lẽ an ủi cũng chỉ khiến người ta cảm thấy dối trá. Hôm nay ai trực ban? Triệu Quốc Đống thấy bầu không khí khá xấu hổ, liền chuyển đề tài. Là tôi. La Minh Sơn đáp. Hồng Hải, thời gian này các anh cũng khổ cực, muốn về sớm thì về đi, lái xe về, tiện đường chạy thử xe mới. Triệu Quốc Đống phất phất tay. Hạ Hồng Hải và Viên Chấn Dũng cùng với Trần Quốc Cương đều vừa mừng vừa sợ, nhưng Trần Quốc Cương lại lập tức nói. Sếp Triệu, tôi không về vì có về cũng không có chuyện gì, ngày mai lại lười đi đi về về. Ừ, cũng được, vậy Hồng Hải và Viên Ca đi đi, đi cẩn thận một chút, nhớ là chỉ được đổ xăng A90 thôi. Triệu Quốc Đống dặn dò. Vâng, sếp Triệu, tôi và Trấn Dũng đi ngay. Hạ Hồng Hải và Viên Trấn Dũng cực kỳ hứng thú leo lên xe, vừa nổ máy thì liền phóng vút ra ngoài. Quốc Đống, đồn chúng ta hiện nay hiện đại quá, trong toàn công an huyện ngoài đội cảnh sát hình sự thì cũng chỉ có chúng ta, phòng trị an và đồn công an nội thành là mua xe cảnh sát mới. Hôm nay tôi lên huyện thì tình cờ gặp Lão Tề bên Bắc Giao, tôi có thể cảm nhận được sự hâm mộ trong lời nói của anh ta. Ăn cơm tối xong Liêu Sương Thịnh thấy không có chuyện gì nên tới đồn ngồi một chút, cũng muốn đến xem xe cảnh sát mới. Khi nghe nói bọn Hạ Hồng Hải đã lái đi thì có hơi tiếc nuối, trong lòng không đồng ý vì Triệu Quốc Đống rộng lượng với đám cảnh sát này, lãnh đạo đội ngũ nên nghiêm khắc một tí mới tốt. Bên Bắc Giao và Tây Ngoại muốn mua xe cảnh sát mới cũng rất dễ dàng. Bọn họ cần gì phải hâm mộ chúng ta? Vì lòng không yên nên Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế salon trong phòng trực ban đùa nghịch cây bút Nguyên Châu. Andy, Nguyên Châu là hãng sản xuất bút giống bên Thiên Long của Việt Nam. Nhưng bọn hắn bị chúng ta đi trước, cậu không biết Lão Tề vẫn luôn nghĩ đến phòng trị an nhưng lại bị Lão Khâu chiếm trước nên trong lòng vốn luôn ấm ức. Lúc này lại bị cậu mua xe trước, ha ha, trong lòng không thoải mái ngay. Liêu Sương Thịnh ở trong cục tin tức nên khá nhanh nhạy. Vậy sao anh ta không đi so với bên đồn công an nội thành, lão cứ so đo với bên chúng ta làm cái gì vậy? Triệu Quốc Đống có hơi kỳ quái, hỏi. Bên đồn công an nội thành thì sao có thể so được? Đồn công an nội thành và đội cảnh sát hình sự cùng cảnh sát giao thông gần như là cái nôi của lãnh đạo công an huyện, nhiều lãnh đạo huyện đều đi ra từ một trong ba đơn vị này, bên Bắc Giao của hắn tuổi gì mà đòi so với người khác chứ? Vừa cầm điều khiển tivi bấm, Liêu Sương Thịnh vừa khinh thường nói. Sếp Loan, sếp Chu đều đi lên từ hình sự, trinh sát. Sếp Hà đi lên từ đồn công an nội thành, bí thư Nghiêu thì từ đội cảnh sát giao thông, các lãnh đạo huyện trước kia cũng đều như vậy, chỉ cần không phải là từ bên ngoài điều tới thì đều từ ba đơn vị này lên. Ha ha, ý của trưởng đồn Tề là Bắc Giao của bọn họ và Tây Ngoại vốn xếp hạng thứ hai, Giang Miếu chúng ta không nên vượt qua bọn họ sao? Triệu Quốc Đống mỉm cười. Ừ, mấy phòng trị an, quản lý hộ tịch, đồn công an Bắc Giao, Tây Ngoại cứ tự nhiên hình thành lớp thứ hai, giống như Giang Miếu chúng ta thì cũng chỉ có Kiều Quan, Mã Cảng, Vĩnh Hòa cùng với phòng pháp chế, phòng thẩm tra là xếp hàng thứ ba. Liêu Sương Thịnh nói khá hào hứng. Vậy còn bên văn phòng, vật tư, công tác chính trị ở đâu? Triệu Quốc Đống thích thú hỏi. Nhìn thì như quyền cao chức trọng nhưng trên thực tế thì cũng không hoàn toàn được lãnh đạo coi trọng. Bởi vì đây không phải là nghiệp vụ trực tiếp của công an mà thích hợp là nơi dưỡng lão. Nếu muốn từ những đơn vị này mà đề bạt thì đúng là mơ tưởng. Lãnh đạo cục công an không thể so với những cục khác, người ngành ngoài mà chỉ huy người trong ngành thì đó là việc lớn.
Lưu Xương Thịnh truyền đạt kinh nghiệm khiến Triệu Quốc đống thầm than an nguy của quốc gia đều nằm toàn bộ trong hệ công an, nếu dùng đội ngũ này tốt, phát huy tác dụng tiên phong, mũi nhọn của bọn họ luôn là chủ đề bất biến của chính phủ. Ha ha, bí thư Lưu, sếp nói như vậy thì những lãnh đạo văn phòng, công tác chính trị nghe thấy không phải là thất vọng lắm sao? Triệu Quốc đống trêu. Hừ, ngay cả điểm này mà tự họ không thấy rõ thì còn làm cái gì? Lưu Xương Thịnh thở dài một hơi, nói đầy cảm xúc. Tôi cũng vì trình độ văn hóa thấp một chút, hơn nữa tham gia quân ngũ về hơi muộn, để lỡ nên mới không muốn xông pha một lần. Quốc đống, cậu còn trẻ, có năng lực lại mạnh dạn đi đầu, xuất thân lại là chính quy, tiền đồ rộng lớn, giang miếu này chỉ có thể là một ván bật cho cậu, cứ làm tốt 2 năm rồi tôi sẽ hết lòng ủng hộ cậu, tranh thủ tới đội cảnh sát hình sự hoặc là đồn công an nội thành sớm một chút, đó mới là chỗ để cậu lên cao. Quyển 2, chương 14, dấu vết. Những lời từ đáy lòng của Lưu Xương Thịnh khiến Triệu Quốc Đống rất là cảm động, chẳng trách sếp Hà khi nói chuyện với mình đều dặn nhất định phải tôn trọng Lưu Xương Thịnh, nói hắn phúc hậu, kiên định, có thể phối hợp công tác tốt với mình, lời này đúng là không giả. Bí thư Lưu, con cả nhà sếp đi lính đã về chưa? Triệu Quốc Đống nhớ mang máng con trai cả của Lưu Xương Thịnh sau khi tham gia quân ngũ trở về thì hình như được phân tới một xí nghiệp của huyện, chưa được mấy năm thì đơn vị phá sản nên nghỉ việc tự mưu sinh. Đã nhiều năm trôi qua vô ích, hơn 30 tuổi đầu mà chưa tìm được một người vợ nên khiến Lưu Xương Thịnh cứ bận tâm lo lắng. Ôi, vừa về năm trước, phân đến nhà máy đồ hộp của huyện, nhà máy hoạt động không hiệu quả nên ngay cả cơm ăn nó cũng không đủ, vẫn phải thường xuyên về nhà lấy tiền. Khi nói tới con trai mình, Lưu Xương Thịnh lại phiền não không thôi, hắn không có quan hệ gì, có thể phân tới nhà máy đồ hộp cũng không tồi, nhưng giờ ngay cả tiền lương cũng không phát nổi. Vẫn chưa tìm được đối tượng à? Triệu Quốc Đống trầm ngâm, con trai của lão Lưu là một người thành thật, trong giấc mơ mình còn thường xuyên đi nhờ xe của hắn, hiện giờ việc kinh doanh nhà máy đồ hộp ngày càng sa sút nên thu nhập lái xe vận tải như bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Tìm đối tượng gì chứ? Vừa nghe thấy nhà máy đồ hộp, cậu nói con gái nhà người ta liệu có nguyện ý tìm một đối tượng mà ngay cả bát cơm cũng đều phải ăn bữa nay lo bữa mai không? Lưu Xương Thịnh thở dài một hơi. Ừ. Cậu ấy hình như là đảng viên nhỉ? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Vào đảng từ lúc còn trong bộ đội, nhưng giờ đảng viên thì có ích lợi gì? Cũng chẳng ai chiếu cố cả. Lưu Xương Thịnh bụng đầy bất ngôn. Ừ, bí thư Lưu, sếp cũng không cần phải gấp, con cháu khác có phúc của con cháu, chắc chắn sẽ có đường có thể đi. Triệu Quốc Đống nghĩ một lát mới nói. Tôi có một người bạn có lẽ có thể giúp đỡ chút, để xem có thể đổi đơn vị cho cậu ấy được hay không? À. Lưu Xương Thịnh cảm thấy máu trong người mình sôi lên, chút bất ngôn lúc nãy vì Triệu Quốc Đống tùy tiện để bọn Hạ Hồng Hải lái xe cảnh sát mới đi đã biến mất trong nháy mắt. Con trai cả là gánh nặng tư tưởng lớn nhất của Lưu Xương Thịnh, vì thế y cũng hao hết tâm cơ, chuẩn bị mọi thứ nhưng giờ đơn vị tốt đều có vô số người nhìn vào chằm chằm, hơn nữa việc khống chế càng ngày càng nghiêm, nếu muốn tiến vào đơn vị mà đảm bảo thu nhập thì đúng là mang đầu heo cũng không tìm thấy cửa miếu để bái. Quốc Đống, cậu đừng có gạt lão già này. Mặc dù Triệu Quốc Đống được đề bạt làm phó trưởng đồn giang miếu thì Lưu Xương Thịnh cũng loáng thoáng cảm giác được Triệu Quốc Đống không đơn giản. Nhưng năng lực của Triệu Quốc Đống thì rất xuất chúng, hơn nữa có thể nhanh chóng thích ứng với công tác đồn công an, quan hệ với bên đảng ủy và chính quyền địa phương cũng không tồi nên việc đề bạt dù có hơi bất ngờ nhưng cũng là bình thường. Chỉ có điều khiến Lưu Xương Thịnh nghĩ ngui không ra đó là nếu tên này thực sự có lai lịch thì đáng lẽ không bị điều từ đội cảnh sát hình sự tới giang miếu mới phải chứ. Đây là việc khiến Lưu Xương Thịnh cảm thấy kỳ quái. Sao tôi dám thế? Chẳng qua giờ tôi cũng chỉ dám nói vậy, dù sao loại chuyện điều động công tác này cũng không phải nói vài câu là được. Bí thư Lưu cũng đừng vội, tôi sẽ chú ý việc này. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Đúng vậy, loại chuyện này có gấp cũng không được. Lưu Xương Thịnh đã tiếp xúc lâu với Triệu Quốc Đống, cũng biết người này tuy trẻ tuổi nhưng tính tình trầm ổn, vốn không nói bừa. Một khi đã nói lời thì nhất định sẽ làm được. Tựa như việc mua xe cảnh sát mới này vậy, lúc đầu mới nhậm chức Triệu Quốc Đống thương lượng với mình thì mình còn không tin, hơn 60.000 cũng không phải chỉ dựa vào lời nói mà kiếm ra được, hơn nữa trên cục cũng chưa chắc đã phê chuẩn. Không ngờ Triệu Quốc Đống chỉ cần 1 tháng là đã giải quyết xong chuyện này, điều này khiến cho lòng tin của hắn vào Triệu Quốc Đống lại tăng cao thêm 1 phần. Miệng thì nói có gấp cũng không được nhưng Triệu Quốc Đống lại chưa lộ ra điểm gì nên Lưu Xương Thịnh còn chưa an tâm, đây là chuyện quan hệ đến con trai của mình, thậm chí là đại sự của nhà mình đó. À, Quốc Đống,
người bạn mà cậu nói làm gì thế? Bí thư Liêu, sếp cũng đừng hỏi nhiều như vậy, có khả năng giúp đỡ thì sếp cần quản hắn làm gì, nếu không thể giúp thì dù bí thư thị ủy cũng chịu. Triệu Quốc Đống thật không ngờ Liêu Xương Thịnh lại nóng lòng như vậy, suy ngẫm một chút thì hiểu ngay, hạnh phúc cả nhà người ta thì sao lại không quan tâm cơ chứ? Ha ha, Quốc Đống, cậu cũng đừng trách tôi nóng vội, cứ nhìn thằng con tôi về nhà uể oải là cả nhà lại khó chịu. 25, 26 tuổi đầu mà còn chưa tìm được đối tượng, cũng khó trách tâm trạng nó bị đè nén. Liêu Xương Thịnh cười tự giễu. Đây cũng là do tôi không làm tròn phận sự một người bố, nếu đổi là người khác có khi đã sắp xếp xong lâu rồi. Sếp yên tâm đi, dù thế nào tôi cũng sẽ làm tốt chuyện này. Triệu Quốc Đống thở dài trong lòng một hơi, mình cũng bởi vì vấn đề công tác mà mới bị bạn gái bỏ rơi, lúc này lại khoe khoang bản sự trước mặt người khác, đây là chuyện gì vậy? Triệu Quốc Đống dừng xe lại trong sân trụ sở công an huyện, hắn có thể cảm nhận được khi mình lái xe tiến vào đây thì đã thu hút được vô số ánh mắt. Toàn bộ trụ sở ngoại trừ trưởng phòng Loan Trinh Viễn có riêng một chiếc Santana thì những lãnh đạo khác cũng chỉ dùng chung với một vài phòng ban có một chiếc xe Jeep Cherokee, một chiếc Daihatsu Sarat cùng với một chiếc xe Jeep cũ kỹ. Chỉ có điều chiếc xe Jeep Cherokee thì do bí thư đảng ủy dùng tương đối nhiều, dần dà đã trở thành xe riêng do hắn điều khiển, mà những lãnh đạo khác cũng vì muốn thuận tiện nên phần lớn đã chiếm dụng xe được phân cho đơn vị. Bình thường thì sếp Chu đều dùng một chiếc xe cảnh sát hiệu Tân Trường An, mà chiếc xe cảnh sát mà phòng trị an mới mua tự nhiên biến thành xe riêng của sếp Hà. Còn vị trí của sếp Đậu được phân công quản lý đội cảnh sát giao thông, chính trị, văn thư và phòng cháy chữa cháy thì có chút kém. Bên chính trị và văn thư đều là những đơn vị không có béo bở gì, bản thân không có xe, muốn đi ra ngoài làm việc cũng phải đợi thống nhất điều phối bên văn phòng. Phòng cháy chữa cháy thì lại thuộc loại hai tầng lãnh đạo, huyện cũng không có quyền chỉ huy quá lớn mà chỉ có quản lý nghiệp vụ. Đội cảnh sát giao thông mặc dù có 3 chiếc xe nhưng ngoại trừ một chiếc Daihatsu Sarat do đội trưởng chuyên lái thì 2 chiếc còn lại để tới hiện trường và dùng để thiết lập các trạm kiểm soát. Đội trưởng đội cảnh sát giao thông từ trước đến nay đều là ủy viên đảng ủy, nếu nói chức vụ trong đảng thì tương đương phó trưởng phòng, nếu muốn chiếm một chiếc xe trong đội cảnh sát giao thông cũng rất khó khăn. Mã Bằng được phân công quản lý hành trang, tài vụ và kiểm tra kỷ luật, hai người cũng chỉ có chia nhau dùng chiếc Daihatsu Sarat nửa mới cũ. Nếu không thì cũng chỉ có con Jeep cũ nát. Điều này khiến cho Đậu Trung Khải và Mã Bằng đều không tự do tự tại, nhưng điều kiện chỉ có như thế, không ai có thể tránh được. Hừ, lão Mã, xem ra quyết định của đảng ủy rất chuẩn, Triệu Quốc Đống vừa nhậm chức được một tháng mà có thể mua được một chiếc xe mới, không đơn giản. Đậu Trung Khải đứng trên hành lang tầng 3 nhìn chằm chằm xuống bên dưới, tiện tay ném cho Mã Bằng một điếu thuốc. Tên này cũng có chút tài năng. Nghe nói đã phá được vụ án cưỡng gian khiến nhà máy dệt Hân Hoan, nhà máy dệt liền ủng hộ hắn 3 vạn đồng, hơn nữa cộng thêm sự giúp đỡ của các xã, chấn nên lúc này Giang Miếu đã vượt qua cả bên phòng quản lý hộ tịch, đồn công an Bắc Giao và Tây Ngoại rồi. Mã Bằng châm thuốc hút một hơi, hắn rất có thiện cảm với Triệu Quốc Đống, chủ yếu là vì năm trước Triệu Quốc Đống phá được đống vụ án lục hại nên thu nhập của công an huyện tăng lên không ít. Tuy nói bên đồn công an đã cầm đi hơn phân nửa nhưng dù sao vẫn để lại một ít. Hơn nữa tiền lấy đi cũng là dùng để kiến thiết lại trụ sở, đây là chuyện tốt. Hừ, nghe nói hắn còn cấp cho mỗi một cảnh sát một máy nhắn tin, thậm chí ngay cả cảnh sát hộ tịch và nội vụ cũng đều được phát, điều này có phải không bình thường hay không? Ông nói nội vụ và hộ tịch cần máy nhắn tin làm gì cơ chứ? Là nữ đồng chí lại không đi ra ngoài, đây có phải là một kiểu phúc lợi hay không? Đậu Trung Khải lắc đầu. Mã Bằng trầm ngâm không nói gì. Y phụ trách bên kỷ luật thanh tra phòng công an huyện, nếu y tỏ thái độ thì cũng tức là bên thanh tra kỷ luật có thái độ. Lão Đậu, nếu lão cảm thấy không ổn thì có thể nêu ý kiến trên hội nghị đảng ủy. Một lúc lâu sau Mã Bằng mới nói. Bỏ đi, tôi có phải được phân công quản lý đồn công an đâu, tôi đâu phải người thích xen vào chuyện người khác trong khi không biết được chân tướng, không giúp được gì có khi lại gây trở ngại thêm. Đậu Trung Khải bĩu môi. Quan hệ giữa hắn với Mã Bằng không tệ cho nên mới dám nói như vậy, hắn cũng biết đối phương không loại người không biết giữ mồm miệng. Quyển 2, chương 15, Hội nghị Đảng ủy. Triệu Quốc Đống vừa nhảy xuống xe thì đã nghe thấy một tiếng gọi từ trong một phòng làm việc ở đối diện. Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vừa nghe liền biết là ai liền vừa cười vừa chạy vào văn phòng khi xưa của mình. Trụ sở phòng công an huyện là một tòa nhà 5 tầng. Đội cảnh sát hình sự đương nhiên chiếm toàn bộ tầng 1 cùng một loạt căn phòng.
vừa bước vào văn phòng, mấy đồng nghiệp ngày xưa liền xông tới. Quốc Đống, thằng này được đó, vừa mới lên làm phó trưởng đồn mà đã có xe mới, có phải muốn khiến bọn tôi đỏ mắt hay không hả? Ôi, Quốc Đống, anh xứng thật, nghe nói đồn các anh ai cũng có một máy nhắn tin khiến ở đây đâu đâu cũng ồn ào huyên náo, nói mau, có phải anh cướp đoạt kho bạc nhà nước hay không? Triệu Quốc Đống chợt thấy rùng mình, nói thật, sau hôm đi uống rượu thì hắn mới ý thức được mình có hơi xúc động, nhưng lời đã nói ra miệng thì hắn cũng không có ý thất hứa. Chỉ có điều khi báo cáo đầy sách lược với sếp Loan, bí thư cùng sếp Loan và sếp Hà cũng không nói gì nhưng bí thư chỉ nhắc nhở mình phải chú ý chi tiêu, tiền phải dùng vào công việc, chứ không hề phản đối rõ ràng. Triệu Quốc Đống lập tức dứt khoát đi mua một máy nhắn tin hơn giống như những nhân viên cảnh sát khác. Hắn biết tin tức này cũng khó mà giấu giếm được, nhưng lại không ngờ lại gây xôn xao lớn như thế ở trên phòng công an huyện. Ha ha, không phải chỉ là một cái máy nhắn tin sao? Đâu đến mức ấy? Triệu Quốc Đống giả ngu. Ha ha, Quốc Đống, khẩu khí của anh còn lớn hơn không khí đó, một cái máy nhắn tin thôi. Còn đầy trưởng phòng trên tầng 4, tầng 5 cũng chưa có máy nhắn tin đó, ngay cả đội cảnh sát hình sự cũng mới được quyết định mỗi người được phân một cái mà đã thấy thực hiện đâu. Ha ha, chúng tôi ở dưới xã, lại làm trực tiếp, không giống như bọn họ đều ngồi làm việc trong văn phòng cơ quan, đưa tay ra là có điện thoại nên hiển nhiên không dùng nhiều như chúng tôi thôi, tất cả đều vì công tác. Triệu Quốc Đống thấy nhức đầu. Triệu Quốc Đống đến khiến đội cảnh sát hình sự náo nhiệt cả lên, Hoàng Hóa Thành cố gắng muốn làm cho biểu hiện của mình tốt một chút nhưng cũng khó làm được. Triệu Quốc Đống bỗng nhiên nổi tiếng khiến hắn khó chịu như trong người bị gắt, nhéo. Ở trong trường học hắn bị mình đè gắt gao, ở trong huyện thì bị đá khỏi đội cảnh sát hình sự, không ngờ chỉ mấy tháng xuống dưới lại thay đổi nhanh chóng trở thành phó trưởng đồn, hơn nữa còn liên tục tỏ ra nổi trội. Điều này làm cho Hoàng Hóa Thành mãi mà không hiểu rốt cuộc đối phương mạnh hơn mình ở điểm nào. Trông thấy ánh mắt của đồng mạn khi nhìn Triệu Quốc Đống, Hoàng Hóa Thành có cảm giác nghẹn ngào mà không nói nên lời. May mà Triệu Quốc Đống đã có đường cẩn nếu không đồng mạn có thể nhào tới ôm ấp Triệu Quốc Đống hay không thì khó mà nói được. Quốc Đống, ông thăng quan rồi mà không thấy chiêu đãi, có phải đã quên hết anh em trong đội này rồi hay không? Hoàng Hóa Thành mãi mới đè nén ghen tị trong nội tâm xuống, đi tới nói. Hóa Thành, ông nói gì vậy? Ông cũng biết tôi vừa mới nhậm chức, sự tình nhiều nên thật sự không có thời gian để quay về phòng công an huyện, đây mới là lần thứ hai trong năm tôi về phòng công an huyện đó. Triệu Quốc Đống vội vàng giải thích, tên Hoàng Hóa Thành này vốn luôn thích đâm chọc mình, đúng là việc xấu mình muốn giấu đi lại cứ bị người ta nhắc đến. Này, Hóa Thành, Quốc Đống vừa mới nhậm chức chắc chắn là bề bộn công việc, Giang Miếu lại cách xa như vậy nên hiếm khi mới về một chuyến cũng là bình thường. Đồng mạn cong miệng lên nói giúp. Ha ha, vẫn là đồng mạn hiểu mình. Triệu Quốc Đống mỉm cười. Đồng mạn nghe thấy đối phương không gọi mình là tiểu man thì trong lòng không khỏi mất mát, sắc mặt liền kém tươi đi chút ít. Triệu Quốc Đống cũng không biết một câu vừa rồi của mình đã đắc tội với người khác, vừa nhìn đồng hồ trên tay sau đó lấy bao hồng sơn đi một vòng mới thuốc rồi ôm quyền nói. Đã đến giờ, tôi lên họp trước, lát nữa xuống gặp sau nhé. Đây là lần đầu tiên Triệu Quốc Đống tham gia một hội nghị công an huyện, trong phòng hội nghị đã có không ít người nhưng mấy ghế ở vị trí lãnh đạo thì còn để trống, mấy vị trưởng phòng, đội trưởng đều đang cười nói. Ô, Quốc Đống đến đây, vị trí đồn Giang Miếu các cậu ở chỗ này. Lên tiếng chính là Chánh Văn Phòng Cừu vốn là một cựu chiến binh. Chánh Văn Phòng Cừu, tôi không tới muộn chứ. Triệu Quốc Đống đã sớm cầm bao hồng sơn chìa ra, mấy người khác hắn cũng nhận ra. Đội cảnh sát hình sự thì chạy tới tất cả các đồn công an nên hắn không xa lạ gì những người này. Đây là lần đầu tiên Quốc Đống tham gia hội nghị, cố quen một chút, những lãnh đạo thông thường đều đến đúng giờ. Chánh Văn Phòng Cừu hưởng thụ Triệu Quốc Đống phục vụ châm lửa một cách rất tự nhiên, mấy vị lãnh đạo khác cũng đều giống nhau, nhất là Tề Chính, trưởng đồn Bắc Giao liếc nhìn hắn với ánh mắt không chào đón, Triệu Quốc Đống cũng không thèm để ý. Đúng 10 giờ hội nghị được bắt đầu. Những người lãnh đạo đi vào mặc dù là top 5 top 3 nhưng trình tự lại không thay đổi, duy nhất có một vị trí trống chính là biển hiệu của Lưu Thắng An ở bên trên, Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc vì thấy Lưu Thắng An lại ngồi bình tĩnh ở bên dưới. Loan Trinh Viễn là người cuối cùng đi vào, hắn bê một cái chén trà tử xa trông có vẻ rất tùy ý, tay kia thì chỉ có một quyển sổ kẹp một chiếc bút, ngoài ra chẳng hề mang theo một văn kiện nào cả. Andy, tử xa là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen.
chủ yếu dùng làm đồ trà. Bắt đầu họp, đầu tiên tôi tuyên bố một phần ý kiến phúc đáp của ban tổ chức huyện ủy, đó là vấn đề đồng chí Lưu Thắng An tới phòng công an huyện Giang Khẩu làm ủy viên đảng ủy. Các xã, trấn, đảng ủy khu, đồng chí Lưu Thắng An được bổ nhiệm làm ủy viên ban chấp hành Đảng Cộng sản Trung Quốc phòng công an huyện Giang Khẩu thay thế đồng chí Hứa Mậu Đình. Thông báo đặc biệt, ban tổ chức huyện ủy Giang Khẩu, ngày 27 tháng 2 năm 1993. Tuyên bố của Ngưu Tử Kiến khá giản dị. Thắng An, đi lên trên ngồi đi, xin mọi người hãy hoan nghênh. Lưu Thắng An đứng dậy khiêm tốn thu dọn một số văn kiện và sổ sách, vừa liên tục gật đầu vừa mỉm cười chân thành đi lên trên đài chủ tịch ngồi xuống vị trí cung cấp, giờ khoảng cách giữa hắn với lãnh đạo phòng công an huyện chỉ có nửa bước. Khi phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, Triệu Quốc Đống cố ý quan sát vẻ mặt Trương Đức Tài ngồi ở hàng thứ nhất, chỉ tiếc là do nhìn nghiêng nên không thể thấy rõ toàn cảnh, nhưng hắn có thể khẳng định tâm trạng hiện giờ của Trương Đức Tài chắc chắn là rất chua xót. Tuy hắn thành công leo lên chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhưng Lưu Thắng An cũng không hề thất bại, chẳng những thành đội trưởng đội cảnh sát giao thông mà còn được làm ủy viên đảng ủy công an huyện. Nghe nói Trương Đức Tài cũng đi tranh đoạt vị trí ủy viên đảng ủy nhưng hắn không đủ khả năng thay đổi lịch sử. Đến khi nào thì mình được ngồi trên đài chủ tịch, Triệu Quốc Đống hơi thất thần, hoặc là nói mình có thể vượt qua được không gian nhỏ hẹp này thì cần đi thêm mấy bậc thang nữa. Lúc này nội dung hội nghị chỉ còn hai việc, phá án và tạo ra thu nhập, phá án rõ ràng là nghề nghiệp chính của công an, điều này không có gì phải nói nhưng tạo ra thu nhập thì lại khác. Phòng công an huyện đã xác định năm nay là năm phát triển điều kiện làm việc, không chỉ tích cực xin huyện ủy. Ủy ban Nhân dân huyện ủng hộ mà còn yêu cầu các đơn vị cũng phải hành động, với điều kiện tiên quyết là chiếu theo pháp luật, mở rộng con đường, dùng trăm phương nghìn kế gia tăng tài chính. Trên hội nghị Ngưu Tử Kiến biểu dương những thành tích đã đạt được gần đây của đội cảnh sát giao thông, mới đây đã ngăn chặn được hai chiếc xe buôn lậu, đã hoàn thành thu thập chứng cứ, giao cho tài chính huyện tịch thu, cũng chuẩn bị toàn bộ khoản thu cấp trả phòng công an huyện, phòng công an huyện lại dùng số tiền đó đem hai chiếc xe buôn lậu kia về, một chiếc Nissan. Một chiếc Mitsubishi Việt dã, tuy rằng đều là loại lỗi thời nhưng so với loại Jeep 212 thì còn hơn chán. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng nghe nói Lưu Triệu Quốc trước khi lên chức đã phát động liên tục, đội cảnh sát giao thông liên tục chiến đấu hăng hái, ngăn chặn được nhiều chuyến buôn lậu xe, nhưng thu giữ thật sự cũng chỉ có hai chiếc xe này. Phó Bí Thư Mã Bằng cũng biểu dương phòng trị an, đồn công an nội thành và Giang Miếu có thể hành động trước phòng công an huyện, tự chủ tài chính để cải thiện phương tiện giao thông. Yêu cầu các đơn vị trong toàn huyện đều phải hành động, học tập theo ba đơn vị kể trên, tranh thủ năm nay để đổi mới toàn diện phương tiện giao thông toàn huyện. Quyển 2, chương 16, nỗi lo bên trong.